Ma Tổ Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn biết sông tháp khó khăn, tự thân vậy hao phí nhiều tâm huyết, mới khó khăn lắm sông đến tầng thứ 8, trước sau xài 4 tiếng. Mà Diệp Thần, sông tháp chiến tích cùng hắn tương đương, nhưng chỉ tốn 2 tiếng. Phệ Linh Thượng Nhân, ta cùng thằng nhóc này, cũng sông qua tầng thứ 8, vậy coi như người nào thắng. Thương thế hắn so ta nghiêm trọng được nhiều, coi là ta thắng. Ma Tổ Vô Thiên nhìn Diệp Thần phối hợp thân là bị thương hình dáng, liền nói. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, lau mép một cái máu tươi rỉ ra, nói ta xông đến tầng thứ 8, chỉ tốn 2 tiếng, mà ngươi xài 4 tiếng, ta thời gian càng thiếu, dĩ nhiên là ta thắng. Ngươi cảnh giới tu vi hơn xa tại ta, chính là tiên đế, ta chỉ là thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, ta thương thế so ngươi nghiêm trọng, đó không phải là cần phải sao. Ma Tổ Vô Thiên nghe nói như vậy. Nhất thời im miệng, không thể cãi lại. Phệ Linh Thượng Nhân ánh mắt ở trên hai người vòng vo chuyển, cuối cùng cũng là có quyết định, thở dài nói. Vô Thiên, cuộc tỉ thí này, coi như là ngươi thua, ngươi đi thôi. Ma Tổ Vô Thiên nghe được cái này kết quả sau cùng, trong mắt nhất thời lướt qua một chút hàn mang, nói, Phệ Linh Thượng Nhân, ngươi dám nói ta thua. Võ Giao nói, làm sao? Vô Thiên, ngươi không phục. Muốn đánh lộn có phải hay không? Ma Tổ Vô Thiên gương mặt âm trầm, ánh mắt chớp động, thật là có quyết chiến ý. Hắn toàn lực bùng nổ nói, mượn dùng thiên ma tinh hải năng lượng, hắn cũng có không bớt tin tim, có thể trực tiếp giết chết Diệp Thần, Võ Giao, còn có Phệ Linh Thượng Nhân. Nhưng, như vậy quyết chiến, hắn coi như có thể thắng, vậy tất nhiên là thắng thảm, cái mất nhiều hơn cái được. Đến cuối cùng, chắc là phải bị thiên nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế các người. Cướp lấy mưu lợi bất chính, là người khác làm đồ cưới. Chương 8932, Đồ Ma. Nghĩ tới đây, Ma Tổ Vô Thiên trong lòng cũng là căm hận không biết làm sao, ha ha cười nhạt, nói, rất tốt, là các ngươi thắng. Diệp Thần, vậy thì chúc ngươi võ vận xương long, sớm ngày thức tỉnh liệt nhật mệnh tinh. Như vậy thứ nhất, chờ ta tấn thăng tử thần, lại đi giết ngươi thời điểm, mới có chút ý tứ. Dứt lời. Ma Tổ Vô Thiên phất tay một cái, liền dẫn Vũ Hoàng Nhã Phỉ, xoay người rời đi. Thấy Ma Tổ Vô Thiên không có gây chuyện, mà là lựa chọn rời đi, Diệp Thần, Võ Giao, Phệ Linh Thượng Nhân ba người, đều là thở phào nhẹ nhõm. Võ Giao vui vẻ nói, Diệp Thần ca ca, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Ừ, Diệp Thần mỉm cười gật đầu một cái, ngồi dậy, thương thế trên người của hắn, ở vạn linh thần mạch chữa trị xuống, đang nhanh chóng hết bệnh trước. Tí ti khói trắng bốc hơi lên lên. Phệ Linh Thượng Nhân, xin ngươi hãy ra tay, thi triển đại trận, thay ta tru diệt Ma Thiên Đế. Diệp Thần nói, Ma Thiên Đế chính là ngày xưa ma đạo chủ thần, được gọi là thần nguyền rủa, coi như chỉ còn lại một luồng ý chí, uy năng cũng là vô cùng cường hãn. Ta cái này kim cương đồ ma đại trận, không biết có thể hay không thật tru diệt hắn, ta được đi trước xem. Phệ Linh Thượng Nhân nói, cũng không dám đem lời nói đầy. Không thành vấn đề, tiền bối, mời xem. Diệp Thần vận chuyển luân hồi huyết mạch, lập tức đem liệt nhật mệnh tinh không lúc đó, thả ra ngoài. Liệt nhật mệnh tinh khoáng đạt không gian thế giới, tại đại điện bên trong lộ vẻ hiện ra. Cái này mảnh không gian thế giới bên trong, một cái to lớn tàn toái hài cốt, lộ vẻ được đặc biệt là nhìn chăm chú. Đó chính là Ma Thiên Đế hài cốt. Diệp Thần còn không có toàn bộ luyện hóa. Ở nơi này phiến hài cốt bên trong, chảy xuôi từng luồng đen sẫm năng lượng, đó là Ma Thiên Đế thần cách tinh hoa, như hắc hồ rán vậy, lại hình như là loại nào đó giao chất, phơi bày ra một chút khí tức quỷ dị. Ma Thiên Đế bóng người, liền bị phong ấn ở trong đó. Thiên quân phong thần bia trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, để cho hắn không cách nào vùng vẫy. Nhưng, hắn mãnh liệt nguyền rủa sát khí. Vậy ô nhiễm liền thiên quân phong thần bia, để cho được nguyên tấm bia đá, cũng lộ vẻ được ảm đạm quỷ bí. Thiên quân phong thần bia cùng Ma Thiên Đế tới giữa, có thể nói là lẫn nhau xâm nhập giết. Cục diện như vậy kéo dài nữa mà nói, Ma Thiên Đế sẽ chết, thiên quân phong thần bia vậy sẽ hủy diệt. Diệp Thần có thể không muốn nhìn thấy kết cục này, bởi vì hắn chẳng muốn hy sinh thiên quân phong thần bia, đó là hắn cùng Nhâm Phi Phàm liên lạc tọa độ, là cực kỳ trọng yếu hải đăng. Phệ Linh Thượng Nhân, như thế nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Phệ Linh Thượng Nhân. Phệ Linh Thượng Nhân ngắm nhìn Ma Thiên Đế, cảm thụ Ma Thiên Đế hơi thở, chân mày khẽ nhíu một cái,
nói cái này ma thiên đế ý chí, như cũ có cực mạnh thần uy, ta có thể trấn giết hắn, nhưng cần phải hao phí cực lớn tâm huyết. Diệp thần nói, vậy thì làm phiền tiền bối, tại hạ vô cùng cảm kích. Phệ linh thượng nhân nói, luân hồi chi chủ, người có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Diệp thần hỏi, chuyện gì? Phệ linh thượng nhân nói, nếu như đem người tới, có thể bước vào không không lúc nào không, có thể hay không mang ta đi chung đi. Diệp thần sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, nói tiền bối, người muốn đi không không lúc nào không? Phệ linh thượng nhân lộ ra một chút hướng tới hình dáng, nói, đúng vậy, ta muốn đi gặp thích giả cổ Phật, đáng tiếc ta tu vi không đủ, không tư cách phi thăng. Thích giả cổ Phật, là không không thời không thiên đế chủ thần, Phật môn cao nhất ngài chúa tể, cũng là phệ linh thượng nhân nhất là sùng bái người. Hắn tín ngưỡng, chính là thích giả cổ Phật. Diệp thần trầm ngâm một tí, gật gật đầu nói, tiền bối, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như ta có năng lực nói, có thể mang ngươi đi không không lúc nào không, nhưng chỉ sợ thứ nguyên vách ngăn cách trở, ngươi tu vi không đủ phi thăng, ta cũng mang không được ngươi. Phệ linh thượng nhân cười nói, người khác không được, nhưng ngươi nhất định có thể, ngươi là luân hồi chi chủ, ta tin tưởng ngươi năng lực. Diệp thần cười khổ một tí, nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ, tóm lại, ta sẽ hết sức. Hôm nay, xin ngươi hãy ra tay, thay ta tiêu diệt ma thiên đế. Phệ linh thượng nhân gật đầu nói, không thành vấn đề. Hai người thỏa thuận xong, liền chuẩn bị ra tay. Lúc này, bị phong tỏa ở thiên quân phong thần bia dưới ma thiên đế, cũng là bắt được nguy hiểm hơi thở, ánh mắt nhìn về phía Diệp thần, phệ linh thượng nhân, võ giao ba người. Hi hi, làm sao, luân hồi chi chủ, muốn kêu người đến tiêu diệt ta. Ta nói cho ngươi, ta ma đạo ý chí, có 102 chư thiên, ở thế giới hiện thật bên trong. Không người có thể giết được ta, coi như vũ hoàng cổ đế tới cũng không được. Trừ phi, người hiến tế thiên quân phong thần bia, trả giá lớn bằng máu, nếu không, người đừng hòng tiêu diệt ta, ta liền là chết, cũng có thể lại sống lại. Ma thiên đế cười lạnh, không hề cho rằng Diệp thần có năng lực này, có thể tiêu diệt mình. Tiền bối, mời ngươi ra tay. Diệp thần cũng không có cùng ma thiên đế nói nhảm, hướng phệ linh thượng nhân chắp tay mời nói. Ừ. Phệ linh thượng nhân gật đầu, bay đến ma thiên đế bầu trời. Ma thiên đế, chúng ta giết không chết ngươi, nhưng nếu là thích giả cổ Phật ra tay đâu? Phệ linh thượng nhân lời nói lăn lăn như thiên lôi, lớn tiếng nói. Thích giả cổ Phật. Ma thiên đế nghe được cái này danh hiệu, nhất thời con ngươi co rúc lại, cả người run rẩy. Thích giả cổ Phật, chính là trong truyền thuyết thích giả thiên đế, Phật môn cao nhất ngài chúa tể, tu vi thực lực đặc biệt khủng bố. Nghe nói liền nguyên thiên đế, đều phải đối hắn lễ để cho ba phần. Cho dù là ở ma thiên đế thực lực tột cùng nhất thời điểm, cũng không dám trêu chọc thích giả cổ Phật. Trong truyền thuyết thích giả cổ Phật, Phật tim khoáng đạt minh mông, là chư thiên chí cao, hắn cũng là gần gũi nhất tinh không bờ bên kia người. Bây giờ nghe phệ linh thượng nhân, nhắc tới thích giả cổ Phật, ma thiên đế nhất thời không cách nào giữ vững bình tĩnh. Kim cương đồ ma đại trận, cho ta trấn áp. Chương 8933, thức tỉnh. Phệ linh thượng nhân không nói hai lời, thủ quyết nặn động, từng cái Phật quang trận văn tách thả ra ra, trong hư không vang vọng ra khoáng đạt phạm sướng, lớn cánh kim bằng, La Hán, Bồ Tát, So Khâu, chùa, lượn vòng vô lượng vân. Vân khí tượng, không ngừng tách thả ra ra. Chín tầng trời trong hư không, tiếng sấm ầm ầm, hiển hóa ra một tôn vĩ đại, thần thánh, kim quang sáng chói, thụy hà vô cùng Phật Đà bóng người. Vậy tôn Phật Đà, so với Diệp thần đã gặp chân lý Phật tổ, hơi thở không biết muốn mênh mông nhiều ít gấp vạn lần, đơn giản là chí cao tới vĩ, không thể ngẩng mặt, làm người ta nhìn một cái, thì có dũng khí muốn quỳ xuống quy theo, cúi phục sùng bái tâm tình. Vậy Phật Đà, lộ vẻ lại chính là truyền thuyết bên trong, thích giả cổ Phật thở mạnh voi. Một cái mênh mông màu vàng Phật trận, từ chân trời bạo rơi xuống, chấn rơi vào ma thiên đế trên mình. Cái này màu vàng Phật trận. Mang ích dịch vạn ma thở mạnh thế, chính là kim cương đồ ma đại trận. Thi triển ra cái này kim cương đồ ma đại trận, phệ linh thượng nhân linh khí, nhanh chóng bị rút sạch, gương mặt từng cơn trắng bệch, hắn không thể không thiêu đốt lên khí huyết, duy trì trận pháp vận chuyển. Chí thánh tới vĩ, Phật môn chí tôn, chư thiên nắm giữ, hồng pháp vô lượng, thích giả thiên đế Phật tổ, xin hàng hạ người uy áp. Phệ linh thượng nhân ngâm sướng lên tới, chư thiên phạm sướng vọng về. Vô số Bồ Tát La Hán,
kim bằng so khâu, cùng đáp lại, đầy trời kim quang tách thả ra, ba hoa chích chòe, khí tượng minh mông muôn vàn. Từng cái Phật quang, mang trừ tà chém ma khí thế, hung hăng giết hướng ma thiên đế. Vậy kim cương đồ ma trong đại trận, vậy bộc phát ra vô số Phật môn chánh khí, đáng nịch tà ma, cọ rửa ma thiên đế thân thể. Ma thiên đế bị đại trận phong tỏa, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ma thiên đế lớn tiếng hét thảm lên, đau khổ tột cùng, cả người da thịt ở Phật quang dưới sự xung kích, không ngừng hòa tan, vặn vẹo, cực kỳ khủng bố. Phật tổ, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nguyện quy theo, mời Phật tổ tha. Ma thiên đế hoàn toàn luống cuống, trong tròng mắt tràn đầy kinh hoàng thần sắc sợ hãi, hoàn toàn không có mới vừa lớn lối. Hắn vô cùng sợ hãi nhìn trên trời Phật đà khí tượng, hướng thích ra cổ Phật bóng người, không ngừng dập đầu nhận sai, thỉnh cầu tha thứ. Nhưng, Phật tổ không nói. Vậy thích ra cổ Phật khí tượng, tựa như cũng chỉ là một đạo hư ảnh thôi, không hề sẽ truyền ra bất kỳ đáp lại. Chư thiên phạm sướng như sấm minh, kim cương đồ ma đại trận khí tượng muôn vàn. Ma thiên đế, ngươi hiện tại vừa muốn quy theo, đã muộn. Phệ linh thượng nhân không ngừng thúc giục trận pháp, quát lên. Ở kim cương đồ ma đại trận trấn áp xuống, ma thiên đế không ở kêu rên kêu thảm thiết, thân thể vặn vẹo hòa tan, dần dần hóa thành kiếp bụi. Trận pháp này, mang theo thích gia cổ Phật ý chí, còn có nhân quả luật giết hại. Điều này nhân quả luật, chính là chu diệt hết thảy ma đạo, đáng nịch tà ác, vô cùng là ác liệt. Diệp thần ánh mắt mang theo ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động. Liền thấy ma thiên đế hóa thành kiếp bụi, lại cũng không có hồi phục có thể. Hắn thiên quân phong thần bia, vốn là bị ma khí ăn mòn, một phiến ảm đạm, lúc này vậy lần nữa toát ra ánh sáng rực rỡ, thần mang trạm nhiên. Rất tốt, thiên quân phong thần bia giữ được. Diệp thần nội tâm vui sướng, thiên quân phong thần bia bảo ở, hắn và nhâm phi phàm tới giữa, là có thể tiếp tục giữ liên lạc. Hơn nữa, cái này thiên quân phong thần bia, vẫn là một cái rất tốt căn cơ. Là hắn sau này luyện hóa thiên bia căn cơ. Có thiên quân phong thần bia là căn cơ, lại đi luyện hóa thiên bia mà nói, vậy thì đơn giản nhiều. Phệ linh thượng nhân thuận lợi nghiền diệt ma thiên đế, cũng là thở phào nhẹ nhõm, hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn chậm rãi thu liếm tự thân linh khí, vậy kim cương đồ ma đại trận khí tượng tản đi, chư thiên Phật quang ngâm sướng chậm rãi biến mất, mơ hồ lưu lại một chút thiên hoa loạn trụy khí tượng. Chứng kiến mới vừa trận pháp này thật lớn. Tiền bối, đa tạ ngươi. Diệp thần cảm kích chắp tay. Võ Giao cũng là mặt đầy mừng rỡ, nói, Diệp thần ca ca, ngươi bây giờ có thể luyện hóa ma thiên đế hài cốt. Diệp thần nư một tiếng, lại gặp phệ linh thượng nhân gương mặt trắng bệch, cả người hơi run rẩy run, hiển nhiên mới vừa thi triển kim cương đồ ma đại trận, hắn tiêu hao không nhẹ. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Diệp thần cau mày hỏi một câu. Không sao, một chút tiêu hao thôi, người an tâm luyện hóa ma thiên đế hải cốt là được. Phệ linh thượng nhân nhàn nhạt khoát tay một cái, cũng không có đem tự thân tình huống để ở trong lòng. Diệp thần gật đầu một cái, sự chú ý lại lần nữa rơi vào ma thiên đế hải cốt phía trên. Cái này ma thiên đế hải cốt, như cũ còn quấn từng tầng một nguyền rủa hơi thở, thần cách tinh hoa tương đương đậm đà. Bất quá! Diệp thần đã không cần lo lắng, ma thiên đế sẽ lại sống lại. Bởi vì, mới vừa kim cương đồ ma đại trận trấn áp, là bởi vì quả luật trấn áp, sau lưng mang theo trong truyền thuyết Phật môn chí cao nắm giữ, thích gia cổ Phật ý chí. Ở thích gia cổ Phật nghiền ép hạ, cho dù là đỉnh cấp thời điểm ma thiên đế, cũng chỉ có tan thành mây khói kết quả, chớ nói chi là hôm nay chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Hóa thiên đại pháp, cho ta dung hóa. Diệp thần hít sâu một hơi. Đầu tiên là trình độ cao nhất thi triển hóa thiên đại pháp, đem ma thiên đế còn dư lại hài cốt, toàn bộ nóng chảy hết. Ưng ực, ma thiên đế hài cốt hoàn toàn hòa tan, từng luồng dư thừa năng lượng linh khí, chính là dòng nước chảy ra. Diệp thần vận chuyển luân hồi huyết mạch, đem tất cả linh khí tinh hoa, toàn bộ hấp thu được mình liệt nhật mệnh tinh bên trong. Tức khắc tới giữa, toàn bộ mệnh tinh thế giới, thì trở nên được hắc ám mãnh liệt, ma khí tràn ngập. Khắp nơi đều là mãnh liệt ma đạo hơi thở, còn mang có mãnh liệt nguyền rủa chập chờn. Cái này cổ mãnh liệt mà đè nén ma khí, làm được phệ linh thượng nhân và võ giao, đều có điểm tâm kinh cùng rung động. Liệt nhật mệnh tinh, cho ta thức tỉnh đi.
Chương 8934, kết quả. Diệp Thần quát to một tiếng, đậm đà ma khí hội tụ, ở hắc ám vô biên ma khí thế giới bên trong, ông một tiếng chấn động, một viên mặt trời, phá vỡ hắc ám ma khí, chậm rãi bay lên. Viên này mặt trời, không hề nhức mắt, cũng không huy hoàng, chỉ là mang sơ sinh nắng ban mai, mang sinh mạng cùng khí tức ôn hòa. Cái này cổ sơ sinh nắng ban mai, chiếu sáng chạy đi, vô biên vô tận hắc ám ma khí, liền như thủy triều giải tán. Liền Diệp Thần trước đây ngưng tụ liệt nhật ma tinh, vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Liệt nhật mệnh tinh không gian thế giới, thiên đỉnh bầu trời, rất nhanh liền bị viên này sơ sinh mặt trời chiếm cứ. Oanh! Đi đôi với viên này ánh sáng mặt trời dâng lên, Diệp Thần tu vi hơi thở, vậy đang điên cuồng tăng vọt, từ thiên huyền cảnh 4 tầng thiên sơ cấp, một mực tăng vọt đến trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Đến cuối cùng, lại là trực tiếp đột phá, một bước bước vào thiên huyền cảnh 5 tầng thiên hàng ngũ. Diệp Thần ca ca, người liệt nhật mệnh tinh thức tỉnh. Còn nữa, người tu vi vậy tăng lên. Võ Giao thấy vậy, mừng rỡ như điên, là Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Giờ khắc này Diệp Thần, rốt cục thì chiếu sáng lên liệt nhật mệnh tinh. Mà theo liệt nhật mệnh tinh thức tỉnh, Diệp Thần tu vi cũng là nước lên thuyền lên, thuận lợi đột phá đến thiên huyền cảnh 5 tầng thiên bước. Sắc sắc, Diệp Thần nắm chặt quyền, liền cảm thấy có vô cùng minh mông lực lượng, ở trong người mãnh liệt. Hắn rất muốn lập tức cùng thiên nữ quyết chiến, thậm chí hắn không giải thích được có dũng khí lòng tin, thật giống như mình có thể ung dung chém chết thiên nữ vậy. Bất quá, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần cũng biết, cái loại này lòng tin, thật ra thì chỉ là một loại ảo giác cùng phán lầm. Nếu như bình thường dưới trạng huống, hắn thật ra thì đã có nghịch phạt tiên đế tư cách. Nói cách khác, hắn có tư cách đánh chết thiên nữ. Nhưng vấn đề là, thiên nữ không phải phổ thông tiên đế, nàng chấp trưởng viêm hoàng đế ấn, đặc biệt khó đối phó. Nếu như không có vậy viêm hoàng đế ấn, Diệp Thần hai viên mệnh tinh thức tỉnh dưới trạng thái, thật ra thì đã có thể giết chết thiên nữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể. Bởi vì thực tế biến số, chân thực quá nhiều. Viêm hoàng đế ấn, cái này cao nhất thần khí tồn tại, để cho chàng này quyết chiến, cũng thay đổi được vô cùng hung hiểm. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá, người khoảng cách thất tinh mở hết, lại đạp gần một bước. Phệ linh thượng nhân cười chúc mừng. Diệp Thần chỉ là thiên huyền cảnh, liền chiếu sáng lên hai viên mệnh tinh, cuộc đời này thật vẫn có thể, đem luân hồi thất tinh toàn bộ thắp sáng. Một khi thất tinh mở hết, luân hồi ắt sẽ trở thành chư thiên chí cao, thậm chí là chân chánh bao trùm chư thiên, đến tinh không bờ bên kia. Cái này là viên thứ hai mệnh tinh, khoảng cách thất tinh mở hết, quá xa vời. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có mong cầu cái viễn vông xa vời. Chuyện ở người là, đời này ngươi, thật có khả năng bước lên tận cùng cao. Phệ linh thượng nhân cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn một cái treo ở thiên liệt nhật mệnh tinh, nói. Bất quá, người viên này liệt nhật mệnh tinh, mới vừa thức tỉnh, còn không có huy hoàng nóng rực đại nhật khí tượng, chỉ là một vòng mới lên mặt trời. Còn cần uẩn dưỡng củng cố, chứ không thể khinh thường. Ở nơi này liệt nhật mệnh tinh, hơi thở còn không củng cố lại trước, người không nên tùy tiện thả ra ngoài chiến đấu. Nghe phệ linh thượng nhân nhắc nhở, Diệp Thần cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Liệt nhật mệnh tinh thức tỉnh, khí tượng muôn vàn, chưa từng hết sức ma khí bên trong ra đời, nhưng lại không dính nhuộm chút nào ma khí, ra phù sa mà không nhuộm, phơi bày ra vô trần vô cấu, sáng bóng thần thánh khí tượng. Nhưng cái này luân mặt trời, cuối cùng là mới lên, hơi thở còn khá là non nớt, khoảng cách trong truyền thuyết chiếu sáng vạn cổ, lóng lánh chư thiên thời không vĩ cảnh giới lớn, còn có không ít chênh lệch. Diệp Thần muốn để cho liệt nhật mệnh tinh, chân chính đổi được huy hoàng vô địch, còn cần chút thời gian uẩn dưỡng. Bất quá thật may, hắn cùng thiên nữ tới giữa quyết chiến, là ở nửa năm sau. Cái này nửa năm thời gian, đủ hắn uẩn dưỡng liệt nhật mệnh tinh, đem viên này mặt trời. Uy năng tăng lên tới tột cùng nhất cảnh giới. Đáng tiếc ta cái này liệt nhật mệnh tinh, còn không thích hợp triệu hoán chiến đấu, nếu không, ta thể giết ma tổ vô thiên. Diệp Thần thở dài một cái, lại có chút thương tiếc. Ma tổ vô thiên ở tranh đoạt tử thần quyền bính, rất nhanh thì phải quyết ra đời chết thắng bại. Nếu như hắn liệt nhật mệnh tinh, có thể đạt tới huy hoàng nhất cảnh giới, liền có cơ hội áp chế ma tổ vô thiên, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tranh đoạt tử thần quyền bính ý niệm. Chuyện thế gian, há có thể mọi chuyện như ý.
Luân hồi chi chủ, người có thể đi tới ngày hôm nay, đã là sâu được thiên địa chiếu cố, không thể quá lòng tham. Phệ Linh Thượng Nhân nói, trong giọng nói rất có thiên cơ. Tiền bối, đa tạ chỉ điểm, vậy ta cáo từ trước. Diệp Thần hướng Phệ Linh Thượng Nhân chắp tay, chợt liền mở miệng tạm biệt. Đi thong thả. Phệ Linh Thượng Nhân khẽ mỉm cười, liền phái người đưa tiễn Diệp Thần. Diệp Thần mang võ giao, hài lòng rời đi thần võ vực, trở lại tinh nguyệt giới. Không biết Dạ Mẫu bên kia, có từng điều tra ra phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Diệp Thần nghĩ thầm. Hôm nay hắn liệt nhật mệnh tinh, còn cần uẩn dưỡng, không thích hợp triệu hoán chiến đấu, nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn không có áp chế ma tổ vô thiên có thể. Ma tổ vô thiên dung hợp hoàng kim huyết mạch, thực lực đổi được mạnh mẽ, nhưng cũng có giá cao. Đó chính là, hắn nhiều hơn một cái nhược điểm. Cái này hoàng kim huyết mạch, vừa vặn bị phù sinh tuyệt mệnh khắc chế. Vậy phù sinh tuyệt mệnh, là thiên khải chí tôn năm đó nhằm vào hoàng kim gia tộc, đặc thù tạo ra binh khí. Nếu là Diệp Thần có thể tìm được phù sinh tuyệt mệnh mà nói, đối kháng ma tổ vô thiên, là thêm một phần sức lực. Diệp Thần và võ giao, trở lại tinh nguyệt giới, nhưng gặp phong ngữ oanh động thiên bên kia, có trưởng lão vội vã bay tới, thần sắc nghiêm nghị, hướng Diệp Thần nói. Tôn chủ, người muốn chuyện điều tra, có kết quả. Chương 8935, nguy cơ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hỏi, tra được phù sinh tuyệt mệnh tung tích. Trưởng lão kia nói, không có, nhưng tra được cụ thể đầu mối. Cái này thế gian, lần trước thấy phù sinh tuyệt mệnh tung tích người, chính là Si Phong Thượng Nhân. Diệp Thần sửng sốt nói, Si Phong Thượng Nhân. Trưởng lão kia nói, đúng vậy, Si Phong Thượng Nhân và Phệ Linh Thượng Nhân, sư xuất đồng môn, là Phệ Linh Thượng Nhân sư đệ. Truyền thuyết, năm đó Si Phong Thượng Nhân muốn phi thăng không không, kết quả bất ngờ thất bại, hắn sau đó lại không hết hy vọng. Nhiều lần thử nghiệm, đáng tiếc đều là thất bại. Mất hết ý chí dưới, Si Phong Thượng Nhân đã phóng khí tu luyện, không hỏi thế sự. Chúng ta điều tra biết được, Si Phong Thượng Nhân một lần cuối cùng phi thăng, thật ra thì thiếu chút nữa thì thành công, lần đó hắn chấp trưởng phù sinh tuyệt mệnh, lấy phù sinh tuyệt mệnh mũi nhọn, giết phá hư không, quả thực là ác liệt vô cùng. Đáng tiếc, hắn mũi nhọn, đưa tới Thiên Khải Chí Tôn chú ý. Thiên Khải Chí Tôn rơi xuống uy giận. Cắt đứt hắn phi thăng, hắn từ đây liền chưa gượng dậy nổi. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, cảm giác thế gian nhân quả có quá nhiều trùng hợp, nói, Si Phong Thượng Nhân, Phệ Linh Thượng Nhân sư đệ. Vậy Thiên Khải Chí Tôn, chẳng muốn hắn phi thăng sao? Trưởng lão kia nói, có thể đi, nhưng càng nhiều hơn có thể, thì không muốn để cho mình chế tạo binh khí, rơi vào Si Phong Thượng Nhân trong tay. Dẫu sao Si Phong Thượng Nhân, cũng là xuất thân thiên võ tiên môn. Coi như là chúng ta luân hồi trận doanh ẩn bên trong đồng minh. Thiên Khải Chí Tôn suy diễn quá khứ vị lai, biết cái này Si Phong Thượng Nhân, có thể cùng luân hồi trận doanh tương quan, cho nên liền không muốn nhìn thấy binh khí của mình, bị chúng ta trận doanh nơi chấp trường. Phù sinh tuyệt mệnh mũi nhọn, cực kỳ ác liệt, đủ để áp chế hoàng kim gia tộc huyết mạch, năm đó Giang Phù sinh lấy này chém chết ngàn vạn hoàng kim ma thần. Nếu là luân hồi trận doanh bên này, có thể được binh khí này mà nói. Dĩ nhiên là thế lực tăng vọt, khí vận bạo tăng, đây là Thiên Khải Chí Tôn không muốn thấy. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy, vậy Si Phong Thượng Nhân phi thăng thất bại sau đó, đi địa phương nào? Trưởng lão kia lắc lắc đầu nói, chúng ta hơn lần điều tra, vậy không tra được kết quả, tôn chủ, người có lẽ có thể trở về đầu, đi hỏi một chút Phệ Linh Thượng Nhân. Phệ Linh Thượng Nhân là Si Phong Thượng Nhân sư huynh, hắn có lẽ biết. Diệp Thần sửng sốt một tí. Hắn mới từ Phệ Linh Thượng Nhân bên kia trở về, hiện tại lại phải đi về, có chút không quá thích hợp. Nhưng, vì cha được phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, ta liền đi về hỏi hỏi hắn. Diệp Thần không biết làm sao nói, sau đó liền để cho võ giao ở lại tinh nguyệt giới bên trong, một mình trở lại thần võ vực. Lúc này ở trong tinh nguyệt giới mặt, Kỷ Tư Thanh và Diệp Lạc Mà, đều tự xuất ngoại tìm cơ duyên đi. Diệp Thần trở lại thần võ vực, đập vào mi mắt, nhưng là một phiến vắng lặng máu tanh ảm đạm hình ảnh. Chỉ gặp toàn bộ thần võ vực, đầy trời ma khí bao phủ, trên đất chảy xuôi thiên ma tinh hải năng lượng khí tức, vô tận dơ bẩn tàn phá. Thần võ vực ở giữa võ giả tu sĩ, dân thường, đều là gặp phải thảm thiết tàn sát, trên vùng đất phân bố thi thể, xương trắng gối lên tạ.
ngất trời mùi máu tanh, để cho được Diệp Thần cũng có điểm đầu choáng váng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình rời đi không bao lâu, thần võ vực lại là gặp phải tàn sát. Ai làm? Là ma tổ vô thiên. Diệp Thần ra mặt run lên, ngón tay một nặn, thiên cơ nhớ lại, liền thấy một đạo bóng tối bóng người. Đó chính là ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên thừa dịp Diệp Thần và võ giao rời đi, lập tức trở về thần võ vực, cũng mở sát giới. Vô thiên, ta coi như là ngươi nửa sư phụ, người đây là khi sư diệt tổ. Phệ linh thượng nhân giận dữ quát mắng, nhưng cũng không thể ngăn cản. Phệ linh thượng nhân, ta sẽ không giết ngươi, chính ngươi bị chết chìm, vậy thì không trách ta. Ma tổ vô thiên cười lạnh một tiếng, nhất niệm ma cốt hoa nở, tách thả ra thiên địa, giết hết thần võ vực người trong, duy chỉ lưu lại phệ linh thượng nhân. Hắn điều động thiên ma tinh hải năng lượng, hội tụ thành biển đen hồ, đem phệ linh thượng nhân chìm ngập, rồi sau đó xoay người bay khỏi đi. Phệ linh thượng nhân trước đây thi triển kim cương đồ ma đại trận, là Diệp Thần tiêu diệt ma thiên đế, đã tiêu hao hết linh khí, lúc này bị ma tổ vô thiên áp chế, hoàn toàn không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở vậy biển đen trong hồ, không ngừng sa vào đi xuống, cuối cùng chỉ có chết chìm kết quả. Tiền bối. Diệp Thần trong lòng khẩn trương, phong tỏa đến phệ linh thượng nhân vị trí, lập tức lắc người một cái, xé trời đi. Liền thấy lớn bên trong, biển đen khí lưu dâng trào, thiên ma tinh hải dơ bẩn, không ngừng sôi trào tứ ngược, vặn vẹo ra các loại không thể danh trạng quỷ dị cảnh tượng. Thần thánh chi thư, phá cho ta. Diệp Thần lo lắng phệ linh thượng nhân an nguy, lập tức hội tụ quang minh huyền lực, gọi ra thần thánh chi thư. Huy hoàng sáng chói thần thánh chi thư, đem trên vùng đất chảy xiết biển đen khí lưu, toàn bộ bốc hơi hết. Vậy thiên ma tinh hải năng lượng, toàn bộ bị bốc hơi khô, khô khốc mặt đất lộ ra. Ở đó nứt nẻ trên mặt đất, phệ linh thượng nhân đang thoi thóp nằm. Tiền bối, ngươi thế nào? Diệp Thần trong lòng khẩn trương, bay xuống, rơi vào phệ linh thượng nhân bên người, liền gặp hắn cả người dơ bẩn quấn quanh, ma khí quanh quẩn không tiêu tan. Thiên ma tinh hải hắc ám khí tức, đã xâm nhập hắn tim phổi huyết mạch. Thành tựu ma đạo cao nhất thần khí, thiên ma tinh hải dơ bẩn năng lượng, đủ để vẫn diệt tiên đế, cực kỳ khủng bố. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Phệ linh thượng nhân thấy Diệp Thần trở về, hơi lộ ra một cái cười khổ, hắn biết mình thân nhuộm thiên ma tinh hải dơ bẩn, đã là hẳn phải chết. Tiền bối, ta trước cứu chữa ngươi. Diệp Thần không dám thở ơ, lập tức gọi ra liệt nhật mệnh tinh. Vù vù. Chỉ gặp Diệp Thần sau lưng, xuất hiện một vòng mới lên mặt trời, toát ra tràn đầy sức sống cùng hy vọng nắng ban mai. Chương 8936, chứng đạo tiên đế. Ở nơi này cổ nắng ban mai chiếu rọi xuống, phệ linh thượng nhân trên mình dơ bẩn hơi thở, lại là như nước thủy triều lui xuống. Diệp Thần lại thi triển bát quái thiên đan thuật, rất nhanh liền đem phệ linh thượng nhân cứu sống lại. Phệ linh thượng nhân vậy cho tàn gương mặt, khôi phục một chút máu chân bóng. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi lại có thể. Hắn biết Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, chỉ là mới vừa thắp sáng, ánh sáng còn khá là yếu ớt, xa xa không tới huy hoàng chói mắt, ánh chiếu chư thiên bước, còn cần uẩn dưỡng, cũng không thích hợp cho gọi ra tới. Nhưng, Diệp Thần vì cứu chữa hắn, nhưng là không để ý nguy hiểm, thả ra liệt nhật mệnh tinh. Phệ linh thượng nhân trong bụng có vẻ cảm kích, rơi nước mắt không nói. Diệp Thần trấn an nói, không sao, tiền bối, ngươi không có sao liền tốt. Chờ ta thức tỉnh viên thứ ba mệnh tinh, ta lại vì ngươi sống lại thủ hạ ngươi đệ tử. Phệ linh thượng nhân thủ hạ đệ tử, toàn bộ thần võ vực người, đều bị ma tổ vô thiên giết sạch, muốn sống lại nói, trừ phi là Diệp Thần có thể thắp sáng viên thứ ba mệnh tinh. Luân hồi thất tinh, mỗi một viên mệnh tinh thức tỉnh, cũng sẽ mang đến to lớn tiến bộ. Nếu như Diệp Thần tu vi, có thể đạt tới thắp sáng viên thứ ba mệnh tinh bước, hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, bước đầu nắm giữ đỉnh cấp luân hồi sống chết quy luật, có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, từ đi qua thời gian tuyến, đem người chết linh hồn mò ra, từ đó sống lại. Dĩ nhiên, cái này giới hạn người bình thường. Nếu như là tu vi quá mạnh mẽ người, sống lại đứng lên liền phải gian nan rất nhiều. Phệ linh thượng nhân nghe được Diệp Thần có phần tâm tư này, lại là cảm kích, nói, đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói tiền bối ngươi yên tâm, ta sẽ giết ma tổ vô thiên, vì ngươi báo thù. Dừng một chút, lại hỏi, còn nữa, ta lần này trở về,
là muốn cùng ngươi hỏi thăm một người rơi xuống. Phệ Linh thượng nhân nghe Diệp Thần lời này, tựa hồ dòm ngó thấy cái gì, nói, ta sư đệ sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, ta muốn gặp ngươi một lần sư đệ Si Phong thượng nhân, hỏi phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, đó là đối kháng ma tổ vô thiên trọng yếu thần khí. Phệ Linh thượng nhân trầm mặc xuống, xem hắn hình dáng, hiển nhiên không quá muốn nói cho Diệp Thần, hắn sư đệ rơi xuống. Nhưng, Diệp Thần mới vừa triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, như vậy xả thân cứu giúp, vậy để cho hắn rất cảm kích. Một phen do dự cân nhắc sau đó, Phệ Linh thượng nhân cuối cùng là mở miệng, nói ta sư đệ năm đó phi thăng thất bại sau đó, đã phóng khí tu luyện, không hỏi thế sự, hắn hôm nay ở chúng sanh giới chân lý Phật tổ tọa hạ bế quan. Ngươi muốn tìm hắn mà nói, có thể đi chúng sanh giới hỏi một chút Phật tổ. Nhưng, ngươi như muốn điều tra phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mở miệng. Vậy phù sinh tuyệt mệnh, coi như là ta sư đệ cuộc đời này lớn nhất thống khổ. Hắn chấp trưởng phù sinh tuyệt mệnh ngày trước, còn lấy vì mình lấy được thiên đại cơ duyên tạo hóa, kết quả không nghĩ tới, nhưng là rước họa vào thân, bị thiên khải chí tôn để mắt tới. Thật ra thì, hắn phóng khí tu luyện, bế quan nhân xâm Phật, cũng không phải là chủ ý. Chỉ là, nếu như hắn không bế quan nói, ắt phải gặp phải thiên khải chí tôn đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dính liền phù sinh tuyệt mệnh nhân quả, thiên khải chí tôn không thể nào thả qua hắn. Diệp Thần nghe lời nói này, trong lòng rét một cái. Hắn còn lấy là, Si Phong thượng nhân là mất hết ý chí, mới phóng khí tu luyện bế quan. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này, tựa hồ có ẩn tình khác. Si Phong thượng nhân, cũng không muốn buông tha tu luyện. Nhưng, bị thiên khải chí tôn để mắt tới, nếu như hắn lại vọng tưởng phi thăng mà nói, vậy chỉ có một con đường chết. Thậm chí, liền hắn sống trên cõi đời này, đều có thể bị thiên khải chí tôn gây khó khăn, cuối cùng gặp tai ách. Bức bách không biết làm sao, Si Phong thượng nhân chỉ có ký thác vào chân lý Phật tổ ngồi xuống, bế quan nhân xâm Phật. Đây là tránh khó tránh họa, cũng không phải là chủ ý. Tiền bối, vậy phù sinh tuyệt mệnh, bây giờ còn đang ngươi sư đệ trong tay sao? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Năm tháng kinh niên, thời gian trôi qua quá lâu, ta cũng không biết, ngươi có thể đi chúng sanh giới, hỏi một chút Phật tổ, nhưng tốt nhất không nên quấy rầy ta sư đệ thanh tu, trừ phi ngươi có nắm chắc giết chết thiên khải chí tôn, là hắn giải quyết phiền não. Phệ Linh thượng nhân nói. Diệp Thần cười khổ một tí, không lời chống đỡ. Thiên khải chí tôn là tử thần giáo đoàn giáo chủ, không không lúc nào không cường hãn nhất luyện khí sư, không chỉ là phù sinh tuyệt mệnh đúc người, vẫn là nhân hoàng thánh đao đúc người. Liên liên vạn khư có thể đúc ra thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, cũng là may mà thiên khải chí tôn một chút nhân quả năng lượng. Hôm nay thiên khải chí tôn, cũng chết thần quyền chui có lực người cạnh tranh. Hắn là chân chánh thiên đế chủ thần, muốn giết chết hắn, nói dễ vậy sao? Tiền bối. Vậy ta đi trước chúng sanh giới nhìn một chút. Nếu như ngươi còn gặp phải nguy hiểm gì, có thể kêu gọi ta tên chữ. Diệp Thần hơi hướng Phệ Linh thượng nhân cung kính khom người, sau đó liền từ đừng rời đi. Chúng sanh giới, chính là luân hồi sáu giới một trong, do chân lý Phật tổ chấp trưởng. Chúng sanh giới và chân lý Phật tổ, tất cả thuộc về thuộc luân hồi trận doanh, là Diệp Thần tuyệt đối đồng minh. Diệp Thần trước truyền ra ý chí, cho biết Phật tổ. Mình sắp muốn viếng thăm. Cùng hắn biến dạng hư không, đi tới chúng sanh giới thời điểm, lớn chân lý chùa rất nhiều thủ tọa trưởng lão, đều là ra nghênh tiếp, thái độ vô cùng cung kính, vây quanh Diệp Thần, đi tới lớn chân lý chùa bên trong. Diệp Thần đi tới lớn chân lý chùa, ở Đại Hùng Bảo Điện trên gặp được Phật Tổ. Phật Tổ phong thái như cũ, nhờ vào luân hồi trận doanh khí vận, hắn tu vi so trước kia có đột phá, hôm nay đã chân chánh bước vào tiên đế cảnh. Phật Tổ, vẫn khỏe chứ? Chúc mừng ngươi, rốt cuộc chứng đạo tiên đế. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hướng Phật Tổ chắp tay hành lễ nói. Chương 8937, cổ Phật Thánh Địa. Phật Tổ cầm hoa cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, lão nạp điểm này nông cạn tu vi, không đáng giá một sần, xa xa kém hơn ngươi đạo pháp khoáng đạt bác đại, như ngươi ta sống chết đánh nhau, lão nạp ở thủ hạ ngươi, không chống nổi 10 chiêu. Ngày xưa Diệp Thần, đối mặt Phật Tổ, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng hôm nay, nhưng là Phật Tổ ngửa mặt trông lên hắn. Nếu như sống chết quyết đấu,
Diệp Thần không để ý giá phải trả, vận dụng hết thảy lá bài tẩy mà nói, có thể ở trong 10 chiêu, đánh chết Phật Tổ, cho dù hắn đã tấn thăng tiên đế, nhưng Diệp Thần có nghịch phạt tư cách. Đây chính là luân hồi đáng sợ, trưởng thành chân thực quá nhanh. Đặc biệt là thắp sáng liệt nhật mệnh tinh sau đó, giống vậy tiên đế, đã không phải là Diệp Thần địch thủ, trừ phi là ma tổ vô thiên, thiên nữ, vũ hoàng cổ đế loại cấp bậc này nhân vật, có thể cùng không không lúc nào không liên lạc, mượn dùng tầng thứ cao hơn lực lượng. Nếu không, dựa hết vào hiện thế lực lượng, đã không đè ép được Diệp Thần. Phật Tổ nói đùa. Diệp Thần khiêm nhường nói, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Phật Tổ khẽ mỉm cười, nói, đúng rồi, sau này ngươi không cần gọi Lão Nạp là Phật Tổ. Chân chính Phật Tổ, cũng không phải là Lão Nạp, mà là không không lúc nào không thích giả Phật môn nắm giữ, Phật môn cao nhất thần thánh, thích giả thiên đế, hắn lại kêu thích giả cổ Phật, mới thật sự là Phật Tổ. Lão Nạp lúc ban đầu lúc đó, chỉ là thích giả Phật Tổ tỏa hạ một cây tim đèn, là Phật Tổ ban phúc, trao tặng Lão Nạp thần thông nghệ nghiệp. Lão Nạp pháp danh Nhiên Đăng. Ngươi nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Nhiên Đăng Tổ Sư. Lão Nạp bị mọi người tôn xưng là Phật Tổ nhiều năm, nhưng thật ra là tiếm quyền cử chỉ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới chân lý Phật Tổ cùng Thích Già Thiên Đế tới giữa, cũng có sâu xa liên lạc. Thích Già Thiên Đế uy năng, Diệp Thần là chính mắt thấy qua, liền Ma Thiên Đế cũng theo đó sợ hãi tồn tại. Cũng chính là may mà Thích Già Thiên Đế ý chí thần uy. Diệp Thần mới có thể cuối cùng xúc diệt Ma Thiên Đế, hấp thu hắn hải cốt, thắp sáng liệt nhật mệnh tinh. Nhiên Đăng Tổ Sư. Diệp Thần liền sửa lại gọi, lại chấp tay hành lễ. Nhiên Đăng Tổ Sư gật đầu một cái, đã dòm ngó hôm nay cơ hội, hỏi, ngươi lần này tới, là muốn tìm không? Diệp Thần sửng sốt một tí. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, liền không thị si phong thượng nhân pháp danh. Diệp Thần bừng tỉnh, nói, vãn bối lần này tới, chính là muốn gặp Si Phong Thượng Nhân. Nhiên Đăng Tổ Sư chân mày hơi cao lại, nói, người thấy không, nhất định là muốn thăm dò phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, mà phù sinh tuyệt mệnh bốn chữ, là hắn tâm ma, là hắn cuộc đời này lớn nhất đau đớn, người nhưng tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn nói tới, nếu không kích động lòng hắn ma, hắn mấy chục ngàn năm khổ tu liền hủy. Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem ra vậy phù sinh tuyệt mệnh, đối Si Phong Thượng Nhân mà nói. Đích xác là ác mộng vậy tồn tại, là không thể nói tới vết sẹo. Phật, Nhiên Đăng Tổ Sư, vậy ngươi biết phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống sao? Thanh binh khí này đối với ta rất trọng yếu, nếu như binh khí này, còn ở Si Phong Thượng Nhân trong tay, ngươi có thể giúp ta hỏi hắn lấy ra sao? Ta có thể bỏ ra đầy đủ thù lao. Diệp Thần liền vội vàng nói. Cái này phù sinh tuyệt mệnh, là khắc chế ma tổ vô thiên đại sát khí, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Phù sinh tuyệt mệnh, còn ở đó hay không tay không bên trong, Lão Nạp cũng không thể xác định. Nhưng cái này bốn chữ, là tuyệt đối không thể ở hắn trước mặt nhắc tới. Người muốn đối kháng ma tổ vô thiên mà nói, cũng chưa chắc nhất định phải dựa vào phù sinh tuyệt mệnh. Nhiên Đăng Tổ Sư trầm ngâm một hồi, tựa hồ nghĩ đến biện pháp khác. Nhiên Đăng Tổ Sư, người có biện pháp? Diệp Thần hỏi. Ma tổ vô thiên ma đạo tu vi, cường hãn như vậy. Thậm chí đã cùng không không lúc nào không thiên ma tinh hải trao đổi, thế giới hiện thật bất kỳ đồ, cũng rất khó chế trụ hắn. Coi như là Nhiên Đăng Tổ Sư ra tay, hiến tế tự thân, lấy cao nhất Phật Pháp trấn áp, cũng không khả năng đè ép được ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên khí hậu đã thành, thậm chí đến gần tử thần, đã không phải là thực tế bất kỳ thủ đoạn có thể áp chế, nhất định phải mượn không không thời không đồ. Cái này phù sinh tuyệt mệnh. Chính là thiên khải chí tôn chế tạo thần binh lợi khí, chính là khắc chế ma tổ vô thiên đại sát khí. Trừ phù sinh tuyệt mệnh bên ngoài, Diệp Thần còn thật không nghĩ tới, còn có biện pháp gì. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, người có thể từng nghe qua Thái Thượng Phật sẽ. Diệp Thần nói, Thái Thượng Phật sẽ. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, Thái Thượng Phật sẽ, ngàn năm một lần, là Phật môn thế giới trọng yếu nhất hội họp lớn. Mỗi Thái Thượng Phật sẽ. Không không thời không Phật quang, liền sẽ hạ xuống thái thượng thế giới. Những cái kia Phật quang, mang theo cao nhất ban phúc sức mạnh to lớn, bên trong hàm chứa thích giả Phật tổ tạo hóa. Truyền thuyết, đạt được Phật quang chiếu sáng, tự thân Phật pháp tu vi, là có thể thật to tăng lên. Thậm chí, còn có cơ hội lấy Phật đạo bước vào không không lúc nào không. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích,
nói cái này Thái Thượng Phật sẽ Phật quang tạo hóa, có thể giết chết ma tổ vô thiên. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, không thể, nhưng cái này lần Thái Thượng Phật sẽ, có thể có một cái khen thưởng đặc thù, là cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư Phật Cốt Xá Lợi, hắn đã viên tịch. Dĩ vãng Thái Thượng Phật sẽ, mỗi một giới cuối cùng người thắng, cuối cùng có thể tiếp nhận Thích Già Phật Tổ ban phúc Phật quang người, cơ hồ đều là vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư. Nhưng ở trăm năm trước, hắn viên tịch. Hắn Phật Cốt Xá Lợi, rất có thể ở lần này Thái Thượng Phật bị chúng, làm tưởng thưởng, tặng cho người có duyên. Vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư, đón nhận Phật Tổ không biết nhiều ít ban phúc tạo hóa, hắn Phật Cốt Xá Lợi, uy năng cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Nếu là có thể đạt được hắn Phật Cốt Xá Lợi, lấy Phật tim giết ma, người sẽ đối kháng ma tổ vô thiên, vậy thì đơn giản hơn. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn là chính mắt gặp qua Thích Già Thiên Đế lợi hại. Vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư, đời bị Thích Già Thiên Đế ban phúc, hắn Phật Cốt Xá Lợi, uy năng có thể tưởng tượng được. Nếu là thật có thể được, hơn nữa dung hợp luyện hóa, vậy thì ngang hàng là đạt được Thích Già Thiên Đế chúc phúc, đúng là có chu diệt ma tổ vô thiên có thể, liền như chu diệt ma thiên đế vậy. Đúng rồi, Nhiên Đăng Tổ Sư, vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư, hắn là chết như thế nào? Diệp Thần trong lòng lại rất là tò mò, nghe Nhiên Đăng Tổ Sư mà nói, vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư, tu vi thực lực nhất định là vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ là một tôn ẩn núp sâu đậm cao cấp tiên đế. Không thể nào như thế tùy tiện chết viên tịch. Này các đại nhân vật viên tịch, nhất định có kinh thiên thay đổi, hỗn loạn khí tượng thậm chí có thể sẽ kéo dài vạn cổ, nhưng Diệp Thần cho tới bây giờ không có cảm ứng được. Nhiên Đăng Tổ Sư thở dài một cái, nói, bởi vì hắn muốn đi tinh không bờ bên kia, kết quả thất bại, cho nên viên tịch. Diệp Thần tim co rút nhanh, nói tinh không bờ bên kia. Nhiên Đăng Tổ Sư gật đầu một cái, nói, đúng vậy, vậy tinh không bờ bên kia. Là tất cả không không lúc nào không cường giả, cũng mơ tưởng để cầu muốn đi thế giới, là đại đạo cuối cùng thế giới, truyền thuyết đến tinh không bờ bên kia sau đó, liền có thể được vĩnh hằng vô cùng vui, dòm ngó gặp cuối cùng chân lý. Vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư, Phật Pháp tinh thâm, hắn thật ra thì đã có phi thăng không không tư cách. Nhưng, hắn cự tuyệt phi thăng. Bởi vì, hắn cảm thấy, không không lúc nào không tràn đầy hỗn loạn cùng giết hại, nếu là bước vào chỗ đó. Rất có thể không phải phi thăng, mà là sa đọa. Sẽ gặp bị tai ách cùng bất hạnh. Cho nên, hắn muốn trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không, đến tinh không bờ bên kia, nhưng hắn thất bại, không biết gặp phải cái gì lực lượng đáng sợ cắn trả, cuối cùng viên tịch, chỉ để lại một viên Phật Cốt Xá Lợi. Diệp Thần ánh mắt trợn to, nói trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không, đi tinh không bờ bên kia. Cái này cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư, thật là điên cuồng. Nhiên Đăng Tổ Sư gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn quá mức ý nghĩ hảo huyền. Muốn đi tinh không bờ bên kia, trước hết vượt qua bể khổ, mà không không lúc nào không, chính là cái này bể khổ. Không vượt qua bể khổ, làm sao có thể tu thành chánh quả. Hơn nữa, tinh không bờ bên kia, liền núp ở không không lúc nào không bên trong, chỉ là không biết ở nơi nào thôi. Không không lúc nào không, chính là chư thiên vạn giới sau cùng thế giới. Không có so không không lúc nào không sâu hơn thời không, đây chính là trung cực. Mà tinh không bờ bên kia, là trung cực ở giữa trung cực. Diệp Thần tâm thần có chút hoảng hốt, những thứ này vĩ đại thần bí mệnh đề, đối hắn mà nói, nhưng thật ra là khá là xa xôi, nhưng hắn tâm lý vậy đặc biệt muốn biết. Vậy tinh không bờ bên kia thế giới, thật tồn tại sao? Diệp Thần đưa ra một cái nghi vấn. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, dĩ nhiên tồn tại. Trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia đạo thư, thật ra thì chính là từ tinh không bờ bên kia trên thế giới diễn hóa ra, vậy tinh không bờ bên kia thế giới, vạn cổ tới nay, vậy từng hiện ra qua không thiếu thần tích, vậy là chân chính tồn tại thế giới cực lạc, rất nhiều ngày đế chủ thần cấp nhân vật lớn, đều đã dòm ngó thấy bờ bên kia thế giới đường danh. Nhưng, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xa xa, tìm hướng tới, lại không thể tới, bất kỳ mưu toan đến gần tinh không bờ bên kia người. Cũng sẽ gặp phải trong chỗ U Minh Thiên phạt kiếp nạn, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư, chính là gặp thiên phạt cắn trả mà chết, hắn ở trước khi chết, chỉ để lại 8 chữ. Diệp Thần vội hỏi, kia 8 chữ. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, luân hồi thiên quốc, hoa bỉ ngạn mở. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nỉ non cái này 8 chữ, luân hồi thiên quốc, hoa bỉ ngạn mở. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết đại đạo trung cực,
sau cùng chân lý, tinh không bờ bên kia thế giới, lại cùng luân hồi có liên quan sao? Nhiên Đăng tổ sư gặp Diệp Thần rơi vào trầm tư, e sợ cho hắn chìm đắm vào đi xuống, liền nói, tốt lắm, không nên suy nghĩ nhiều, 3 ngày sau, chính là Thái Thượng Phật sẽ bắt đầu ngày. Cái này Thái Thượng Phật sẽ, do cổ Phật Thánh Địa tổ chức. Mỗi tương ứng Thái Thượng Phật sẽ ngày hạ xuống, Thái Thượng thế giới rất nhiều tu Phật người, liền sẽ tề tụ cổ Phật Thánh Địa. Năm nay Thái Thượng Phật sẽ, tuyệt đối là náo nhiệt nhất, bởi vì cổ Phật Thánh Địa tổ sư viên tịch, Phật tổ ban phúc, người khác liền có thể tranh đoạt. Hơn nữa, cổ Phật Thánh Địa tổ sư Phật Cốt Xá Lợi, năm nay cũng có thể làm khen thưởng, quả thực hấp dẫn không ít người, rất nhiều lánh đời không ra Phật môn chí tôn, năm nay đều động tâm, ha ha. Dĩ vãng Thái Thượng Phật sẽ, cuối cùng có thể tiếp nhận Thích Già Thiên Đế ban phúc người, thường thường chỉ có cổ Phật Thánh Địa tổ sư một cái. Những người khác, chỉ có thể phân điểm canh thừa thịt nguội. Mà nay năm, cổ Phật Thánh Địa tổ sư chết, tiếp nhận ban phúc cơ hội, liền nhường lại, tự nhiên đưa tới vô số người tranh đoạt. Hơn nữa, cổ Phật Thánh Địa tổ sư Phật Cốt Xá Lợi, cũng là một cái thiên đại khen thưởng tạo hóa. Vậy Thánh Địa tổ sư, vạn cổ tới nay, sâu sắc Thích Già Thiên Đế Phật ân, hắn Phật Cốt Xá Lợi, không biết tích lũy nhiều ít Phật Pháp tinh hoa, tạo hóa năng lượng. Nếu có thể đạt được, một bước lên trời, chứng đạo không không, vậy không là chuyện không thể nào. Như vậy hội họp lớn, Diệp Thần tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Cái này Thái Thượng Phật sẽ, 3 ngày sau liền muốn bắt đầu liền sao? Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi là có đại khí vận người, vận khí luôn là tốt như vậy, luôn là có thể đúng lúc đụng phải hội họp lớn. Nhiên Đăng tổ sư cười nói. Tổ sư nói đùa. Diệp Thần lắc đầu một cái, lại hỏi, Si Phong Thượng Nhân sẽ đi sao? Hắn biết Si Phong Thượng Nhân, cũng không phải thật cam tâm trốn vào không môn, chỉ là vì né tránh Thiên Khải Chí Tôn lửa giận, dưới sự bất đắc dĩ, mới ký thác vào Nhiên Đăng tổ sư tọa hạ. Nếu như có cơ hội, Si Phong Thượng Nhân tuyệt đối là muốn lần nữa trở về thế giới bên ngoài, thậm chí là lần nữa cạnh tranh, đánh vào không không thời không cảnh giới. Năm nay Thái Thượng Phật sẽ, chính là một cái tuyệt đẹp cơ hội. Cổ Phật Thánh Địa tổ sư chết, người ngoài thì có tranh đoạt Thích Già Thiên Đế tạo hóa cơ hội, hơn nữa còn có cơ hội lấy được Thánh Địa tổ sư Phật Cốt Xá Lợi. Đồng thời tạo hóa khen thưởng, rất khó để cho người không động tâm. Nhiên Đăng tổ sư gật gật đầu nói, liền không hắn cũng muốn đi, hắn cuối cùng là phàm tim không đoạn, không nhịn được cái này to lớn cám dỗ. Hắn nếu như rời đi chúng sanh giới, mạo hiểm đi tham gia Thái Thượng Phật sẽ, rất có thể bị Thiên Khải Chí Tôn để mắt tới. Thiên Khải Chí Tôn sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, Thiên Khải Chí Tôn gần đây, ở tranh đoạt tử thần quyền bính, có thể không thể phân thân. Liền không cũng chính là suy tính đến một điểm này, cho nên mới mạo hiểm đi. Diệp Thần hỏi, tổ sư, vậy ngươi sẽ đi sao? Nhiên Đăng tổ sư nói, lão nạp mang các ngươi đi, nhưng lão nạp bất tiện tham dự, ta cuối cùng chỉ là Phật tổ tỏa hạ một cây tim đèn, thân phận ta quá hèn mọn, không tư cách tiếp nhận Phật tổ ban phúc. Diệp Thần nói, tổ sư nói đùa, cường giả không hỏi xuất thân, người cũng không cần quá mức chấp niệm. Nhiên Đăng tổ sư nghe Diệp Thần lời này, ngẩn ngơ, chợt cười khổ một tí, nói thôi, tóm lại, 3 ngày sau, ta mang ngươi cùng không, cùng đi cổ Phật Thánh Địa. Chương 8939, Thiên Ngoại Thiên. Diệp Thần gật đầu nói, vậy thì làm phiền tổ sư. Tiếp theo 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền ở lớn chân lý chùa ở. Cùng Nhiên Đăng tổ sư đàm luận Phật Pháp, lại củng cố tự thân tu vi, rất có thu hoạch. Như vậy 3 ngày trôi qua, rốt cuộc, Thái Thượng Phật sẽ muốn bắt đầu. Ngày này, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy được, toàn bộ Thái Thượng thế giới, cũng tràn ngập một cổ đặc thù hơi thở. Cái này cổ hơi thở, thủy ải rực rỡ, tường khí lộ ra, long phượng giao minh, khí tượng khá là lộng lẫy nguy nga. Đây là có thiên đại tạo hóa ban phúc, sắp phủ xuống khí tượng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái này Thái Thượng Phật sẽ, quả nhiên là có đại cơ duyên, vận may lớn. Nếu có thể đạt được Phật quang chiếu sáng, đạt được Thích Già Thiên Đế ban phúc, ta tu vi, tất có thể cao hơn một tầng lầu chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tinh thần cũng là phấn chấn rất nhiều, trong lòng đối vậy quá trên Phật sẽ, lại là tràn đầy mong đợi. Luân hồi chi chủ, chúng ta nên phải lên đường. Nhiên Đăng tổ sư hướng Diệp Thần phát ra mời, là thời điểm lên đường. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy,
liền thấy Nhiên Đăng tổ sư bên người, lại cùng một cái thấp mi thủy mắt lão hòa thượng, hình dáng khá là bể dâu, nhưng tầm vóc đặc biệt là to lớn tráng kiệt, huyệt thái dương thật cao nhô ra, tựa hồ là tinh thu võ đạo, cùng tầm thường tăng nhân có vẻ không cùng. Hắn chính là Si Phong thượng nhân. Diệp Thần trong lòng rét một cái, Thiên Cơ thấy rõ dưới, cũng biết cái lão hòa thượng này thân phận, chính là Phệ Linh thượng nhân sư đệ, cái cuối cùng chấp trưởng phù sinh tuyệt mệnh người, Si Phong thượng nhân. Tổ sư. Diệp Thần chắp hai tay, trước hướng Nhiên Đăng tổ sư thi lễ gọi, ánh mắt vừa nhìn về phía Si Phong thượng nhân. Hắn rất muốn biết phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, nhưng vậy nhớ ngày hôm qua Nhiên Đăng tổ sư cảnh cáo, ở Si Phong thượng nhân trước mặt, tuyệt đối không muốn sách phù sinh tuyệt mệnh bốn chữ. Đó là hắn tâm ma. Nhiên Đăng tổ sư khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ngày hôm nay liền do lão nạp dẫn đường, mang các ngươi đi cổ Phật thánh địa. Dừng một chút, hắn quay đầu hướng Si Phong thượng nhân nói, liền không, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ. Si Phong thượng nhân chắp tay nói, bần tăng liền không, gặp qua luân hồi chi chủ. Thanh âm khá là thê lương. Diệp Thần khom người đáp lễ, nói, đại sư không cần đa lễ, hôm nay có thể cùng ngươi gặp nhau, cũng là duyên phận. Hắn không hề không xách Si Phong thượng nhân chuyện trước kia, chỉ làm hắn thật là một cái trốn vào không môn tăng nhân. Si Phong thượng nhân rất là bất ngờ, thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại lộ ra một chút vẻ cảm kích. Diệp Thần mỉm cười không nói, hắn biết, muốn từ Si Phong thượng nhân trong miệng, hỏi thăm phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, tuyệt đối không thể cuống cuồng, muốn để hắn từ từ giải khai tư tưởng. Dù sao, cái này Thái Thượng Phật sẽ, Diệp Thần cũng rất có hứng thú. Hắn cũng muốn xem, trong truyền thuyết Thích Già Thiên Đế ban phúc tạo hóa, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay hắn liệt nhật mệnh tinh mới vừa thức tỉnh, chính là cần linh khí ẩn dưỡng thời điểm. Nếu như có thể đạt được Thích Già Thiên Đế ban phúc, hắn liệt nhật mệnh tinh, liền có thể củng cố lại, chân chính phát huy ra sức chiến đấu. Luân hồi chi chủ, liền không, chúng ta đi thôi. Nhiên Đăng tổ sư nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn dự định thừa dịp Thái Thượng Phật thời gian họp, cùng Si Phong thượng nhân làm quan hệ tốt, tiến tới hỏi thăm phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Nhiên Đăng tổ sư biến dạng hư không, mang Diệp Thần và Si Phong thượng nhân, đi cổ Phật thánh địa chạy tới. Diệp Thần hoảng hốt xuất thần, cái kế tiếp ngay tức thì, đã tới một phiến địa phương xa lạ. Đây là một phiến vũ trụ mênh mông hư không, một mắt không thấy được cuối, lộ ra hư không vắng lặng, thậm chí là tĩnh mịch hơi thở. Ở nơi này phiến vũ trụ trong hư không, nổi lơ lửng trăm triệu tỷ vạn viên tinh cầu. Những thứ này tinh cầu, cũng lấy bất quy tắc quỹ tích, chậm rãi chuyển động. Vậy mà nói, thế giới hiện thật vũ trụ, tinh cầu quỹ tích vận hành, đều có quy luật có thể theo. Nhưng, cái này phiến vũ trụ bên trong tinh cầu, vận chuyển không có quy luật chút nào, phơi bày ra một loại hỗn loạn tư thái. Thậm chí, Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được, cái này phiến trong hư không, lộ ra một chút không không hơi thở năng lượng ba động, so ngoại giới bất kỳ địa phương đều phải dày đặc. Nơi này là, Thiên Ngoại Thiên. Diệp Thần có chút bất ngờ, hắn nhận được chỗ này. Chỗ này, chính là thực tế bầu trời bên ngoài thế giới, kêu Thiên Ngoại Thiên. Ở lúc trước, hắn vậy đi theo qua Gia Gia, đã tới Thiên Ngoại Thiên thế giới. Thiên Ngoại Thiên, là vắt ngang ở thế giới hiện thật, cùng không không lúc nào không tới giữa một phiến khu vực đặc biệt, là một cái ngộ đạo địa phương tốt, cũng là gần gũi nhất không không thời không thế giới. Vô lượng cảnh bên trong, tầng trời thứ ba kêu Thiên Ngoại Phi Tiên. Muốn trở thành là Thiên Ngoại Phi Tiên mà nói, nhất định phải ở Thiên Ngoại Thiên tu luyện, cảm ngộ đặc thù ngoài bầu trời quy luật. Tổ sư, vậy cổ Phật Thánh Địa, ngay tại Thiên Ngoại Thiên sao? Diệp Thần nhìn về phía Nhiên Đăng Tổ sư, hỏi. Đúng vậy, cổ Phật Thánh Địa đạo thống, truyền thừa từ không không thời không Thích Già Phật môn, phụng Thích Già Phật tổ vi tôn, bọn họ Thánh Địa lãnh thổ, liền ở Thiên Ngoại Thiên bên trong. Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút đi cổ Phật Thánh Địa. Nếu không nếu là đi trễ, Phật tổ ban phúc bị người khác cướp đi, vậy cũng không tốt. Nhiên Đăng tổ sư cười nhạt, liền đạp không mà đi, ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần và Si Phong thượng nhân, đi theo hắn phía sau, ở Thiên Ngoại Thiên trong hư không cấp tốc phi hành. Ba người tốc độ phi hành cực nhanh, từng vì sao, ở phía sau bọn họ lướt qua. Bay gần nửa canh giờ, Diệp Thần ở nơi này phiến hỗn loạn không thứ tự Thiên Ngoại Thiên tinh không trong thế giới. Chợt nhìn thấy một bức họa cuốn.
vậy thật ra thì cũng không phải là bức họa, mà là một phiến mênh mông lãnh thổ, như tranh vẽ cuốn ở trong tinh không mở ra. Vậy phiến lãnh thổ, vô số ruy ly sáng mở hội tụ, bảy màu tường vân lại là phun trào hậu thế, thậm chí có thể nghe được tiên hạc minh chấn, trùng trùng kim quang vần quanh, phạm sướng trang nghiêm, thật sự là nhất phái nghiêm túc cường thịnh Phật môn thánh địa. Nơi này chính là cổ Phật thánh địa sao? Diệp Thần trước mắt sáng lên, vậy mà nói, ở thiên ngoại thiên bên trong, thế giới tồn tại, đa số là lấy tinh cầu phương thức, bởi vì tinh thể là tròn, cái loại này hình dáng nhất có thể thích ứng hỗn loạn biến hóa. Nhưng cái này cổ Phật thánh địa, nhưng như một bức mênh mông bức họa vậy bầy, các loại quy luật chứng chạc tao nhã, không có một chút hỗn loạn hình dáng. Hiển nhiên là có người đại thần thông, thi triển sức mạnh to lớn, ổn định lại mảnh thế giới này, không chịu quanh mình hỗn loạn phép tắc ảnh hưởng. Diệp Thần có thể thấy, từng đạo thần quang, từ bốn phương tám hướng phóng tới, hiển nhiên đều là muốn tham gia Thái Thượng Phật sẽ người. Thái Thượng Phật sẽ ở ngày hôm nay cũng đã bắt đầu, toàn bộ cổ Phật Thánh Địa, khắp nơi răng đèn kết hoa, đặc biệt náo nhiệt. Ở cổ Phật Thánh Địa bầu trời, có thể mơ hồ thấy một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh. Đó chính là truyền thuyết bên trong, Thích Già Thiên Đế Pháp Tướng. Thích Già Thiên Đế Pháp Tướng, đã ở cổ Phật Thánh Địa hiển linh, thế nhưng Pháp Tướng hai mắt nhắm nghiền, còn không mở ra, cũng không có ban phúc tạo hóa đáp xuống. Rất nhiều tới tham dự tu Phật các người, ngắm nhìn Thích Già Thiên Đế Pháp Tướng, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều biết, cùng Thích Già Thiên Đế mở mắt ra, hắn ban phúc thì sẽ hạ xuống. Phật Tổ phù hộ. Si Phong Thượng Nhân nhìn Thích Già Thiên Đế Pháp Tướng, vậy hiền lành bình tĩnh trên khuôn mặt, vậy lộ ra kích động thần sắc, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, bóp động niệm châu. Luân hồi chi chủ, coi được, đây mới thật sự là Phật Tổ, lão nạp chỉ bất quá Phật Tổ tỏa hạ một cây tim đèn. Nhiên Đăng Tổ Sư chỉ bầu trời Pháp Tướng hư ảnh, một tiếng thở dài, giọng nói hơi có chút tịch mịch, tựa hồ là từ thương xót thân thế. Diệp Thần gật đầu một cái không nói lời nào. Rất nhanh. Cổ Phật Thánh Địa bên trong, liền có mấy cái phụ trách đón khách tiếp khách Tiểu Hòa Thượng, dẫn Diệp Thần, Nhiên Đăng Tổ Sư, Si Phong Thượng Nhân ba người, đi Thánh Địa lối vào tập hợp. Diệp Thần ba bởi vì khiêm tốn, đã sớm thu liễm hơi thở, không có bại lộ thân phận, liền như tu sĩ bình thường vậy. Thánh Địa lối vào, đã sớm đầy ấp người, đều là muốn tiến vào Cổ Phật Thánh Địa, đạt được Thích Già Thiên Đế ban phúc người. Cổ Phật Thánh Địa hộ Pháp Tăng Nhân, còn có một chút trưởng lão. Ở hiện trường duy trì trật tự. Một cái trưởng lão kêu lớn. Các vị cư sĩ đường xa tới, ta cổ Phật Thánh Địa chiêu đãi không chu toàn, xin hãy thứ lỗi. Đám người bên trong, có người lớn tiếng nói, nếu biết chiêu đãi không chu toàn, vậy còn không mau một chút thả chúng ta đi vào. Chẳng lẽ các ngươi cổ Phật Thánh Địa, còn muốn và trước kia như nhau, một mình tư nuốt Thích Già Thiên Đế ban phúc. Đã qua Thái Thượng Phật sẽ, cơ hồ mỗi lần Phật Tổ ban phúc. Đều là cổ Phật Thánh Địa nắm giữ, Vô Tâm Tổ Sư tiếp nhận. Nói cách khác, mỗi lần Thái Thượng Phật sẽ, Vô Tâm Tổ Sư đều là lớn nhất người được lợi. Ngoại giới bên trong, sớm đã có nói bóng nói gió, nói cổ Phật Thánh Địa là ỷ thế hiếp người, tư nuốt Phật Tổ tạo hóa. Chỉ là, Vô Tâm Tổ Sư tu vi cực kỳ cường hãn, sớm đã có phi thăng không không tư cách, chỉ là dã tâm quá lớn, muốn trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không. Đến tinh không bờ bên kia, mới không có phi thăng. Ngại vì Vô Tâm Tổ Sư Phật Pháp Thần Thông, người bên ngoài mới không dám nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, Vô Tâm Tổ Sư đã chết, đặt chân tinh không bờ bên kia thất bại, chỉ để lại một viên Phật cốt xá lợi. Cổ Phật Thánh Địa nhóm hòa thượng không đầu, rất nhiều vùng khác tới tu Phật các người, có thể cũng sẽ không giống như trước khách khí như thế. Vậy Thánh Địa trưởng lão nói, các vị cư sĩ an tâm một chút chớ nóng. Năm nay Thái Thượng Phật sẽ, quy củ và vãng giới như nhau, muốn tiến vào ta cổ Phật Thánh Địa, tiếp nhận Phật Tổ ban phúc, trước hết tu luyện Phật Tổ chân kinh, hơn nữa ít nhất phải luyện đến tầng thứ nhất. Nói xong, vậy Thánh Địa trưởng lão, chỉ đứng sừng ở lối vào một tòa thật to ngọc bia. Vậy ngọc bia dịch thấu trong suốt, bảo nhang vần quanh, phía trên khắc từng cái kinh Phật ký tự, phía trên tựa hồ khắc thần công gì diệu pháp đạo lý. Đây là... Diệp Thần nhìn ngọc trên bia ký tự. Trong lòng khẽ động. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, là Phật Tổ chân kinh, do Thích Già Phật Tổ tự tay viết xuống kinh Phật, cũng là 33 thiên thần thuật một trong, bàn về uy năng, đủ để hạng trước năm, là đặc biệt lợi hại Phật Pháp thần công.
Ngày xưa Hồng Quân lão tổ chế 9 tầng trời thần thuật một trong, lớn phạm thiên 9 tầng chí tôn công, ngọn nguồn chính là cái này Phật tổ chân kinh. Diệp Thần nghe cái này Phật tổ chân kinh lai lịch, lại có thể như vậy thật lớn, không khỏi lấy làm kinh hãi. 9 tầng trời thần thuật bên trong, lớn phạm thiên 9 tầng chí tôn công, lại kêu phạm thiên thần công, có lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành 9 cái tự quyết, đặc biệt phức tạp huyền ảo, tinh thâm hết sức. Cái này Phật tổ chân kinh là phạm thiên thần công ngọn nguồn, uy năng không biết có cường hãn dường nào. Vậy Thích Già Thiên Đế, thật là lợi hại, hắn viết xuống kinh thư, chính là 33 thiên thần thuật, thậm chí là hạng trước năm tồn tại. Diệp Thần khen ngợi không dứt, 33 thiên thần thuật bên trong, hạng nhất và hạng nhì thần thuật, còn chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong, không có ra đời. Hạng ba là thiên đấu lớn đồ sát kiếm, tên thứ tư là vạn hoa đồng huyết nhãn, cũng không biết là ai tạo ra. Bởi vì niên đại quá rất xưa. Nhưng cái này tên thứ năm Phật tổ chân kinh, nhưng có căn nguyên có thể thi theo, chính là Thích Già Thiên Đế tự tay viết. Nhiên Đăng tổ sư nhìn Diệp Thần như vậy kinh ngạc hình dáng, khẽ mỉm cười một cái, nói Thích Già Phật tổ mang trong lòng mênh mông, hắn viết xuống Phật tổ chân kinh, là muốn để cho cái này thế gian, người người như rồng, người người đều có thể làm Phật tổ. Phật tổ chân kinh chia làm 9 tầng. Chỉ phải căn cứ cái này kinh thư phía trên giáo lý nhà Phật tu luyện, luyện đến tầng thứ 9 sau đó, liền có thể trở thành Phật tổ. Thích Già Phật tổ năm đó viết xuống cái này kinh thư sau đó, chút nào vậy không giấu, hoàn toàn công khai, chính là muốn để cho người người thành Phật, người người như rồng. Chỉ tiếc, cái này kinh Phật đại lộ chí lý, quá mức cao thâm, rất nhiều người sau khi xem, không những không thể lĩnh ngộ, ngược lại rơi vào ma chướng. Bất đắc dĩ. Phật tổ không thể làm gì khác hơn là đem kinh thư cất giấu, còn được mở trước mặt tầng 3 bí quyết, phía sau tầng 6, cổ Phật Thánh Địa siêu tầm có một phần chia, còn có chút ở không không lúc nào không Thích Già Phật bên trong cửa. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía ngọc bia, chỉ gặp ngọc trên bia kinh Phật Pháp Quyết, quả nhiên chỉ có trước 3 tầng, phía sau tầng 6 Pháp Quyết, chỉ có mục lục, cũng không có nội dung cụ thể. Cái này Phật tổ chân kinh, phân là 9 tầng, một tầng so một tầng thâm ảo. Có diệu pháp chỗ. Tầng thứ nhất, Phật tim. Tầng thứ hai, giết ma. Tầng thứ ba, diệt tà. Tầng thứ tư, xá lợi. Tầng thứ năm, tu di. Tầng thứ sáu, giới tử. Tầng thứ bảy, diệu pháp hoa sen. Tầng thứ tám, chiếu gặp hư không. Tầng thứ chín, cao nhất Phật tổ. Người người như rồng, người người thành Phật. Vậy Thích Già Thiên Đế, thật là lớn chí hướng à. Diệp Thần nhẹ giọng líu díu. Cũng là khâm phục Thích Già Thiên Đế chí nguyện to lớn. Nhiên Đăng tổ sư cười nói, đúng vậy, Phật tổ chính là muốn để cho người người thành Phật. Hắn khát vọng sớm bước lên thế giới cực lạc, làm sao tinh không bờ bên kia quá mức xa xôi, muốn đến mảnh thế giới kia, cũng quá mức khó khăn. Hắn muốn để cho người người thành Phật, người người đều là Phật tổ, tập hợp đám người lực, trên đời bước lên vô cùng vui, liền có thể vứt bỏ thế tục phiền não phân tranh, chung nhau đến bờ bên kia. Bất quá, Phật tổ từ bi là trong lòng, cho tới bây giờ sẽ không cưỡng bách người bất kỳ, vậy không nhúng tay vào thế sự nhân quả, chỉ tìm người có duyên. Diệp Thần nói, trừ Thích Già Thiên Đế bên ngoài, còn có người có thể thành Phật tổ sao? Nhiên Đăng tổ sư nụ cười lại nhất thời động lại, thở dài nói, không có. Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt ngắm nhìn ngọc trên bia kinh Phật Pháp Quyết, liền cảm thấy cái này Phật tổ chân kinh, cho dù là trước tầng 3 Pháp Quyết. Cũng là vô cùng gian sâu, muốn lĩnh ngộ, cũng không dễ dàng. Chỉ là trước 3 tầng, liền gian nan như vậy, muốn luyện đến tầng thứ 9, trở thành Phật tổ thiên đế, thật là nói dễ vậy sao? Đám người bên trong, có không ít người rối loạn. Có người nói, các ngươi cái này Phật tổ chân kinh, gian nan như vậy tối tăm, ai có thể lĩnh ngộ? Lại có người nói, ngày hôm nay Phật sẽ đã bắt đầu, Phật tổ cũng hiển linh, các ngươi còn không chịu thả chúng ta đi vào. Chẳng lẽ là cố ý gây khó khăn sao? Bất quá vậy có người nói, cổ Phật Thánh Địa quy củ, các ngươi là ngày đầu tiên mới biết sao? Ha ha, cái này Phật tổ chân kinh tuy khó khăn, nhưng chỉ là lĩnh ngộ tầng thứ nhất nói, thì có khó khăn gì? Vậy Thánh Địa trưởng lão thấy mọi người xôn xao nhiễu nhương, liền đọc một tiếng Phật hiệu, nói. Các vị cư sĩ, cái này vô lượng ngọc bia, là Phật tổ tự tay chế tạo, các ngươi hiểu được mặt kinh Phật. Nếu như cùng Phật tổ có duyên Phật, liền có thể được linh quang mở tuệ, ung dung lĩnh ngộ kinh Phật lên hay lý.
chỉ cần các ngươi có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất, liền có thể lập tức tiến vào ta cổ Phật Thánh Địa. Nếu không phải có thể, vậy thì chứng minh ngươi cùng Phật Tổ vô duyên, vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi cho thỏa đáng. Nghe được trưởng lão lời này, rất nhiều lần đầu tiên tới tham gia Thái Thượng Phật Sẽ người, liền thử nghiệm bắt đầu lĩnh ngộ. Làm thần thức của bọn họ, chạm đến vậy vô lượng ngọc bia, quả nhiên là có một ít người, ngay tức thì đạt được linh quang mở tuệ, lập tức liền lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Ta hiểu. Cái này Phật Tổ chân kinh, thật là diệu pháp vô cùng, coi như ngày hôm nay không nhận được Phật Tổ ban phúc, tham ngộ mài cái này thật kinh, vậy coi là không uổng công. Không ít người hưng phấn kích động, là cảm ngộ đến cao nhất Phật Pháp mà mừng rỡ. Bọn họ cảm ngộ Phật Pháp sau đó, trên mình liền hiển hóa ra một màu đài sen khí tượng, khá là lộng lẫy. Cái này Phật Tổ chân kinh, cùng thiên địa tạo hóa tướng khế, lĩnh ngộ sau đó, sẽ có đài sen khí tượng bay lên. Nếu như lĩnh ngộ tầng thứ nhất, thì hiển hóa một màu đài sen. Nếu như lĩnh ngộ hai tầng, chính là hai sắc đài sen, lấy loại này đầy. Trong truyền thuyết chí cao vô thượng Thích Già Phật Tổ, thân ngồi cửu sắc đài sen, khí tượng muôn vàn, là chư thiên Phật Pháp chí cao nắm giữ. Vậy Thánh Địa trưởng lão cười nói, Phật Tổ chân kinh trước mặt ba tầng, là đối ngoại công khai, yên tâm, các vị cư sĩ tùy thời có thể cảm ngộ. Tuy nói là công khai, nhưng ở trận phần lớn tu Phật người, đều không cách nào lĩnh ngộ kinh Phật lên bí ẩn, chỉ có thể dài tiếng than thở, tự giác cùng Phật Tổ vô duyên, lui qua một bên, nhưng cũng không thật có rời đi. Dẫu sao, năm nay Thái Thượng Phật sẽ ban phúc, còn không hạ xuống, bọn họ cũng muốn xem, cuối cùng có thể được Phật Tổ cơ duyên người, rốt cuộc là ai. Diệp Thần nhìn vô lượng ngọc bia, vậy bắt đầu ngưng thần cảm ngộ đứng lên. Hắn ngược lại muốn xem, mình cùng Thích Già Phật Tổ, rốt cuộc có hay không duyên phận. Oanh! Diệp Thần tinh thần, thấm vào nhập vô lượng ngọc bia bên trong, vậy Phật Tổ chân kinh các loại diệu pháp, liền từng cái ở hắn trước mắt lướt qua. Trước ba tầng, tầng thứ nhất kêu Phật tim, bên trong ghi lại ngưng tụ Phật lòng pháp môn. Cái này Phật tim, không phải thông thường Phật tim, mà là có thể chống lại không lúc nào không hắc ám cùng hỗn loạn Phật tim. Hắc ám cùng hỗn loạn, là không thời không màu lót, muốn ở không lúc nào không sinh tồn nói, nhất định phải có một viên cường đại tim. Bên trong Phật tim tu luyện pháp môn, vô cùng là cao thâm, sau khi luyện thành, đủ để đối kháng hắc ám tà ma. Phật có lòng tiểu thừa cùng đại thừa phân chia, tiểu thừa Phật tim, tức là tu luyện mấy tim, giữ được mình, theo đuổi tự thân tu vi tiến bộ. Đại thừa Phật tim, chính là theo đuổi phổ độ chúng sanh, giáo hóa mọi người, tể cứu thiên hạ. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ dưới, vậy không có được cái gì Phật Tổ chúc phù hộ, càng không có gì linh quang mở tuệ. Nhưng, hắn thiên phú tu luyện cực cao, cái này Phật tim tu luyện bí pháp, đơn giản nhìn một cái, hắn liền lĩnh ngộ. Vù vù, Diệp Thần trên mình, Phật quang tách thả ra, dâng lên một đạo đài sen, phơi bày màu xanh, cũng chỉ có đạo này màu xanh, là một màu đài sen. Một màu đài sen khí tượng hiện lên, liền chứng minh Diệp Thần, đã thuận lợi lĩnh ngộ tầng thứ nhất Phật tim bí pháp. Trên người hắn Phật quang, thấm ra một cổ đại thừa vô thượng khí vận. Hắn Phật tim, chính là đại thừa Phật tim, trước mắt chính là thiên hạ chúng sanh, diệu pháp vô lượng. Mặc dù không có đạt được Phật Tổ chúc phù hộ, nhưng Diệp Thần dựa vào tự thân năng lực, vẫn là ung dung lĩnh ngộ cái này Phật Tổ chân kinh tầng thứ nhất. Ồ! Những người chung quanh, thấy Diệp Thần có một màu đài sen khí tượng hiện lên, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại có chút hâm mộ. Tìm hiểu chân kinh tầng thứ nhất, thì có tư cách bước vào cổ Phật Thánh Địa. Một bên Si Phong Thượng Nhân và Nhiên Đăng Tổ Sư, thấy Diệp Thần nhanh như vậy liền lĩnh ngộ, cũng là lấy làm kinh hãi. Âm thầm bội phục Diệp Thần thiên phú. Diệp Thần cũng không có lúc này dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được, hắn còn có thể tiếp tục hiểu đi xuống. Tầng thứ hai, kêu làm giết ma, là một bài đánh giết lục pháp môn. Phật cũng có kim cương tức giận, cái này giết ma Phật quyết, có thể hội tụ Phật môn cao nhất sát khí, chu diệt ma đạo, là khá là hung hãn sát phạt thủ đoạn. Diệp Thần ngưng tim cảm ngộ, cũng là rất nhanh lĩnh ngộ thành công, trên đỉnh đầu Phật quang nhô lên. Thì có một tòa hai sắc đài sen hiện lên. Ồ, các người xem tên này, lại có thể lĩnh ngộ được tầng thứ hai. Chung quanh không thiếu tu Phật các người, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Vậy hai sắc đài sen khí tượng, đang đại biểu Diệp Thần đối kinh Phật lĩnh ngộ, đã đạt tới tầng thứ hai. Không phải tầng thứ hai, là tầng thứ ba.
hắn đài sen, phơi bày ba màu khí tượng, lại có thể lĩnh ngộ được tầng thứ ba. Ở đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần tiếp tục tĩnh tâm hiểu vô lượng ngọc trên bia kinh Phật bí quyết, rất nhanh đã đột phá tầng thứ hai, lại thuận lợi lĩnh ngộ tầng thứ ba. Kinh Phật tầng thứ ba, kêu diệt tà, chủ yếu là tu tâm pháp môn, sau khi luyện thành, có thể lấy tiêu diệt nội tâm tà niệm, đạt tới vô dục vô cầu cảnh giới. Diệp Thần tim gông xiềng đã sớm chặt đứt, lại đi lĩnh ngộ vậy diệt tà Phật quyết, tự nhiên dễ như trở bàn tay, cũng là nhanh chóng liền hiểu thấu triệt. Những người ở chỗ này, thấy Diệp Thần ở ngay lập tức tới giữa, liền hiển hóa ba màu đài sen, trước ba tầng kinh Phật toàn bộ lĩnh ngộ, đều là hoảng hốt. Bọn họ cũng ở đây hiểu kinh Phật, biết rõ cái này Phật tổ chân kinh khó khăn, người bình thường có thể luyện thành tầng thứ nhất, đã là Phật tổ phù hộ. Nhưng Diệp Thần, nhưng là dễ dàng, ngay tức thì liền luyện thành trước ba tầng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Liền liền cổ Phật Thánh Địa bên trong, rất nhiều hộ pháp tăng nhân, các trưởng lão, thấy Diệp Thần trên mình khí tượng, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Nguyên lai là luân hồi chi chủ. Vậy Thánh Địa trưởng lão, nhận ra Diệp Thần thân phận, một tiếng thán phục. Chung quanh tu Phật các người, rốt cuộc cũng là nhận ra Diệp Thần, rối rít khen ngợi. Luân hồi thiên tư, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn người chung quanh bắn tới kinh ngạc ánh mắt, ngược lại là Sử Chi thản nhiên, hướng vậy Thánh Địa trưởng lão nói, đại sư, ta có thể tiến vào cổ Phật Thánh Địa liền sao? Vậy Thánh Địa trưởng lão nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại đại giá đến chơi, đi tới ta cổ Phật Thánh Địa, nhưng xin thứ cho ta cổ Phật Thánh Địa, không thể tiếp đãi ngươi, mời ngươi trở về đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tại sao? Các ngươi không phải nói, chỉ cần lĩnh ngộ Phật tổ chân kinh phía trên Phật Pháp, liền có thể tiến vào Thánh Địa liền sao? Chẳng lẽ là ta không được? Trưởng lão kia nói, không phải, luân hồi chi chủ thiên tư cái thế, làm người ta khâm phục, nhưng, thân phận ngươi quá đặc thù, trên mình nhân quả quá lớn, bần tăng tuyệt không thể để cho ngươi đặt chân Thánh Địa, nếu không ngươi cả người nhân quả, sẽ dính líu Thánh Địa, cuối cùng đưa đến Thánh Địa tiêu diệt. Diệp Thần trên mình nhân quả liên lụy to lớn, cổ Phật Thánh Địa lại là không dám tiếp đãi. Diệp Thần nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về Nhiên Đăng Tổ Sư. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng Tổ Sư thụ trưởng đọc tiếng Phật hiệu, sải bước đi ra, hướng vậy Thánh Địa trưởng lão nói, Huyền Bi Đại Sư, luân hồi nhân quả tuy lớn, nhưng cùng các ngươi cổ Phật Thánh Địa không liên quan, hắn ngày hôm nay tới đây, chỉ là muốn tham gia Thái Thượng Phật sẽ, ta xem hắn cùng Phật Tổ có duyên phận. Nói không chừng cuối cùng có thể tiếp nhận Phật tổ ban phúc người, chính là hắn, xin ngươi hãy cho đi. Cái đó Thánh Địa trưởng lão, pháp danh chính là Huyền Bi, cùng Nhiên Đăng Tổ Sư cũng là quen biết. Nguyên lai là chân lý Phật tổ, vẫn khỏe chứ. Huyền Bi thấy Nhiên Đăng Tổ Sư sau đó, hết sức kinh ngạc bất ngờ, hoảng vội vàng hành lễ. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, cái này thế gian, chân chính Phật tổ chỉ có một người, chính là Thích Già Thiên Đế, lão nạp không dám tiếm quyền. Ngươi kêu ta Nhiên Đăng là được. Huyền Bi nói, Phật tổ nói đùa, ngươi là Thích Già Phật tổ tỏa hạ tim đèn, đã từng Thích Già Phật tổ ban phúc, ngươi chính là cái thứ hai Phật tổ. Nhiên Đăng Tổ Sư lắc lắc đầu nói thôi, những thứ này hư danh, lão nạp cũng không chấp niệm, tùy duyên gọi chính là, Huyền Bi Đại Sư, xin ngươi hãy thả luân hồi chi chủ đi vào. Huyền Bi lộ ra một chút vẻ khó xử, cuối cùng nói, Phật tổ, chuyện này rất lớn. Bần tăng cần hướng các vị thủ tọa truyền đạt một tiếng, hỏi bọn họ một chút ý kiến, xin các ngươi hãy chờ một chút. Nhiên Đăng Tổ Sư gật đầu nói, cũng tốt, vậy làm phiền. Huyền Bi lập tức liền gọi tới tả hữu hộ pháp, để cho bọn họ hồi Thánh Địa truyền đạt. Diệp Thần, Xì Phong Thượng Nhân, Nhiên Đăng Tổ Sư ba người, thì tại chỗ chờ đợi. Chương 8943, Thiên Khải Chí Tôn An Bài. Xì Phong Thượng Nhân vậy bắt đầu cảm ngộ ngọc trên bia kinh Phật, trên mình dần dần có Phật quang tràn ra tới, hắn chắc có thể luyện thành Phật kinh, chí ít luyện đến tầng thứ nhất bước. Đang chờ đợi lúc đó, bốn phương tám hướng, lại có một từng đạo thần quang bắn tới, không ngừng có người đi tới cổ Phật Thánh Địa. Bỗng nhiên, Diệp Thần thấy được ba đạo quen thuộc bóng người. Là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Giã, còn có Tiêu Gia Lão Tổ, Tiêu Tinh Hà. Những người ở chỗ này, thấy cái này ba người, cũng là xì xào bàn tán. Vạn Khư người cũng tới. Chẳng lẽ Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng muốn cướp lấy Phật Tổ tạo hóa và Phật cốt xá lợi. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hai người bốn mắt chạm nhau,
tâm thần đều là hơi rung động. Nếu như có thể, Diệp Thần là muốn từ bỏ hiềm khích lúc trước, đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thu về luân hồi trận doanh. Nhưng tiếc là, người phụ nữ này, cố ý muốn ở lại Vạn Khư, từ đầu đến cuối không chịu phản bội Vũ Hoàng Cổ Đế. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần và nàng, chính là cựu địch. Diệp Thần lại nhìn xem Vũ Hoàng Dã, trong lòng tức giận. Cái này nghịch đồ, đã cùng Thiên Khải Chí Tôn hợp tác, muốn giết sư phụ, hắn tuyệt sẽ không nhân nhượng. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải tru diệt Vũ Hoàng Dã, chém trừ hậu hoạn. Luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ. Nhưng gặp Tiêu Tinh Hà một hồi thổn thức cười khổ, đi tới trước, hướng Diệp Thần chắp tay gọi, nói. Diệp Thần tuy cùng Vạn Khư là địch, nhưng cùng Tiêu Tinh Hà tới giữa, cũng rất có duyên phận ân tình. Tiêu tiền bối, người khỏe. Diệp Thần đúng mực chắp tay đáp lễ, duy trì khoảng cách thích hợp, lại hỏi. Các ngươi Vạn Khư, cũng muốn tranh đoạt Phật tổ ban phúc, còn có Vô Tâm tổ sư vậy Phật cốt xá lợi. Tiêu Tinh Hà nói, đúng vậy, Vũ Hoàng Bệ Hạ muốn dựa vào Thích Già Thiên Đế Phật tổ, rèn luyện tẩy thiên tội vỏ kiếm, lại đem Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi, khảm nạm đến trên vỏ kiếm mặt. Như vậy thứ nhất, hắn sau này triệu hoán thiên tội cổ kiếm, vậy thì đơn giản hơn. Thiên tội cổ kiếm, sát phạt cực kỳ hung mãnh, là thế gian kiếm thứ nhất khí. Coi như Vũ Hoàng Cổ Đế có vỏ kiếm, muốn triệu hoán thiên tội cổ kiếm, cũng là vô cùng khó khăn, cần phải chịu đựng cực mạnh sát phạt. Nhưng nếu như, đạt được Phật tổ ban phúc tẩy rửa, lại bắt được Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi nói, liền có thể thoáng chậm tách ra thiên tội cổ kiếm giết hại, tiến một bước thuận lợi triệu hoán thanh kiếm này. Những chuyện này, Tiêu Tinh Hà cũng không có giấu giếm, bởi vì nếu như Diệp Thần có lòng, tiêu phí chút tâm tư suy tính thiên cơ, liền có thể suy diễn ra, không gạt được. Giống vậy, Diệp Thần kháng cáo, cũng là không che giấu được. Hắn muốn cướp lấy Phật tổ tạo hóa, bồi bổ liệt nhật mệnh tinh, một điểm này, Vạn Khư cũng có thể suy tính đến. Đến Diệp Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế cảnh giới này, tranh đấu giết hại, cơ hồ đều là minh bài, chính là cứng đối cứng, đụng nhau ngạnh thật lực, âm mưu tính toán cơ hồ rất khó có hiệu quả, bởi vì quá dễ dàng bại lộ. Nhưng đây cũng không phải nói, âm mưu tính toán không dùng, nếu như bố trí được làm, có thể che lại thiên cơ, âm mưu tính toán cũng là giết người lưỡi dao sắc bén. Dĩ nhiên, đến cảnh giới này, muốn che giấu thiên cơ nói, cần phải hao phí giá phải trả, cũng là cực kỳ to lớn. Diệp Thần ánh mắt liếc liếc về Vũ Hoàng Dã, Vũ Hoàng Dã trên mình thiên cơ, liền bị che lại, là Thiên Khải Chí Tôn bút tích. Vũ Hoàng Dã thành Thiên Khải Chí Tôn con cờ, một điểm này, Vũ Hoàng Cổ Đế hẳn còn chưa biết, nhưng Diệp Thần đạo tâm hiểu ra, đã sớm phát giác. Các ngươi Vạn Khư, liền phái một cái Vũ Hoàng Dã đi ra tranh đoạt sao? Diệp Thần hỏi. Tiêu Tinh Hà cười khổ một tí, nói, còn có Ngạo Tuyết tiểu thư, ngươi làm sao cầm nàng quên mất. Còn như Vũ Hoàng Dã thiếu gia, hắn là chủ động xin đi tới. Hắn nói, hắn muốn lấy được Phật tổ ban phúc, chặt đứt tơ tình tội nghiệt, lại nữa rất lưu luyến Ngạo Tuyết tiểu thư, cho nên Vũ Hoàng bệ hạ vậy đáp ứng. Diệp Thần nói, phải không? Hắn tay trái rút lại tay áo bảo bên trong, hơi bấm ngón tay tính toán, quả nhiên liền suy tính đến. Gần đây, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng là phiền não rất, bởi vì hắn đã đáp ứng Vũ Hoàng Dã, phải đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gả cho hắn. Nhưng, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng không chịu đáp ứng, hai bên vì vậy mâu thuẫn. Hiện tại Vũ Hoàng Dã chủ động xin đi, nói muốn cảm ngộ Phật Pháp, tắm Phật Quang, chặt đứt tơ tình tội nghiệt, Vũ Hoàng Cổ Đế tất nhiên đại hỉ, liền chấp thuận hắn đi tham gia Thái Thượng Phật Sẽ. Còn như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, trước đây cùng Diệp Thần tinh thần song tu, Vũ Hoàng Cổ Đế sau khi biết, vô cùng tức giận. Nhưng niệm đến Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không có phản bội, như cũ trung tâm Vạn Khư, hắn cũng là hết sức vui mừng, cuối cùng cũng không có hàng giận. Cho nên, hôm nay Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tuy nói nhiều hơn một cái điểm nhơ, nhưng vẫn là Vạn Khư Thánh Nữ Đại Tiểu Thư. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần nhưng mơ hồ suy tính đến, Vũ Hoàng Dã tới tham gia Thái Thượng Phật Sẽ, chỉ sợ không phải muốn chém đoạn tình tơ như thế đơn giản. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không muốn chặt đứt tơ tình, hắn như cũ khắc cốt quyến luyến trước Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Hắn lần này tham gia Thái Thượng Phật Sẽ, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, ở sau lưng hắn, thấy được Thiên Khải Chí Tôn bóng dáng. Là Thiên Khải Chí Tôn an bài. Thiên Khải Chí Tôn muốn cướp lấy Phật cốt xá lợi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống,
mơ hồ bắt được một chút nhân quả hơi thở. Trước mắt, tử thần quyền bính tranh đoạt, đã rơi vào ác liệt. Thiên Khải Chí Tôn, Ma Tổ Vô Thiên, Thần Đồ Uyển Nhi Tam Phương, lẫn nhau tranh đấu, sau lưng chém giết thảm thiết. Thiên Khải Chí Tôn nội bộ tử thần giáo đoàn, cũng không phải là một khối thiết bản, dưới tay hắn ma nữ, liền không phải tuyệt đối trung tâm tại hắn. Nội bộ không đoàn kết, đưa đến hắn ở tranh đoạt bên trong, rơi vào hạ phong. Muốn cướp đến chết thần quyền chui mà nói, hắn nhất định phải muốn biện pháp khác. Cái này Phật Cốt Xá Lợi, chính là Thiên Khải Chí Tôn đồ mong muốn. Cổ Phật Thánh Địa Phật Cốt Xá Lợi, chính là Vô Tâm Tổ Sư Viên Tịch sau lưu lại. Viên kia Phật Cốt Xá Lợi, hàm chứa thích ra Phật Tổ Thiên Thiên Vạn Vạn Đời tạo hóa ban phúc, năng lượng cực kỳ dư thừa hùng hồn, nếu có thể đạt được, liền có thể đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn ăn mòn. Một khi Thiên Khải Chí Tôn bắt được Phật Cốt Xá Lợi, hắn liền có thể miễn đi nỗi lo về sau, điên cuồng chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, cuối cùng chiếm đoạt được nhiều nhất phân ngạch, từ đó tấn vị tử thần. Những thứ này nhân quả kế hoạch, Thiên Khải Chí Tôn hết sức giấu giếm, che giấu thiên cơ, e sợ cho sẽ bại lộ. Nhưng, Diệp Thần luân hồi huyết mạch hết sức đặc thù, hắn đối thiên cơ cảm ứng, xa so với người thường bén nhạy, đặc biệt là liên quan đến tự thân sinh tử, hắn rất dễ dàng là có thể bắt được dấu vết. Hiện tại, hắn rõ ràng dòm ngó thấy, Thiên Khải Chí Tôn ở sau lưng cục diện, muốn mượn Vũ Hoàng giã tay, cướp đoạt Phật Cốt Xá Lợi. Cái này nghịch đồ, sau lưng khẳng định đạt được Thiên Khải Chí Tôn che chở, ta muốn giết hắn, sợ rằng không quá dễ dàng. Nhưng, bất kể như thế nào, như vậy đại họa tâm phúc, quyết không thể thả qua. Diệp Thần đáy mắt dưới, mơ hồ lướt qua một chút ý định giết người. Nếu là để cho Vũ Hoàng giã cướp được Phật Cốt Xá Lợi, vậy thì phiền toái, hắn nhất định phải đem đối phương giết chết, bảo đảm Thiên Khải Chí Tôn kế hoạch phá sản, sẽ không uy hiếp được Thân Đồ Uyển Nhi. Lúc này, Vũ Hoàng Giã và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, vậy bắt đầu hiểu Vô Lượng Ngọc trên bia kinh Phật bí quyết. Tiêu Tinh Hà xuôi tay đứng ở một bên, hắn không hề tham dự Thái Thượng Phật sẽ, hắn chỉ là hộ tống hai người tới. Đây là, lại có ba đạo thân ảnh, cả người ma khí tràn ngập, từ phương xa phóng tới. Lại là Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, còn có Ma Tổ Vô Thiên. Bọn họ trên mình, đều mặc trước rộng thùng thình áo bào đen, phía trên thêu rất nhiều ma đạo hình ảnh, núi đao biển lửa, mọi thứ luyện ngục, ác quỷ oan hồn vân. Vân, là vực sâu thần điện đặc biệt phục trang. Hôm nay, vực sâu thần điện đã vào ở kiếm môn thế giới, phụng Ma Tổ Vô Thiên vi tôn. Ma Tổ Vô Thiên, chính là tương lai tử thần, Thâm Uyên chi chủ. Lại có thể liền Ma Tổ Vô Thiên đều tới. Hắn không phải ma tu sao? Chẳng lẽ hắn vậy muốn tham gia Thái Thượng Phật sẽ? Ha ha, đây thật là thiên đại chuyện tiếu, một cái ma tu, lại muốn đạt được Phật Tổ ban phúc sao? Cái này không thể nào. Đám người một hồi xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới, Ma Tổ Vô Thiên sẽ mang người tới. Cổ Phật Thánh Địa người nơi này, cũng là 10 phần bất ngờ, rất nhiều hộ pháp tăng nhân đề phòng. Huyền Bi Đại Sư về động Phật Châu, sải bước tiến lên, hướng Ma Tổ Vô Thiên nói, Ma Tổ Vô Thiên, người chính là ma tu, bước vào ta Cổ Phật Thánh Địa làm chi? Ma Tổ Vô Thiên dửng dưng một tiếng, nói Phật vốn là ma, ma vốn là Phật, thế gian đạo pháp ngọn nguồn, đều là tương thông, đại sư cố chấp tại Phật ma bề ngoài, há chẳng phải là rơi vào mê chướng. Huyền Bi Đại Sư sửng sốt một chút, trong chốc lát không nói tương bác, trầm giọng nói, Ma Tổ Vô Thiên, người giết hại tội nghiệt sâu nặng, không khả năng có được Phật Tổ ban phúc, người đi thôi. Ma Tổ Vô Thiên ha ha cười một tiếng, nói phải không? Hắn ánh mắt nhìn về Vô Lượng Ngọc Bia, cũng là ngay lập tức ngưng thần cảm ngộ. Hạ một sát, ở đỉnh đầu hắn trên, liền dâng lên một tòa song sắc đài sen. Hắn lại có thể ở ngay lập tức, lĩnh ngộ kinh Phật bí quyết, còn lĩnh ngộ được tầng thứ hai bước. Thấy vậy, toàn trường xôn xao. Phải biết, Ma Tổ Vô Thiên nhưng mà Thái Thượng thế giới nổi danh nhất ma tu, hắn lại có thể cũng có thể lĩnh ngộ kinh Phật, chẳng lẽ hắn thật cùng Phật Tổ có duyên phận? Các ngươi Cổ Phật Thánh Địa quy củ, chỉ cần tìm hiểu kinh Phật tầng thứ nhất, liền có thể tiến vào, ta luyện đến tầng thứ hai, xem ra cùng Phật Tổ cũng có duyên. Ma Tổ Vô Thiên cười một tí, ngón tay lại nhẹ nhàng bắn hai đánh, hai đạo lưu quang phân biệt bắn tới Vũ Hoàng Nhã Phỉ và Vũ Văn Cơ trên mình. Người sau trên hai người, đồng thời dâng lên một tòa một màu đài sen, cũng là thuận lợi hiểu kinh Phật.
bọn họ có thể hiểu, phảng phất là bởi vì có ma tổ vô thiên chỉ điểm. Một cái ma tu, lại có thể làm người chỉ điểm chí cao vô thượng Phật tổ chân kinh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường đám người thấy, đều là kinh hãi. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ma tổ vô thiên thiện niệm còn không mất đi, hắn đúng là có Phật tim. Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được, ở ma tổ vô thiên trong cơ thể, có quy trần tàn hồn. Cái này tàn hồn, còn không từng đoạn tuyệt. Ma tổ vô thiên mượn quy trần tàn hồn, cũng là thuận lợi lĩnh ngộ Phật Pháp, thậm chí có thể chỉ điểm người khác. Huyền Bi Đại Sư ra mặt run lên, nói, vô thiên, ngươi là thật muốn tham gia Thái Thượng Phật sẽ. Ma tổ vô thiên nói, đúng vậy, ta muốn cướp lấy vậy Phật cốt xá lợi, giúp ta đối kháng thiên ma tinh hải, chứng đạo tử thần. Thiên ma tinh hải dơ bẩn hắc ám, cực kỳ đáng sợ, muốn phải chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, nhất định phải trước đối kháng hắc ám. Ma tổ vô thiên muốn cướp đoạt Phật cốt xá lợi, mục tiêu vậy cùng thiên khải chí tôn như nhau, chính là muốn dùng để đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn. Hắn thoải mái nói ra, trong giọng nói mang kiên quyết lạnh lùng ý, toàn trường tu Phật người nghe, đều là trong lòng rét một cái. Bọn họ từ ma tổ vô thiên giọng bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ý chí. Nếu là có người dám cùng hắn tranh đoạt Phật cốt xá lợi, hắn nhất định phải giết người. Huyền Bi Đại Sư ra mặt lại run một tí, nói, ngươi còn không phi thăng không không lúc nào không, liền muốn một bước lên trời, chứng đạo thiên đế chủ thần, không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền. Ma tổ vô thiên cười nói, nhâm phi phàm có thể, ta tại sao không thể? Nếu là hắn thật có thể cướp lấy tử thần quyền bính, liền có thể trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không rất nhiều cảnh giới tu luyện, một bước bước vào thiên đế chủ thần bước, xưng hùng xưng bá. Chính là bởi vì tử thần quyền bính sau lưng lợi ích, chân thực quá lớn, cho nên hắn mới biết không tiếc bất cứ giá nào. Đây là, thánh địa bên trong, mới vừa đi truyền đạt mấy cái hộ pháp tăng nhân đi ra, ở Huyền Bi Đại Sư bên tai nói mấy câu. Huyền Bi Đại Sư ngẩn ngơ, lại ngưng trọng gật đầu, hướng Diệp Thần và Ma Tổ Vô Thiên nói. Luân hồi chi chủ, các vị thủ tọa nói, cho phép ngươi tham gia Thái Thượng Phật sẽ. Nhưng Ma Tổ Vô Thiên, ngươi không được. Ma Tổ Vô Thiên nói, vì sao không được? Chẳng lẽ các ngươi cổ Phật Thánh Địa, muốn vi phạm mình bày quy củ? Hắn trên đỉnh đầu, còn lơ lửng một tòa song sắc đài sen, đó là đem Phật Tổ chân kinh, lĩnh ngộ được tầng thứ hai khí tượng. Dựa theo cổ Phật Thánh Địa quy củ, hắn đã có tư cách vào đi tham gia. Huyền Bi Đại Sư nói, chúng ta cổ Phật Thánh Địa miếu nhỏ, không tha cho ngươi cái này tôn đại ma, xin ngươi hãy rời đi đi, chúng ta lật lọng, đích xác là phạm vào tội kiêng, chờ ngươi sau khi rời đi, bần tăng tự sát tạ tội là được. Lời nói này nói được bình tĩnh mà kiên quyết, thanh âm như vậy muốn xuyên thấu thiên địa. Đám người nghe vậy, đều là kinh hãi, không nghĩ tới Huyền Bi Đại Sư, vì ngăn cản ma tổ vô thiên tham gia Thái Thượng Phật sẽ, tình nguyện tự sát tạ tội, cũng không chịu thả vô thiên đi vào. Đúng là, ma tổ vô thiên là thái thượng thế giới lớn nhất ma tu, hắn bước vào cổ Phật Thánh Địa mà nói, rất có thể đưa tới đủ loại bất trắc tai họa. Vì duy trì cổ Phật Thánh Địa tinh khiết, Huyền Bi Đại Sư thả tự sát, cũng không thả người. Ma tổ vô thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là muốn cầm vô tâm tổ sư Phật cốt xá lợi, các ngươi như chịu cho ta, ta lập tức rời đi. Huyền Bi Đại Sư lắc đầu một cái, nói, vô tâm tổ sư viên tịch sau đó, vậy Phật cốt xá lợi, vậy thất lạc ở một cái thượng cổ Phật ma chiến trường bên trong, chúng ta cổ Phật Thánh Địa, cũng không biết ở nơi nào. Huống chi, muốn lấy được Phật cốt xá lợi, nhất định phải trước thông qua ta cổ Phật Thánh Địa khảo nghiệm. Ma Tổ Vô Thiên nói, vậy ngươi liền cho đi, để cho ta đi vào. Huyền Bi Đại Sư vẫn lắc đầu, nói, không được. Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt thoáng qua một chút che lấp, nói các ngươi đây là muốn ép ta động thủ. Huyền Bi Đại Sư nói, ngươi muốn động tay, ta cổ Phật Thánh Địa tùy thời cung kính chờ đợi. Ma Tổ Vô Thiên gương mặt vặn vẹo, giận không kềm được, nhưng nghĩ tới đây là cổ Phật Thánh Địa địa bàn, người khác chiếm hết thiên thời địa mạch ưu thế, hắn thật động thủ, phần thắng cũng không lớn. Hơn nữa, cổ Phật Thánh Địa truyền thừa từ không không thời không thích giả Phật môn, sau lưng có thích giả Phật tổ bảo vệ, một khi công kích cổ Phật Thánh Địa, ngang hàng là xúc phạm Phật tổ, giá phải trả cũng là cực kỳ to lớn. Cuối cùng, Ma Tổ Vô Thiên cười lạnh một tiếng, kềm chế nội tâm tức giận, nói các ngươi không cho phép ta tham gia Thái Thượng Phật sẽ,
là ta sợ cả người ma khí, làm bẩn các ngươi thánh địa. Huyền Bi Đại Sư nói, đúng vậy. Ma Tổ Vô Thiên nói, tốt lắm, ta cũng không phải là thuần túy ma tu, ta cũng có thiện niệm hóa thân, ta liền để cho ta hóa thân, tham gia các ngươi cái này Thái Thượng Phật sẽ thôi. Lời nói xong, Ma Tổ Vô Thiên lắc mình một cái, lại là hóa thành một cái thiếu niên người. Cái này thiếu niên người, mặt mũi hiền lành, ánh mắt tinh khiết, chính là Quy Trần. Mọi người thấy Ma Tổ Vô Thiên biến thành Quy Trần, đều là kêu lên rối loạn rối loạn. Quy Trần ngẩn ngơ, đầu tiên là mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, hướng Huyền Bi Đại Sư thi lễ, cung kính nói, Đại Sư, ta muốn tham gia Thái Thượng Phật sẽ, không biết người phải chăng cho phép. Trong lúc hắn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn hướng Vô Lượng Ngọc Bia. Ở hắn ngắm nhìn Vô Lượng Ngọc Bia thời điểm, liền cùng trong chỗ U Minh Thích Già Phật Tổ, sinh ra đồng tình, trong hư không dâng lên phạm sướng, ba hoa trích chòe, kim liên xông ra. Ở đỉnh đầu hắn trên, nổi lên một tòa ba màu đài sen. Hắn lại có thể cũng cùng Diệp Thần như nhau, ngay tức thì liền đem vậy Phật Tổ chân kinh, lĩnh ngộ được tầng thứ ba bước. Dĩ nhiên, bàn về thiên phú ngộ tính nói, Quy Trần là tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần so sánh. Nhưng, hắn đạt được Phật Tổ chúc phù hộ chỉ điểm, linh quang mở tuệ, lập tức liền đem kinh Phật tu vi, luyện đến tầng thứ ba. Cùng mới vừa cuồng ngạo vô thượng Ma Tổ Vô Thiên so sánh, Quy Trần thái độ vậy khách khí nhiều, hơn nữa trên mình ba màu đài sen, vậy đại biểu hắn lấy được Phật Tổ thừa nhận. Huyền Bi Đại Sư đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cẩn thận bắt Quy Trần hơi thở, mơ hồ cảm thấy ở Quy Trần sau lưng, Ma Tổ Vô Thiên âm thầm ẩn núp. Nếu như có thích hợp thời cơ nói, Ma Tổ Vô Thiên nhất định phải hiện thân đi ra. Cổ thân thể này, chân chính Ngài Chúa Tể, cũng không phải là Quy Trần, mà là Ma Tổ Vô Thiên. Ở Huyền Bi Đại Sư trong lòng, hắn không hề muốn thả Quy Trần đi vào, bởi vì quá nguy hiểm. Đại sư, ta đã đạt được Phật Tổ thừa nhận, ngươi còn không chịu thả ta đi vào, chẳng phải là muốn vi phạm Phật Tổ ý chí. Quy Trần chắp tay nói. Lần nói chuyện này, Huyền Bi Đại sư cũng không cách nào cãi lại, cuối cùng thở dài một tiếng, nói thôi, ngươi vậy vào đi thôi. Nhưng, ngươi và Luân Hồi Chi Chủ phải nhớ kỹ, trừ phi là đi đến thượng cổ Phật ma chiến trường. Nếu không ở ta cổ Phật Thánh Địa nội bộ, quyết không cho phép đấu nhau, biết không? Hắn hiển nhiên cũng biết, Diệp Thần và Ma Tổ Vô Thiên tới giữa thủ oán. Quy Trần nói, tại hạ rõ ràng. Lại hỏi, vậy ở chỗ này, có thể cho phép đánh nhau sao? Huyền Bi Đại Sư khẽ cau mày, nói các ngươi tùy tiện đánh, chỉ cần không phá xấu xa ta cổ Phật Thánh Địa địa mạch. Quy Trần nói, Hắn ánh mắt liền nhìn về Diệp Thần. Đáy mắt hạ lóe lên một tia lạnh lẽo ý định giết người. Diệp Thần thấy cái này một món ý định giết người, trong lòng nhất thời rét một cái, trong đầu nghĩ, đây không phải là Quy Trần, đây là Ma Tổ Vô Thiên. Tuy nói từ ngoài mặt xem, người này là Quy Trần. Nhưng trong thực tế, Quy Trần chỉ còn lại một chút tàn hồn, tự mình ý chí đã đặc biệt yếu kém. Ma Tổ Vô Thiên không hoàn toàn chiếm đoạt hắn, chỉ là vì cất giữ một chút Phật tim. Đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn. Hôm nay nắm trong tay cổ thân thể này người, cũng không phải là Quy Trần, mà là Ma Tổ Vô Thiên. Quy Trần mặt ngoài khách khí thuần hậu hình dáng, cũng chỉ là Ma Tổ Vô Thiên ngụy trang. Quy Trần đang nói một cái dạ chữ sau đó, bỗng nhiên ra tay, Phật Quang hội tụ ngón tay, nổ bắn ra ra một món giết ma kiếm khí, nhưng cũng không phải là công kích Diệp Thần, mà là ám sát hướng Diệp Thần bên cạnh Si Phong Thượng Nhân. Hắn một kích này, chính là Phật Tổ chân kinh bên trong thủ đoạn, là tầng thứ hai giết ma Phật quyết diệu pháp. Giết ma Phật quyết vận chuyển, vậy ác liệt giết ma kiếm khí, chính là lăn lăn ám sát ra, thanh thế vô cùng như người thú. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Quy Trần lại sẽ hướng Si Phong Thượng Nhân ra tay. Chính xác mà nói, là Ma Tổ Vô Thiên khống chế Quy Trần thân thể, hướng Si Phong Thượng Nhân động sát thủ. Si Phong Thượng Nhân mới vừa lĩnh ngộ kinh Phật kết thúc, cũng là thuận lợi thu thành tầng thứ nhất, có một màu đài sen khí tượng hiện lên. Thấy Quy Trần đột nhiên giết tới, hắn cũng là cả kinh thất sắc. Quy Trần một kích này, giết ma kiếm khí hết sức ác liệt, đơn giản là giết phá hết thảy vậy. Si Phong Thượng Nhân hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thật may Diệp Thần sớm có phòng bị, vừa nhìn thấy Quy Trần ra tay, hắn cũng là nhanh chóng ra tay, một món giết ma kiếm khí bắn ra. Chanh! Hai đạo giết ma kiếm khí ở giữa không trung giao phong, tiêu tán vô hình.
Diệp Thần và Quy Trần, tất cả lui về phía sau một bước. Ma Tổ Vô Thiên, ngươi làm gì? Muốn ở chỗ này quyết chiến sao? Diệp Thần sắc mặt âm trầm nói. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, thật ra thì vẫn không đánh thắng Ma Tổ Vô Thiên. Nếu như quyết chiến, hắn hơn phân nửa thất bại, thậm chí phải bị Ma Tổ Vô Thiên giết chết. Nhưng, Ma Tổ Vô Thiên vậy ắt phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả, không thể nào có bất kỳ thu hoạch, coi như giết chết Diệp Thần, vậy các loại luân hồi đạo thống khí vận, cũng chỉ sẽ là người khác làm đồ cưới. Cho nên, Diệp Thần tin tưởng, Ma Tổ Vô Thiên không thể nào nhanh như vậy liền muốn quyết chiến, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Quy Trần cười nói, Diệp đại ca, ta không phải Ma Tổ Vô Thiên, bây giờ ta, là Quy Trần. Diệp Thần nhìn Quy Trần vậy tinh khiết trong mắt sau lưng, mơ hồ lộ ra che lấp, trong bụng một hồi chán ghét, nói, không cần giả mù sa mưa, người chính là Vô Thiên. Quy Trần lắc lắc đầu nói, ta là Quy Trần, Diệp đại ca, chỉ bất quá ta bức bách không biết làm sao, muốn là lão tổ dọn dẹp mối họa thôi. Cái này Si Phong thượng nhân, hắn cầm trong tay một cái kêu phù sinh tuyệt mệnh binh khí, vậy là có thể khắc chế lão tổ huyết mạch thần binh lợi khí, ta nhất định phải giết chết hắn, không thể để cho hắn cầm phù sinh tuyệt mệnh lấy ra, mời ngươi không muốn ngăn trở. Nếu không, chúng ta ngày hôm nay, cũng chỉ có quyết tử chiến một trận. Ta không thể để cho ngươi bắt được phù sinh tuyệt mệnh. Hắn giọng 10 phần bình tĩnh, nhưng lạnh lùng mà kiên quyết, vậy biểu đạt ra Ma Tổ Vô Thiên ý. Ma Tổ Vô Thiên không biết là cố ý hù dọa Diệp Thần, hay là thật muốn quyết chiến, tóm lại, hắn là muốn giết chết Si Phong thượng nhân, để cho vậy cầm phù sinh tuyệt mệnh, hoàn toàn biến mất ở nơi này thế gian. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bị hù được, đứng ở Si Phong thượng nhân trước người, giọng nói lạnh lùng nói, quyết tử chiến một trận liền quyết tử chiến một trận, ta cũng không có thể để cho ngươi giết người lung tung. Sanh tử quyết chiến khẩn yếu nhất, liền là khí thế. Bỏ mặc thực lực sai biệt như thế nào, về khí thế tuyệt đối không thể yếu, nếu không bị áp chế, cả đời đều có tâm ma. Mà lúc này Si Phong thượng nhân, thân thể nhưng không tầm thường run rẩy, cổ họng phát ra cổ quái vặn vẹo thanh âm, ánh mắt trợn to, gương mặt cũng ở đây vặn vẹo. Không tốt, lòng hắn ma phát tác. Nhiên Đăng tổ sư thấy vậy, vội vàng nắm Si Phong thượng nhân cổ tay, đem tự thân linh khí bơm vào đi vào. Lúc đầu Quy Trần nói ra phù sinh tuyệt mệnh 4 chữ, đã xúc động Si Phong thượng nhân tâm ma. Ban đầu, Si Phong thượng nhân bắt được phù sinh tuyệt mệnh sau đó, nội tâm mừng như điên, từ lấy là lấy được thần binh lợi khí gì. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng bởi vì thanh binh khí này, gặp phải Thiên Khải Chí Tôn đuổi giết. Thiên Khải Chí Tôn hàng giận, trực tiếp đưa đến Si Phong thượng nhân phi thăng thất bại. Thân là tử thần giáo đoàn giáo chủ, thiên đế chủ thần cấp nhân vật, Thiên Khải Chí Tôn thần uy, có thể tưởng tượng được. Hắn rơi xuống lửa giận, đối Si Phong thượng nhân mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng vậy tồn tại. Vào năm đó, Si Phong thượng nhân nhận Thiên Khải Chí Tôn vô số hành hạ, cuối cùng may mắn chạy tới Nhiên Đăng tổ sư tọa hạ tị nạn. Nhưng năm đó hành hạ, hay là cho hắn để lại to lớn tâm lý bóng mờ. Hiện tại chỉ cần vừa nghe đến phù sinh tuyệt mệnh 4 chữ, hắn tâm ma liền sẽ phát tác, không thể tự kiềm chế. Thiên Khải giáo chủ, không nên giết ta, không nên giết ta. Si Phong thượng nhân cả người như run cầm cập vậy run rẩy run, khóc không được tiếng, hình dáng 10 phần thê thảm, tựa như lại lần nữa rơi vào ngày xưa ác mộng bên trong. Xem hắn loại cấp bậc này nhân vật, thật ra thì đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, cho dù chết, cũng sẽ không biểu lộ ra chút nào trò hề. Nhưng, Thiên Khải Chí Tôn uy năng quá kinh khủng, hắn năm đó hành hạ Si Phong thượng nhân, là liền Si Phong thượng nhân đạo tâm, vậy cùng nhau nghiền nát, lần nữa kêu gọi hắn đối chết sợ hãi. Thần đế thiên âm, đáng nịch tâm ma. Diệp Thần thấy Si Phong thượng nhân tâm ma phát tác, vội vàng bắn ra chỉ, linh khí chấn động thiên địa hư không, tóe ra réo rắt tiếng đàn. Đó chính là thần đế thiên âm tiếng đàn. Ở nơi này cổ tiếng càng như gió, nhu hòa như nước tiếng đàn dưới sự thử thách, Si Phong thượng nhân tâm ma, rất nhanh bị áp chế xuống. Hắn khôi phục như cũ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vô cùng cảm kích, nhẹ nhàng khạc ra 2 chữ, đa tạ. Quy Trần lạnh lùng nói, Diệp đại ca, người phải bảo vệ người này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể quyết tử chiến một trận. Tiếng nói rơi xuống, Quy Trần thân thể bỗng nhiên giết ra, trong tay sử dụng một cái Phật kiếm, kiếm khí nhô lên, ba hoa chích chòe, một kiếm giống như chu diệt vạn ma vậy, chém chết hướng Diệp Thần.
Một kiếm này, vẫn là kinh Phật bên trong giết ma Phật quyết, nhưng uy thế muốn so với mới vừa hung mãnh rất nhiều, hiển nhiên Quy Trần vậy vận dụng thực lực chân chính. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung kiếm khí uy bách, cuốn tới. Đứng ở trước mặt hắn, thật ra thì cũng không phải là Quy Trần, mà là Ma Tổ Vô Thiên. Một kiếm này, mang theo Ma Tổ Vô Thiên tiên đế linh khí, sát phạt cực kỳ khủng bố. Long Đằng Mệnh Tinh, mở. Diệp Thần đối mặt sống chết uy hiếp, lập tức mở Long Đằng Mệnh Tinh, quả đấm nắm chặt, huyết long vần quanh, ngửa mặt lên trời gầm thét, một cái long quyển oanh đánh ra. Chỉ là một đối mặt, hắn liền bị Quy Trần ép được mở Long Đằng Mệnh Tinh. Có thể tưởng tượng được, Ma Tổ Vô Thiên thực lực, có kinh khủng dường nào. Oanh! Diệp Thần Long Quyền, hung hăng cùng Ma Tổ Vô Thiên Phật kiếm đụng nhau, nhất thời kiếm khí Phật quang nổ tung, long ảnh loạn vũ, khí tượng sáng đẹp nguy nga. Những người chung quanh, thấy Diệp Thần và Quy Trần, lại có thể thật đánh nhau, đều là kinh hãi. Hai người chiến đấu hơi thở, chấn động hư không, nổ ra đạo đạo sấm sét, toàn bộ cổ Phật Thánh Địa đều run rẩy. Lão Tổ, chúng ta tới giúp ngươi. Vũ Hoàng Nhã Phỉ và Vũ Văn Cơ thấy vậy, lập tức gia nhập chiến đoàn, phụ trợ Quy Trần, đồng loạt giết hướng Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, xin lỗi. Thậm chí, liền Tiêu Tinh Hà vậy thừa dịp này cơ hội, gia nhập vào Quy Trần bên này, khua kiếm ám sát hướng Diệp Thần. Hắn thật ra thì cũng không muốn cùng Diệp Thần đánh nhau, nhưng người ở Vạn Khư, thân bất do kỷ, hắn vậy phải lấy Chu Diệt Luân Hồi, là mục tiêu cuối cùng. Sư phụ, người an tâm đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt Ngạo Tuyết tiểu thư. Vũ Hoàng Giã vậy thấy cơ hội, nắm Thiên Khải Ma Kiếm, gia nhập chiến trận bên trong. Chỉ có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, do dự bất quyết, không nhẫn tâm công kích Diệp Thần. Chiến đấu cục diện thăng cấp, Diệp Thần đối chiến Quy Trần và Vạn Khư, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Như vậy quyết đấu, tới được khá là đột ngột, vô luận là Diệp Thần vẫn là Quy Trần, vẫn là Vạn Khư bên này, trước chuyện đều không có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là bởi vì là một cái si phong thượng nhân, đột nhiên liền bùng nổ, phảng phất là vận mệnh vậy trời xui đất khiến. Tại chỗ rất nhiều mọi người, thấy Diệp Thần và Quy Trần, Vạn Khư quyết đấu, đều là kinh hãi. Kịch liệt chiến đấu đợt khí, đã để cho được cổ Phật Thánh Địa sinh ra động đất. Hừ, các ngươi muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, thật lấy là luân hồi trận doanh không người. Nhiên Đăng Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, trên mình Phật Quang tách thả ra, một trường thở ra, vỗ về phía Quy Trần, cũng là gia nhập chiến trận bên trong. Như vậy loạn chiến cục diện, nhưng là ra tất cả người dự liệu. Xoát, xoát, bỗng nhiên, đám người bên trong, lại có hai người gia nhập Diệp Thần bên này. Cái này hai người, Diệp Thần nhưng là không nhận biết, một nam một nữ. Nam nhân vật nhỏ rộng mặt lỗ tai to, trán ngay thẳng hòa thượng, nữ da thịt trắng nõn, vóc người bốc lửa, xem tướng mạo, lại có thể cùng Tôn Di có 7-8 phần tương tự. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghi ngờ chút nào, cái này hai người, hắn cũng không nhận ra. Nhưng phụ nữ kia, tướng mạo vóc người lại có thể và Tôn Di như thế tương tự. Quả thực là cổ quái. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần bắt được thiên cơ, cái này hai người, có lẽ cùng cỏ thần có liên quan. Bọn họ xuất thủ tương trợ, vậy để cho được Diệp Thần nơi này áp lực, giảm bớt một ít. Như vậy loạn chiến, cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, cổ Phật Thánh Địa chỗ sâu, không thiếu bế quan thái thượng trưởng lão, đều bị kinh động. Nếu là lại để cho Diệp Thần và Quy Trần đánh xuống, sợ rằng cổ Phật Thánh Địa địa mạch cũng phải bị liên lụy phá hoại. Hư không chấn động, Phật quang lóng lánh. Mấy cái cổ Phật Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, bóng người từ trong hư không hiển hóa ra. Tất cả dừng tay cho ta. Ta cổ Phật Thánh Địa bên trong, cấm chỉ đấu nhau. Một cái Thái Thượng Trưởng Lão, kim cương gầm lên, sử dụng một cái bàn bát, mơ hồ cùng trên trời Thích Già Phật Tổ hư ảnh đồng tình. Vậy bàn bát toát ra Phật quang màu vàng, như thác vải vậy chút xuống đi xuống. Diệp Thần và Quy Trần các người, ở đó Phật quang dưới sự xung kích, nhất thời cảm thấy một hồi to lớn áp lực, rối rít lui về phía sau, dừng tay thôi đấu. Trên bầu trời mấy cái Thái Thượng Trưởng Lão, đáp xuống. Cổ Phật Thánh Địa bên trong, lại có rất nhiều hộ viện thủ tọa, rối rít phóng tới. Huyền Bi Đại Sư mồ hôi lạnh nhễ nhại, kêu lên các vị sư tổ, các vị thủ ngồi. Hắn mới vừa nói, ở chỗ này có thể đánh nhau, lại không nghĩ rằng đưa tới loạn chiến.
Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Quy Trần, đều không phải là hạng người bình thường, nếu là sanh tử quyết chiến nói, rất có thể văng tung tóe cổ Phật Thánh Địa địa mạch. Lão Nạp Độ Tâm, là Vô Tâm Tổ Sư Sư Đệ, cũng là hôm nay cổ Phật Thánh Địa tạm quyền Thánh Chủ, xin các vị xem ở Lão Nạp mặt mũi, không muốn tranh cãi nữa đấu cho thỏa đáng. Một cái hơi thở suy hủ ông già, đứng dậy. Và chung quanh bảo tương trang nghiêm cao tăng không cùng, hắn lại là không có quy y, màu xám cho mái tóc dài bù xù, đồng dạng là màu xám cho râu, rủ xuống đến trên ngực, thân hình mười phần còng lưng gầy yếu, giống như là gần đất xa trời, nhưng một đôi mắt đặc biệt là ác liệt, tinh mang trạm nhiên, kêu người không dám khinh thị. Hắn chính là hôm nay cổ Phật Thánh Địa cao nhất nắm giữ, pháp danh Độ Tâm. Diệp Thần, Quy Trần các người, từ Độ Tâm Pháp Sư trên mình, cảm nhận được liền một cổ cường đại kinh khủng uy năng, mang cho người to lớn chèn ép. Cái này cổ uy năng chèn ép, thật ra thì cũng không phải tới từ Độ Tâm Pháp Sư tự thân tu vi, mà là tới từ cổ Phật Thánh Địa địa mạch. Cổ Phật Thánh Địa địa mạch, tích lũy không biết nhiều ít kỷ nguyên Phật Pháp linh khí, lại mấy đời bị Thích Già Phật Tổ chúc phù hộ, cao nhất che chở, địa mạch khí vận bàng bạc hừng hực. Ở nơi này cổ địa mạch ra trì xuống, Độ Tâm Pháp Sư thực lực, thậm chí so Diệp Thần và Quy Trần, còn cường hãn hơn một ít. Diệp Thần và Quy Trần nhìn nhau, hai người cũng rất rõ ràng, ở Độ Tâm Pháp Sư điều đình hạ, bọn họ là không có cách nào đánh nữa. Độ Tâm Pháp Sư thấy mọi người chịu dừng tay thôi đấu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói các vị ngày hôm nay đường xa tới, là vì Phật Tổ ban phúc, còn có sư huynh ta Phật Cốt Xá Lợi, dĩ vãng ân oán tranh đấu, các vị có thể chờ Thái Thượng Phật sẽ sau khi kết thúc, sẽ đi thanh toán cũng không muộn. Diệp Thần và Quy Trần cũng không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép. Nhiên Đăng Tổ Sư chỉ trên trời, nói, Độ Tâm Pháp Sư, không biết Thích Già Phật Tổ, mở lúc nào mắt. Trên trời Thích Già Phật Tổ hư ảnh, hai tròng mắt như cũ đóng chặt. Điều này đại biểu, Phật Tổ ban phúc còn không hạ xuống. Vô luận Diệp Thần, vẫn là Quy Trần, Vũ Hoàng Giã, cũng nghĩ ra được Phật Tổ ban phúc. Nhiên Đăng Tổ Sư rất rõ ràng, muốn lấy được Phật Tổ ban phúc mà nói, trước hết đạt được cổ Phật Thánh Địa đồng ý. Bởi vì cái này cổ Phật Thánh Địa, chính là truyền thừa từ Phật Tổ thế lực. Độ Tâm Pháp Sư nói, cùng thời cơ đến thời điểm, ta cổ Phật Thánh Địa, tự nhiên sẽ hướng Phật Tổ cầu nguyện, khẩn cầu hắn mở mắt, rơi xuống ban phúc tạo hóa, ân huệ mọi người. Nhiên Đăng Tổ Sư nói, vậy muốn đợi tới khi nào? Độ Tâm Pháp Sư khẽ mỉm cười, nói, Nhiên Đăng Đại Sư, người đã thành Phật, còn muốn lại bị Phật Tổ tạo hóa sao? Nhiên Đăng Tổ Sư lắc lắc đầu nói, không phải Lão Nạp, ta là muốn giúp Luân Hồi Chi Chủ hỏi một chút. Độ Tâm Pháp Sư cười nói, Luân Hồi Chi Chủ có đại khí vận, nhưng ngày hôm nay muốn lấy được Phật Tổ ban phúc, vậy tuyệt không phải chuyện dễ, hết thảy đều phải xem duyên phận. Dừng một chút, Độ Tâm Pháp Sư lại hướng toàn trường nơi có người nói, phàm là đem Phật Tổ chân kinh, tu luyện tới tầng thứ nhất người, mời theo bần tăng tiến vào cổ Phật Thánh Địa, nếu như các ngươi cùng Phật có duyên phận, tự nhiên có thể có được Phật Tổ ban phúc. Lời nói này nói xong, Độ Tâm Pháp Sư liền xoay người bước vào cổ Phật Thánh Địa, rất nhiều thủ tọa cùng trưởng lão, hộ pháp, đi theo ở hắn phía sau. Đám người chố mắt nhìn nhau, lẫn nhau nghị luận sau một lúc, cảm ngộ Phật Tổ chân kinh người thành công, thì rối rít tiến vào Thánh Địa. Không có thể tu luyện thành công người, cũng chỉ có thể ở lại Thánh Địa ra, không có bước vào tư cách. Phàm là thành công cảm ngộ Phật Tổ chân kinh người, trên mình đều có đài sen khí tượng hiển hóa, không cách nào ngụy trang. Diệp Thần và Quy Trần, đều là hiển hóa ba màu đài sen, hai bọn họ nhân khí voi khổng lồ nhất. Ngoài ra, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Vũ Hoàng Giã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong Thượng Nhân các người, đều là hiển hóa một màu đài sen. Tổ sư, ta đi vào trước. Diệp Thần hướng Nhiên Đăng Tổ Sư thi lễ một cái, sau đó liền mang theo Si Phong Thượng Nhân đi vào. Mới vừa ở loạn chiến bên trong, trợ chiến Diệp Thần Hòa Thượng kia, còn có vậy cùng Tôn Di có mấy phần tương tự người phụ nữ, vậy đi theo Diệp Thần bên người. Bọn họ hai người, lại có thể các hiển hóa ra hai sắc đài sen. Điều này đại biểu, bọn họ đã đem Phật Tổ chân kinh, tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới, khí tượng so với người bình thường nguy nga nhiều. Diệp Thần trong lòng âm thầm lưu ý, cũng không biết cái này hai người là lai lịch gì, lại có cao như vậy thiên phú. Luân Hồi Chi Chủ, người khỏe nha. Người phụ nữ kia vóc người mười phần bốc lửa, thậm chí ở một phương diện khác đánh vào so Tôn Di còn cường liệt hơn,
tính tình cũng là nhiệt tình sáng sủa, mở miệng trước cười một tiếng, hướng Diệp Thần hỏi thăm sức khỏe. Người tốt, cô nương là... Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn người phụ nữ này, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Bởi vì người phụ nữ này, tướng mạo vóc người, và tôn di chân thực quá tương tự, sau lưng lại mơ hồ mang theo cỏ thần nhân quả. Được rồi, hì hì, cô nương ta chính là cỏ thần truyền nhân, người có thể kêu ta Dạ Lan. Vậy người phụ nữ nói, tự xưng kêu Dạ Lan. Luân hồi chi chủ, sư muội ta đùa giỡn, thật ra thì nàng cũng không có được qua thảo thần thiên tôn truyền thừa. Nàng là thảo thần thiên tôn, từ trong ảo tưởng chế sanh ra cô gái, tính cách nhảy thoát chút, xin luân hồi chi chủ chớ nên chê bai. Hòa thượng kia chắp hai tay, đứng ở Dạ Lan bên người, mặt mũi ngay thẳng, đúng mực nói. Ảo tưởng chế sanh người. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghĩ tới cái này kêu Dạ Lan người phụ nữ, thật ra thì cũng không phải là xuất từ thế giới hiện thật, mà là từ trong ảo tưởng sinh ra người. Cái loại này ra đời từ ảo tưởng nhân vật. Diệp Thần trước kia vậy gặp qua, xem Cốt Thiên Đế học trò, Cổ Tinh Môn Thánh Nữ, San Hô Cung Mưa, chính là từ trong ảo tưởng sinh ra. Bất kỳ ảo tưởng đản sanh ra đồ, đều có thực tế dấu vết. Ví dụ như vậy San Hô Cung Mưa, tướng mạo liền cùng Kỷ Lâm khá làm tướng tựa như. Mà đây cái Dạ Lan, nhưng là cùng tôn gì tương tự. Hòa thượng kia nói, tiểu tăng pháp danh Trang Hải, và sư muội ta cũng đến từ ngàn cỏ sơn trang. Chúng ta ngàn cỏ sơn trang, phụng cỏ thần vi tôn, ở cực kỳ lâu trước kia, thảo thần thiên tôn liền muốn tìm một cái truyền nhân, nàng trong lòng đã có thí sinh, chính là một cái kêu là tôn di người có duyên. Chỉ tiếc, lúc ấy tôn di còn không ra đời, thảo thần thiên tôn liền từ ảo mộng bên trong, sáng lập một cái và tôn di cô nương tương tự nhân vật, chính là sư muội ta Dạ Lan. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là như vậy. Tôn Di còn không khốn tại Thiên Ma Tinh Hải, còn không chính thức thừa kế thảo thần thiên tôn đạo thống. Cái này Dạ Lan, tướng mạo vóc người cùng Tôn Di tương tự, trên thực tế là trong ảo tưởng sinh ra người, ký thác thảo thần thiên tôn ảo mộng. Dạ Lan nói, hi hi, tuy nói trên người ta, ký thác thảo thần thiên tôn mơ ước, nhưng ta vừa đã ra đời, mạng ta do ta không phải người bất kỳ bóng dáng, luân hồi chi chủ, người có thể đừng nhận lầm người. Diệp Thần nói, cái này tự nhiên, thế nhưng Tôn Di là ta bạn thân, ta cũng cùng Thảo Thần Thiên Tôn có duyên phận, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Trừ Tôn Di ra, Diệp Thần Thanh Liên Đúc Thánh Pháp, cũng cùng Thảo Thần Thiên Tôn có liên quan. Lúc mới bắt đầu nhất, giữa trời đất tồn tại một bụi thanh liên, tạo ra hồn độn trời, sáng tạo ra chư thiên vạn giới cái thế giới thứ nhất. Đệ nhất cỏ thần là sáng thế thanh liên cường đại rung động, sáng tạo ra Thanh Liên Đúc Thánh Pháp môn công pháp này. Ký thác mình muốn đổi được cường đại mơ ước. Chỉ tiếc, vậy Thanh Liên Đúc Thánh Pháp, quá mức ảo mộng, tu luyện độ khó cực cao, liền đệ nhất cỏ thần cũng không cách nào luyện thành. Sau đó, đệ nhất cỏ thần tướng môn thần công này, đưa cho Nguyên Thiên Đế. Làm thù lao, Nguyên Thiên Đế đem đệ nhất cỏ thần, từ lúc ban đầu thanh liên thế giới mang ra khỏi, đi về phía chư thiên. Sau đó, Nguyên Thiên Đế lại đem Thanh Liên Đúc Thánh Pháp, truyền cho Quang Thần Thiên Tôn Hoàng Sùng Quang. Đáng tiếc, liền Quang Thần Thiên Tôn, cũng không cách nào luyện thành môn thần công này, thậm chí gặp cắn trả, mất đi tranh đoạt chín thần mạnh nhất tư cách. Môn thần công này đâu đâu vòng vo một chút, hôm nay rơi vào Diệp Thần trong tay, hắn miễn cưỡng coi như là bước vào ngưỡng cửa, đúc tạo ra được một đạo thanh liên phân thân, nhưng khoảng cách chân chính đúc thánh thể, đổi được như sáng thế thanh liên vậy mạnh mẽ, vẫn là xa xa không kỳ. Có thể nói, từ ban đầu tiếp xúc tới Thanh Liên Đúc Thánh Pháp một khắc kia bắt đầu, Diệp Thần liền cùng Thảo Thần Thiên Tôn, kết duyên phận. Dĩ nhiên, hôm nay cỏ thần, cũng không phải là đệ nhất cỏ thần. Cỏ thần đã truyền thừa chừng mấy đời, giống như luân hồi có cửu thế vậy. Hiện tại, cỏ thần muốn tìm mới người thừa kế ông trời của nàng đế chủ thần quyền bính. Mà Tôn Di, chính là bị chọn chúng cái đó người thừa kế. Ở Tôn Di còn không ra đời thời điểm. Cỏ thần đã dòm ngó gặp tương lai, biết Tôn Di cùng luân hồi tương quan, cho nên đã sớm chọn nàng là người thừa kế. Tôn Di có cơ hội thừa kế cỏ thần quyền chuôi, cũng không phải là nói thiên phú của nàng, có lợi hại dường nào, mà là nàng người phía sau, là Diệp Thần. Còn như Dạ Lan, thì ký thác thảo thần thiên tôn ảo mộng, cho nên tướng mạo vóc người, cũng cùng Tôn Di 10 phần tương tự. Bất quá, Diệp Thần từ Dạ Lan trong mắt, thấy được 10 phần ánh mắt kiên quyết.
Hiển nhiên, Dạ Lan cũng không muốn trở thành là người bất kỳ bóng dáng. Trang Hải đại hỉ, nói, hôm nay có thể cùng luân hồi kết làm thiện duyên, là ta ngàn cỏ sơn trang có phúc. Diệp Thần trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngàn cỏ sơn trang, lúc này nghe, trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi, không biết quý trang đạo tràng, ở địa phương nào. Sau này nếu có thì giờ rảnh, ta muốn đi viếng thăm viếng thăm. Ngàn cỏ sơn trang phụng cỏ thần vi tôn, tôn di sau này sẽ là cỏ thần truyền nhân, Diệp Thần dĩ nhiên là muốn cùng ngàn cỏ sơn trang làm quan hệ tốt, sau này có thể nhiều bạn. Trang Hải nói, ta ngàn cỏ sơn trang cũng ở đây thiên ngoại thiên thế giới, luân hồi chi chủ nếu có thì giờ rảnh, cùng Thái Thượng Phật sẽ kết thúc, cứ việc đi viếng thăm, tệ trang tùy thời cung kính chờ đợi đại giá. Đi theo Diệp Thần bên cạnh Si Phong Thượng Nhân, bỗng nhiên nói, bần tăng liền không, sớm nghe ngàn cỏ sơn trang, hội tụ thế gian người có trí khôn nhất. Mà trong truyền thuyết Thảo Thần Thiên Tôn, vậy được gọi là trí khôn cùng sinh mạng thần, là trí khôn đại biểu, thậm chí được gọi là giữa trời đất cao nhất trí khôn. Bần tăng có một cái tâm ma, từ đầu đến cuối không thể hóa giải, muốn xem quý trang có thể hay không hóa giải. Trang Hải nói, đại sư mời nói. Si Phong Thượng Nhân môi động hai cái, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại hết sức kiêng kỵ, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi vẻ, thở dài một tiếng, nói thôi, sau này hãy nói đi. Trang Hải nhướng mày một cái, cũng không biết Si Phong Thượng Nhân tâm ma là cái gì. Diệp Thần biết, Si Phong Thượng Nhân tâm ma, chính là Thiên Khải Chí Tôn. Nhưng, Si Phong Thượng Nhân mình không nói, hắn tự nhiên cũng không tiện qua loa mở miệng. Đoàn người không nói thêm gì nữa. Đi theo độ tâm Pháp Sư, đi tới cổ Phật Thánh Địa trung tâm quảng trường. Cùng lúc đó, không lúc nào không. Một phiến tràn đầy hư không và vô tận phép tắc mặt đất. Mặt đất bên trên phân bố cổ xưa đồ đằng, từ một cái kỷ nguyên bước ngang qua một cái khác kỷ nguyên. Đếm không hết kỷ nguyên dưới, lại có một đạo kinh thiên kẽ hở. Kẽ hở cực kỳ rộng rãi, giống như tiền sử hung thú miệng khổng lồ, chiều dài lại là liên miên triệu dặm. Đột nhiên, cái này cái khe to lớn bên trong phun trào ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt sóng, cuồng bạo không gian rối loạn cảm giác không ngừng tràn ngập. Ánh sáng ngay tức thì lưỡi câu xiết ra một cái loáng thoáng thế giới. Cái thế giới kia chín luân đỏ thắm huyết nguyệt treo cao thương khung, một đầu cự kình bước ngang qua ngân hà. Mà một cái to lớn lại giữa trán tràn đầy tang thương người đàn ông đạp cự kình tới. Hư không biến dạng. Hắn xuyên qua ánh sáng, đi tới cái này phiến cổ xưa đồ đằng đất đai. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm điểm mũi chân một cái, ngay tức thì tránh thoát nơi đây cường đại quy tắc lực, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hắn như ưng giống vậy hai tròng mắt ngưng mắt nhìn hỗn độn hắc ám xuống một miếng đất, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mấy hơi thở sau đó, Nhâm Phi Phàm phát hiện cái gì, khóe miệng phác họa một đạo nghiền ngẫm, đi tới một phiến cảng hỗn độn đồ đằng chi địa. Huyền yêu. Như quả không ra ngoài dữ liệu, Diệp Thần ở Thái Thượng Thế Giới mâu thuẫn đem lần nữa thăng cấp. Phô Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế mắt lom lom, Tím Hoàng Tiên Cung cũng không phải đèn cạn dầu, hắn tình cảnh có thể càng ngày sẽ càng khó khăn. Nhưng mà, chỉ có vô biên yên tĩnh đáp lại Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, tiếp tục nói các ngươi hẳn biết, Diệp Thần không thể xảy ra chuyện, hắn còn sống, các ngươi bố trí mới có thể tiếp tục nữa, nếu không... Các ngươi vô tận kỷ nguyên bố cục cờ, vậy sẽ thất bại. Xem ra, ngươi vậy đang sợ cái gì? Thôi, liền làm ta chưa bao giờ chân chính biết ngươi. Cửa. Và hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm chỉ cũng không phải là huyền yêu một người. Ngay tại Nhâm Phi Phàm chuẩn bị xoay người lúc rời đi, hỗn độn bên trong ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Cố nhiên không phải chân thân, nhưng đạo này bóng người ẩn chứa lực lượng, biết bao khủng bố. Nhâm Phi Phàm nhìn lướt qua đạo thanh âm kia, nhàn nhạt nói, sẽ dùng phân thân tới gặp ta. Huyền yêu hừ lạnh một tiếng, ta chân thân bởi vì một ít nguyên nhân bị thương, tạm thời không thể ra mặt. Bất quá Nhâm Phi Phàm ngươi thương thế không thể so với ta tốt, ngươi trước đây và Hồng Quân lão tổ đấu tranh, sợ rằng đối ngươi tạo thành không cách nào xóa nhòa tổn thương, ngươi vì luân hồi, thật không để ý hết thảy sao. Nhâm Phi Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương vị. Dừng lại chốc lát, gần từng chữ ta là luân hồi hộ đạo giả, nếu cần, ta nguyện ý trở thành tuẫn đạo giả. Huyền yêu thở dài một tiếng, cho nên thế gian chỉ có một cái Nhâm Phi Phàm, cho nên lần này, luân hồi mới có cơ hội thắng được,
như vậy tiểu tử không có ngươi, có lẽ năm đó chúng ta cũng không dám đặt tiền cuộc ở trên người tiểu tử kia. Dẫu sao luân hồi quật khởi, có quá nhiều nguy hiểm. Hơi lơ là, chính là đầy bàn đều là thua. Ngươi lần này tới tìm ta, rốt cuộc chuyện gì, nếu như ta là ngươi, khẳng định đàng hoàng chữa thương, không không thời không thế cục có thể so với thái thượng thế giới hỗn loạn nhiều. Ngươi như vậy, nếu là bị những tên kia phát hiện, sợ rằng nguy cơ trùng trùng. Nhâm Phi Phàm búng ngón tay một cái, nói tới nơi này, những tên kia nếu như dám đối với ta động thủ, sợ rằng không cần ta ra tay, các ngươi trong nhất niệm là được để cho bọn họ tiêu diệt, các ngươi bốn lớn yêu tộc danh hiệu có thể không phải là giả. Còn như ta tới nơi này, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Huyền Yêu hừ lạnh một tiếng, Nhâm Phi Phàm, ngươi là muốn để cho chúng ta ở thái thượng thế giới kế hoạch trước thời hạn. Ngươi có biết, nếu như trước thời hạn, luân hồi không có tư cách chấp trưởng, giá phải trả bao lớn. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, cái thế giới này nhất biết rõ luân hồi, không phải các ngươi bốn đại yêu tổ, mà là ta. Cho dù luân hồi chi chủ hôm nay cảnh giới còn chưa bước vào tiên đế, nhưng, khí vận của hắn và tiềm lực, đều là không người nào có thể dung chuyển. Thế cục đối hắn mà nói càng ngày càng bất lợi, như không nói trước, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Huyền Yêu ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, Nhâm Phi Phàm, người có phải hay không nhìn thấy gì? Nhâm Phi Phàm không nói gì, hai tròng mắt tràn đầy mê người vậy thần bí. Suy tính mấy hơi thở, Huyền Yêu lên tiếng, ta gặp mặt bọn họ thương lượng một chút, bố trí muốn không muốn trước thời hạn. Nếu như chúng ta suy diễn có biến động, tất nhiên sẽ thay đổi bố trí. Nhâm Phi Phàm nhẹ ừ một tiếng, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay tại lúc này, Huyền Yêu gọi lại Nhâm Phi Phàm, đợi một chút, nếu ngươi tới, ta liền đưa ngươi một đạo cơ duyên. Cơ duyên? Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, quay đầu lại, có chút nghi ngờ. Hắn và bốn đại yêu tổ tuy có sâu xa, nhưng bốn đại yêu tổ cũng không phải là thiện thế hệ, há có thể vô duyên vô cớ cho người khác nhân quả. Trọng yếu hơn chính là, có thể đối hắn Nhâm Phi Phàm mà nói, coi như cơ duyên, nhất định không phải là phàm vật. Huyền Yêu tựa hồ nhìn thấu Nhâm Phi Phàm trong mắt nghi ngờ, đáp lại, ta cũng coi là một cái chân bước chân vào luân hồi trận doanh, người hôm nay bước vào cái này mảnh đất giới, cũng cùng chúng ta sinh ra nhân quả, ta đưa ngươi cơ duyên tự nhiên có lý do. Chương 8950, Hỗn Độn Thiên Ma. Nếu như ngươi ở sau khi xem xong không hài lòng, cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn ở ngươi. Nhâm Phi Phàm không nghĩ nhiều nữa, đưa ra một cái tay, nói, mời. Huyền Yêu gật đầu một cái, cùng ta tới. Nói xong chính là biến thành một đạo không thể danh trạng thái hỗn độn, hướng một phương hướng đi. Nhâm Phi Phàm theo sát phía sau, rất nhanh chính là trở lại lúc tới vậy đạo rãnh trời kẽ hở bên trong. Chỉ gặp Huyền Yêu đưa tay ra, một cái cổ xưa yêu cốt thánh bản chính là xuất hiện ở trong tay. Yêu cốt thánh bản bên trên, phù văn phun trào, ngay tức thì đem kẽ hở bên trong ổn định hết thảy đánh loạn. Hỗn loạn bên trong, lại trôi lơ lửng ra một đạo cự môn. Cửa lớn sau lưng, phảng phất là một cái thế giới khác. Nhâm Phi Phàm tầm mắt làm rơi vào cửa lớn sau lưng, giếng cổ không dao động diễn cảm có chút kích động, nói, người điên rồi, người lại muốn mang ta đi chỗ đó mảnh đất giới. Huyền Yêu nhưng là cười lên, người Nhâm Phi Phàm không sợ trở thành tuẫn đạo giả, ta Huyền Yêu chẳng lẽ liền rụt rè e sợ. Nói xong, chính là trực tiếp bước vào cự môn, biến mất không gặp. Nhâm Phi Phàm nhìn vậy phiến cự môn, do dự ước chừng một nén nhang thời gian, cuối cùng vẫn là bước vào trong đó. Hình ảnh quay về, Diệp Thần tự nhiên không biết Nhâm Phi Phàm và Huyền Yêu đối thoại, hắn hôm nay đã tới cổ Phật Thánh Địa nội bộ. Cái này cổ Phật Thánh Địa nội bộ, khắp nơi hoa sen tách thả ra, bảo nhang lượn lờ, ngọc thụ cao kình, khí tượng khoáng đạt thật lớn, lại đến chỗ tràn ngập tiếng phạm sướng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Ở nơi này Phật quang tràn ngập địa phương, Si Phong trên người thần sắc hơi chậm, tâm ma hành hạ tựa hồ vậy giảm bớt rất nhiều. Các vị mời ngồi. Độ tâm pháp sư phất phất tay, trên quảng trường hiển hiện ra từng cái bồ đoàn. Các phe trận doanh nhân vật, rối rít ngồi xuống. Diệp Thần, Si Phong thượng nhân, Trang Hải, Dạ Lan, là một cái trận doanh. Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, đại biểu vực sâu thần điện trận doanh. Vũ Hoàng Giã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, chính là Vạn Khư trận doanh. Bọn họ ba đại trận doanh người,
ngồi ở cách độ tâm pháp sư gần đây địa phương. Những võ giả khác tu sĩ, đều là thức thời ngồi ở vòng ngoài. Toàn trường người cộng lại, ước chừng có hơn 200 người, đều là thành công hiểu Phật tổ chân kinh nhân vật, cũng không ai là đèn cạn dầu. Còn như Tiêu Ngân Hà và Nhiên Đăng tổ sư, đều ở đây thánh địa ra, yên lặng nhìn trên trời Phật tổ pháp tướng, chờ đợi Phật tổ mở mắt thời khắc. Thánh địa trên quảng trường, độ tâm pháp sư ngồi xếp bằng ở nhất trung tâm, ánh mắt ở Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng Giã cùng trên người, từng cái lướt qua, lại đảo mắt nhìn toàn trường, nói. Các vị đều là cùng Phật có duyên phận người, chắc hẳn đều nghe qua sư huynh ta Vô Tâm tổ sư danh hiệu. Đám người rối rít gật đầu. Độ tâm pháp sư nói tiếp, sư huynh ta Vô Tâm tổ sư, trời xanh không có tim, cũng không có tim gông xiềng, hắn từ nhỏ tu Phật, trải qua ngàn vạn thế kỷ nguyên, đời bị Phật tổ tạo hóa ân sâu, ngưng luyện ra một viên Phật cốt xá lợi, chính là Phật môn chí cao vô thượng thánh kim xá lợi, có tầng 12 màu xanh đài sen thở mạnh voi. Vốn là, sư huynh ta đã có chứng đạo không không tư cách, nhưng hắn bất hạnh rơi vào ma chướng, lại ảo tưởng phóng qua không không lúc nào không, đến tinh không bờ bên kia. Các ngươi cũng biết, hắn thất bại, thân xác thần hồn câu diệt, chỉ để lại một viên Phật cốt xá lợi. Đám người nghe được độ tâm pháp sư, nhắc tới Phật cốt xá lợi, đều là động tâm không dứt. Bọn họ tới tham gia Thái Thượng Phật sẽ, trừ Phật tổ tạo hóa ra, chính là vì viên này Phật cốt xá lợi. Thậm chí, Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi giá trị, so với đơn thuần Phật tổ tạo hóa, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bởi vì, ở đó viên xá lợi bên trong, hàm chứa trăm ngàn lần Phật tổ tạo hóa, còn có Vô Tâm tổ sư bản thân Phật pháp tu vi, năng lượng cực kỳ dư thừa. Nếu là ai có thể được, đủ để một bước lên trời. Nếu là ta bắt được Phật cốt xá lợi, ta không chỉ có thể bồi bổ liệt nhật mệnh tinh, còn có thể lấy này đối kháng ma tổ vô thiên. Diệp Thần nghĩ thầm, Phật cốt xá lợi Phật pháp năng lượng, cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn lấy được rồi, đủ để đối kháng ma tổ vô thiên ma đạo hơi thở. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần dòm ngó thấy tương lai. Nếu như hắn bắt được Phật cốt xá lợi nói, liền có thể ở trong vòng nửa năm, đang cùng thiên nữ quyết chiến trước, giết chết ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên tương lai, rất có thể trở thành thâm uyên chi chủ, trở thành mới tử thần. Nhưng, chỉ cần Diệp Thần bắt được Phật cốt xá lợi, liền có thể đem hắn tương lai chặt đứt. Có thể nói, cái này Phật cốt xá lợi, đối Diệp Thần mà nói, vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể bỏ qua. Quy Trần, Vũ Hoàng Giã hai người, ánh mắt cũng là toát ra nồng nặc khát vọng ý. Bọn họ vậy muốn lấy được Phật cốt xá lợi, lấy này đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn, cướp lấy tử thần quyền bính. Những võ giả khác các tu sĩ, ánh mắt cũng là vô cùng nóng rực, ai cũng không muốn bỏ qua lớn như vậy cơ duyên. Độ tâm pháp sư cảm nhận được đám người nóng rực ánh mắt, khẽ gật đầu, nói. Ta biết, các vị đều muốn sư huynh ta Phật cốt xá lợi. Sư huynh ta ở viên tịch trước, vậy đã từng nói, người ngoài nếu có duyên, vẫn có thể thừa kế hắn xá lợi. Chỉ là, vậy Phật cốt xá lợi, cũng không tại ta cổ Phật thánh địa trong tay, mà là đánh rơi đến liền một nơi thượng cổ Phật ma chiến trường bên trong. Thượng cổ Phật ma chiến trường. Nghe được độ tâm pháp sư, nhắc tới chỗ này, người ở chỗ này vật, bắt thiên cơ đầu mối, suy diễn nhân quả, mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó thấy thời đại thượng cổ khủng bố đấu tranh. Độ tâm pháp sư nói, ở cực kỳ lâu trước kia, có hỗn độn thiên ma, xâm nhập ta cổ Phật thánh địa, muốn giết chết sư huynh ta, cướp lấy hắn Phật cốt xá lợi. Những cái kia hỗn độn thiên ma, lúc bình thường, phối hợp thân không mang theo ma khí, cao cả vinh diệu như thần minh, bọn họ tự xưng là tinh không thần tộc, tự xưng đến từ tinh không bờ bên kia thế giới, nhưng những lời đó, dĩ nhiên là vô căn cứ, là mê muội người trò lừa bịp. Bọn họ đang chiến đấu lúc đó, liền bộc lộ ra nguyên hình, có hỗn độn ma khí bùng nổ, quả thực là hung hãn vô cùng, cũng không biết bọn họ từ địa phương nào ra đời, ma khí kinh khủng, thậm chí có thể cùng thiên ma tinh hải sánh bằng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ muốn giết sư huynh ta, còn muốn đoạt đi hắn Phật cốt xá lợi, bảo là muốn ngăn cản hắn đi tinh không bờ bên kia, sư huynh ta lấy lớn pháp lực thần thông, lại mượn thích giả Phật tổ sức mạnh to lớn, cuối cùng diệt trừ những cái kia hỗn độn thiên ma. Vậy một trận đại chiến, đưa đến ta cổ Phật thánh địa, khắp nơi hư hại hủy diệt, hôm nay phần lớn địa phương, tuy đã tu bổ, nhưng còn lưu lại mấy phiến chiến trường thượng cổ di tích, là ta cổ Phật thánh địa cấm kỵ chỗ. Hôm nay, sư huynh ta viên tịch sau đó,
hắn Phật Cốt Xá Lợi, đang đánh mất ở nơi nào đó thượng cổ Phật Ma bên trong chiến trường mặt. Vậy phiến di tích chiến trường, lưu lại thời đại thượng cổ giết hại dư khí, thậm chí còn có Thích Già Phật Tổ, cùng hồn độn thiên ma chí tôn đấu pháp uy lực còn lại, ngay cả là vô lượng cảnh hậu kỳ võ giả tu sĩ đi vào, đều có rơi xuống nguy hiểm. Các vị, các ngươi muốn bắt được Phật Cốt Xá Lợi nói, phải đích thân bước vào vậy phiến thượng cổ Phật Ma chiến trường, tự đi tìm. Nghe Độ Tâm Pháp Sư mà nói, toàn trường xôn xao. Nghe Độ Tâm Pháp Sư lúc nói chuyện, đám người liền mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy được vậy phiến thượng cổ Phật Ma chiến trường khủng bố. Diệp Thần đầu óc bên trong, cũng là nổi lên một màn cổ xưa thiên cơ hình ảnh. Hắn đầu tiên thấy, bầu trời bên trong, xuất hiện thiên thiên vạn vạn đạo thân ảnh, cả người toát ra thánh khiết ánh sáng trắng, sau lưng lại xảy ra có màu trắng cánh, trên cánh hiện đầy cao cả phù văn. Bọn họ tướng mạo, nam anh tuấn, nữ đẹp, vóc người vô cùng đều đặn, hình như là thế gian cao quý nhất chủng tộc, như vậy trời xanh thần minh. Diệp Thần biết, những thứ này mọc màu trắng cánh cao quý chủng tộc, chính là Độ Tâm Pháp Sư nói hỗn độn thiên ma. Bất quá những thứ này hỗn độn thiên ma, không hề nhận vì mình là ma đạo, ngược lại tự xưng là tinh không thần tộc, tự xưng đến từ tinh không bờ bên kia thế giới. Bọn họ hạ xuống đến cổ Phật Thánh Địa, thần uy cuồn cuộn, ánh sáng trắng tách thả ra, muốn chấn giết vô tâm tổ sư. Chiến đấu bộc phát, mới vừa vẫn là cao quý thần thánh tinh không thần tộc, ngay chớp mắt, liền bộc phát ra vô cùng ma khí. Hiện ra vô cùng dữ tợn, kinh tởm như tu la vậy hình dáng, bộc lộ ra hỗn độn thiên ma nguyên hình. Vô tâm tổ sư cùng đầy trời hỗn độn thiên ma chém giết, hai bên đánh được trời long đất lở, lại mỗi người cho gọi ra tín ngưỡng thần minh. Vô tâm tổ sư triệu hoán Phật tổ hạ xuống, hỗn độn thiên ma thì triệu hoán ra ma tộc chí tôn. Phật tổ cùng thiên ma chí tôn đấu pháp, khí tượng lại là nổ tung, long trời lở đất, vô số không không thời không quy luật chập chờn, xé hư không. Từng cái tinh không thế giới không ngừng tan thành mây khói. Chiến đấu cuối cùng, nhưng là vô tâm tổ sư, dựa vào địa mạch ưu thế, may mắn thắng một nước. Tất cả xâm phạm hỗn độn thiên ma, toàn bộ chết chết hết sức. Tinh không bờ bên kia, không phải thế giới cực lạc, không nên đi, không nên đi. Không nên đi cái thế giới kia, đó là ác mộng. Cái cuối cùng hỗn độn thiên ma, trước khi chết, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Hỗn độn thiên ma sau khi chết, ma khí tán loạn, không ngờ khôi phục sáng bóng thần thánh hình dáng, bóng loáng ra, tuấn mỹ gương mặt, trắng tinh cánh. Bọn họ toàn quân tiêu diệt, trắng tinh cánh phiến một đoạn hao tổn, vô số lông vũ như mộng ảo vậy, ở cổ Phật Thánh Địa bầu trời bồng bềnh, dường như muốn dệt cái gì đẹp lạ thường mộng. Hừ, một đám thiên ma, muốn loạn ta Phật tim, ngăn chặn ta đi tinh không bờ bên kia đạo đồ. Mộng tưởng hảo huyền. Vô tâm tổ sư phát ra cười lạnh một tiếng, tín niệm cũng không có dao động. Tinh không bờ bên kia, đó là vô số không không lúc nào không các cường giả, theo đuổi trung cực thế giới. Đó là liền nguyên thiên đế, cùng rất nhiều thiên đế chủ thần, đều không từng đặt chân qua thế giới. Vô tâm tổ sư muốn đi cái thế giới kia, đạt thành vạn cổ không có phong công vĩ nghiệp, chứng đạo vô cùng vui. Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng giã các người. Còn có tại chỗ võ giả các tu sĩ, cũng có thể dòm ngó gặp những thứ này cổ xưa hình ảnh. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, vô tâm tổ sư ý chí mãnh liệt, còn có Phật ma chém giết lưu lại uy năng. Ở đó phiến thượng cổ Phật ma chiến trường bên trong, chờ đợi bọn họ, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng tình cảnh, hơi lơ là, sẽ bị thượng cổ lưu lại sát khí giết chết. Vậy thượng cổ Phật ma di tích chiến trường, lại có thể như vậy hung hiểm. Năm đó vô tâm tổ sư lực chiến thiên ma, Phật tổ lại cùng thiên ma chí tôn đấu pháp, chỗ đó, lưu lại uy năng dư khí, chỉ sợ đủ để đem người nghiền diệt trăm ngàn lần. Vậy chiến trường như vậy hung hiểm, ta hay là không đi? Những người ở chỗ này, có không ít người dòm ngó gặp Phật ma chiến trường khủng bố, tại chỗ đánh lui trống lớn, không dám đặt chân đi vào. Diệp Thần khẽ cau mày, hướng Độ Tâm Pháp sư hỏi, đại sư, vậy Phật Cốt Xá Lợi? Ngay tại di tích chiến trường bên trong, các ngươi cổ Phật Thánh Địa, không đi tìm sao? Độ Tâm Pháp sư cười khổ một tí, nói ta cổ Phật Thánh Địa, vậy từng phái ra không thiếu cao thủ, trước đi tìm, kết quả cũng không công mà về, thậm chí còn hao tổn không ít người. Ta nghĩ, có thể là sư huynh ta, cảm thấy chúng ta cũng là một đám ngu muội hạng người, không xứng thừa kế hắn Phật Cốt Xá Lợi. Cho nên, năm nay Thái Thượng Phật sẽ,
ta muốn mời các vị tiến vào chiến trường, đích thân đi tìm sư huynh ta Xá Lợi, cũng không thể để cho hắn truyền thừa đoạn tuyệt. Nếu ai có thể tìm được, ai là có thể thừa kế sư huynh ta y bát, sau này sẽ là ta cổ Phật Thánh Địa chỗ thượng khách. Hơn nữa, tìm được Phật cốt Xá Lợi người, chắc chắn chính là sư huynh mong muốn người có duyên, ta cổ Phật Thánh Địa, sẽ là hắn ngâm sướng cầu nguyện, khẩn cầu Phật tổ rơi xuống cơ duyên, tạo hóa tại hắn. Nghe xong Độ Tâm Pháp Sư mà nói, toàn trường một hồi xôn xao. Vậy Phật cốt Xá Lợi giá trị, so đám người tưởng tượng, còn muốn chân quý nữa một ít. Xá Lợi bên trong, thậm chí ẩn chứa Vô Tâm Tổ Sư truyền thừa. Nếu ai đạt được, ai là có thể thừa kế Vô Tâm Tổ Sư y bát, trở thành cổ Phật Thánh Địa chỗ thượng khách. Hơn nữa, bắt được Phật cốt Xá Lợi sau đó, còn có thể được cổ Phật Thánh Địa trợ giúp, tiến tới đạt được Phật Tổ ban phúc tạo hóa, có bữa nhiều chỗ tốt. Cái này Phật cốt Xá Lợi chân quý như vậy, tuyệt không thể chắp tay nhường cho người. Nếu như bị ta đạt được, há chẳng phải là một bước lên trời. Mới vừa không hề thiếu đánh lui chống lớn người, hiện tại lại động lòng, biết rõ Phật ma chiến trường hung hiểm, nhưng Phật cốt Xá Lợi cám dỗ quá lớn, ai vậy không muốn buông tha. Độ Tâm Pháp Sư chậm rãi nói, ta cho các vị hai nén hương thời gian cân nhắc, ai muốn đi Phật ma chiến trường, tìm Phật cốt Xá Lợi, liền bước vào cánh cửa này. Trong lúc nói chuyện, Độ Tâm Pháp Sư hội tụ không gian quy luật, hóa ra một miếng cửa không gian. Cửa không gian khóa chặt, đem ở hai nén hương thời gian sau mở ra. Nếu như cảm thấy chiến trường quá hung hiểm, không dám đi mà nói, ta cũng không phải làm khó các vị. Vì để cho các vị có thể thích ứng chiến trường, vậy vì để tránh cho thương vong không cần thiết, ta cổ Phật Thánh Địa, đã ở chiến trường vòng ngoài, bố trí ba đạo khảo nghiệm. Cái này ba đạo khảo nghiệm, đạo thứ nhất là đạo tâm sàng lọc, đạo thứ hai là Phật Pháp sàng lọc, đạo thứ ba là thiên cơ ảo cảnh, ở đó phiến ảo cảnh bên trong, các ngươi đem hạ xuống ngày xưa chân thật chiến trường. Chỉ có thông qua cái này ba đạo khảo nghiệm, mới có thể chân tránh tiến vào Phật ma chiến trường vùng trung tâm. Sư huynh ta Phật cốt Xá Lợi, cũng ở đó vùng trung tâm bên trong. Độ Tâm Pháp Sư lại hướng đám người nói chút quy củ. Đám người nghe được quy củ như vậy nhiều, thậm chí còn trước phải thông qua ba đạo khảo nghiệm, đều cảm tâm thần ngưng trọng. Xem ra vậy phiến Phật ma di tích chiến trường, so mọi người tưởng tượng, còn muốn hung hiểm rất nhiều. Cửa truyền tống đem ở hai nén hương thời gian sau mở ra, các vị mời thận trọng cân nhắc. Độ Tâm Pháp nói xong, ánh mắt đột nhiên nhìn về Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, Bần Tăng có một số việc, muốn cùng ngươi nói một chút, mời mượn một bước nói chuyện. Đám người gặp Độ Tâm Pháp Sư, lại muốn cùng Diệp Thần đơn độc trò chuyện riêng, nhất thời xôn xao. Bất quá xôn xao một tí, trong sân liền khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết, cổ Phật Thánh Địa quy củ giới luật xâm nghiêm, không thể nào ở dưới con mắt mọi người, ngay trước mọi người thiên vị Diệp Thần. Diệp Thần thân phận đặc thù, Độ Tâm Pháp Sư muốn đơn độc tiếp gặp hắn, ngoài ra có chuyện quan trọng thương lượng, cũng là chuyện rất bình thường, đám người liền không có nghĩ nhiều nữa, cũng đang lo lắng muốn không muốn đi chiến trường tìm bảo. Diệp Thần trong bụng rét một cái, cũng không biết Độ Tâm Pháp Sư muốn cùng hắn đàm luận cái gì. Hắn đi theo Độ Tâm Pháp Sư, đi tới quảng trường cánh bắc, một bụi dưới cây bồ đề. Bần Tăng Độ Tâm, gặp qua luân hồi chi chủ. Độ Tâm Pháp Sư trước hướng Diệp Thần thi lễ, thái độ khá là cung kính. Đại sư hại chết ta vậy. Diệp Thần vội vàng khom người đáp lễ, nói. Độ Tâm Pháp Sư nói, năm đó sư huynh ta Vô Tâm Tổ Sư, cùng Hỗn Độn Thiên Ma đại chiến, trận chiến ấy kịch liệt, chắc hẳn luân hồi chi chủ vậy đã dòm ngó gặp. Diệp Thần gật gật đầu nói, hơi dòm ngó một hai, Vô Tâm Tổ Sư pháp lực thần thông, thật là làm người ta ngưỡng mộ. Độ Tâm Pháp Sư nói, sư huynh ta thần thông kinh thiên, nhưng trận chiến ấy, nhưng tạo thành to lớn tai họa ngầm. Diệp Thần trong lòng đông lại một cái, nói, không biết là tai họa ngầm gì. Độ Tâm Pháp Sư nói, thế giới hiện thật cùng không không lúc nào không tới giữa, tồn tại trùng trùng vách ngăn, kêu thời không vách đá, cũng có thể kêu thứ nguyên vách đá, vị diện vách đá. Không không thời không cường giả, muốn hạ xuống đến thế giới hiện thật, nhất định phải đánh vỡ thời không vách đá. Thời không vách đá, có vô cùng cường đại lực cản, người tu vi càng cao, đánh vỡ thời không vách đá lực cản lại càng lớn, chịu cắn trả tổn thương, vậy càng cao. Cho nên, đến từ không không thời không cường giả, muốn hạ xuống hiện thế mà nói, đặc biệt khó khăn,
cần nói trước bố cục, ở hiện thế bên trong bầy đầy đủ nhân quả dấu vết, mới có thể giảm bớt thời không vách đá lực cản. Còn có một loại biện pháp, chính là từ chém tu vi, để cho tự thân tu vi, rơi vào thực tế quy luật đủ để chứa tầng thứ, liền có thể vượt qua thời không vách đá hạ xuống tới đây, nhưng giá phải trả quá lớn. Dĩ nhiên, còn có một vài người, ở không không lúc nào không gặp ách nan, mông thiên địa chiếu cố, bọn họ vượt qua thời không vách đá thời điểm, liền sẽ không phải chịu lực cản, là trong chỗ U Minh đại lộ, ban cho cùng bọn họ một đường sinh cơ. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Hắn tự nhiên cũng biết, không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật tới giữa, tồn tại to lớn vách ngăn, đó chính là độ tâm Pháp Sư nói thời không vách đá. Độ tâm Pháp Sư một tiếng thở dài, nói, năm đó, sư huynh ta cùng hỗn độn thiên ma đại chiến, lại đưa tới Phật Tổ cùng thiên ma chí tôn ý chí hạ xuống, lẫn nhau đấu pháp, đánh được trời long đất lở, khi đó không vách đá, vậy xuất hiện một cái vết rách. Diệp Thần nghe lời nói này, lấy làm kinh hãi, nói cái gì, thời không vách đá xuất hiện vết rách. Độ tâm Pháp Sư gật đầu nói, đúng vậy, ta cổ Phật Thánh Địa vạn cổ tới nay, vẫn luôn lấy loại nào đó thần vật, phong ấn vậy cái vết rách, miễn được không không thời không cường giả, còn có hỗn loạn điên cuồng quy luật, hạ xuống đến thế giới hiện thật, tạo thành bất trắc họa. Nhưng hôm nay, theo thời gian đưa đẩy, vậy vết rách phong ấn, không ngừng giãn ra, đã sắp tan vỡ. Một khi phong ấn tan vỡ, không không thời không năng lượng chút xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cũng là đoán được cái gì, nói, đại sư, người muốn gọi ta hỗ trợ, củng cố phong ấn sao? Độ tâm Pháp Sư xấu hổ nói, chính là, luân hồi chi chủ, người thần thông quảng đại, chỉ có ngươi ra tay, mới khá đến giúp ta cổ Phật Thánh Địa. Diệp Thần khẽ cau mày, lại không nghĩ rằng độ tâm Pháp Sư, lại muốn kêu hắn hỗ trợ, củng cố thời không vách đá vết rách phong ấn. Đại sư, chuyện này cho sau bàn lại, hôm nay vẫn là tiến vào chiến trường, tìm vậy Phật cốt xá lợi, khẩn yếu nhất. Diệp Thần vừa không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt, nói. Độ tâm Pháp Sư lại là một tiếng thở dài, nói, luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi còn chưa muốn bước vào chiến trường. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tại sao? Độ tâm Pháp Sư nói, bần tăng suy diễn qua tương lai, có khả năng nhất đoạt được Phật cốt xá lợi người, là ma tổ vô thiên. Hắn sẽ bắt được Phật cốt xá lợi, sau đó thành công cướp lấy tử thần quyền bính, cuối cùng dẫn vực sâu thần điện và hoàng kim gia tộc, đến tinh không bờ bên kia. Sư huynh ta muốn tìm kiếm người có duyên, chắc cũng là hắn. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, vô tâm tổ sư mong muốn người có duyên, chính là ma tổ vô thiên. Độ tâm Pháp Sư nói, đúng vậy, người có duyên lại là một cái ma tu, tuy nói có chút kỳ quái, nhưng cũng có thể đây chính là sư huynh ta ý tưởng chân thật. Hắn chấp niệm quá sâu, hắn cả đời cũng muốn đi tinh không bờ bên kia. Mà ở Hoàng Kim gia tộc trong truyền thuyết, nếu như ma tổ không tự nhiên thâm uyên chi chủ, là có thể dẫn bọn họ đến bờ bên kia thế giới. Sư huynh ta có thể muốn mượn ma tổ vô thiên ánh mắt, đi xem cái thế giới kia hình dáng. Diệp Thần ánh mắt thoáng qua một chút ác liệt, nói, không. Phật cốt xá lợi, tuyệt không thể rơi vào ma tổ vô thiên trong tay. Nếu như cái này thế gian, mới có thể có ai đi tinh không bờ bên kia mà nói, người kia, chính là ta. Diệp Thần tin tưởng mình khí vận, vậy tin tưởng tương lai mình thực lực. Nếu quả thật có người, có thể đi tinh không bờ bên kia, hắn tin chắc người đó chính là hắn. Độ tâm Pháp Sư cảm thụ Diệp Thần cái này bỏ ta hắn ai đại khí phách, nội tâm cũng là một hồi hỗn loạn, chợt lắc đầu một cái, nói, à, luân hồi chi chủ, người không đấu lại ma tổ vô thiên, cái đó quy trần, thật ra thì không phải quy trần, sau lưng là ma tổ vô thiên đang thao túng thôi. Chỉ bất quá, ta không dám vi phạm sư huynh ta ý chí, cho nên mới đem hắn bỏ vào tới. Vô tâm tổ sư mong muốn người có duyên, chính là ma tổ vô thiên. Hắn nhớ không quên, cũng muốn đi tinh không bờ bên kia. Mà ma tổ vô thiên, chính là hy vọng của hắn gửi nhờ. Nguyên nhân chính là một điểm này, độ tâm Pháp Sư biết rõ ma tổ vô thiên là ma tu, vẫn là thả hắn tiến vào cổ Phật Thánh Địa, tham gia chàng này Thái Thượng Phật sẽ. Có ma tổ vô thiên ở chỗ này, Phật cốt xá lợi cuối cùng thuộc về, cơ hồ là có thể xác định. Luân hồi chi chủ, người hay là buông tha đi, nếu như Phật tổ có mắt nói. Hắn khẳng định sẽ không để cho ma tổ vô thiên quật khởi, ngươi yên tâm. Hôm nay, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau,
đi củng cố khi đó không vách đá vết rách phong ấn. Thành tựu báo đáp, Bần Tăng có thể cho người Phật tổ chân kinh tầng thứ tư đến tầng thứ sáu pháp quyết tu luyện. Độ Tâm Pháp Sư mở ra điều kiện, hắn muốn để cho Diệp Thần trực tiếp buông tha tranh đoạt Phật cốt xá lợi, quay lại cùng hắn đi củng cố thời không vách đá vết rách phong ấn. Hắn cũng sẽ không để cho Diệp Thần làm không công, Phật tổ chân kinh tầng thứ tư đến tầng thứ sáu bí quyết, chính là hắn cho ra thù lao. Không, Đại Sư, vậy Phật cốt xá lợi, ta tuyệt sẽ không bỏ rơi. Vô Tâm Tổ Sư nhận định Ma Tổ Vô Thiên là người có duyên, có thể chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, ta sẽ để cho hắn thấy rõ ràng, người đó mới thật sự là có thể bước vào tinh không bờ bên kia người. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong ánh mắt ý chí chiến đấu sôi sục, không có chút nào ý lùi bước. Cái này Phật cốt xá lợi, chân thực quá trọng yếu, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho Ma Tổ Vô Thiên. Độ Tâm Pháp Sư nhìn Diệp Thần kiên quyết như vậy hình dáng, cũng là không biết làm sao, trầm mặc xuống. Đại sư, cùng Thái Thượng Phật sẽ kết thúc, ta lại cùng ngươi đi xem, khi đó không vách đá vết rách. Diệp Thần chắp tay, trước cam kết sẽ nhớ chuyện này, sau đó lại lần nữa trở lại quảng trường bên trong. Hai nén hương thời gian, đã qua. Cửa truyền tống mở ra. Đám người thấy Diệp Thần trở về, xì xào bàn tán, rất là tò mò, không biết Độ Tâm Pháp Sư cùng Diệp Thần nói những gì. Có người muốn suy diễn nhân quả, nhưng mới vừa Độ Tâm Pháp Sư nói sự việc, nhưng là đặc biệt bí mật, không người có thể suy tính đến. Trong lòng mọi người tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không có tra cứu, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất, chính là cướp đoạt Phật cốt xá lợi. Thấy cửa truyền tống mở ra, đám người liền lục tục xuyên qua cửa truyền tống, trực tiếp truyền tống đi thượng cổ Phật Ma chiến trường. Diệp đại ca, ta ở chiến trường chờ ngươi. Quy Trần hướng Diệp Thần cười một tiếng. Chỉ bất quá nụ cười kia sau lưng, nhưng hàm chứa nồng nặc ma đạo ý định giết người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ và Vũ Văn Cơ, truyền tống đi chiến trường. Vạn Khư bên kia, Vũ Hoàng Dã và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một mắt, rồi sau đó vậy truyền đưa qua. Hi hi, luân hồi chi chủ, chúng ta vậy đi thôi. Dạ Lan hướng về phía Diệp Thần cười một tiếng, nói. Truyền tống đi chiến trường sau đó, còn có ba đạo khảo nghiệm, chúng ta có thể được cẩn thận một chút. Trang Hải đơn trưởng giơ lên, về động Phật Châu, nói. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Dạ Lan, Trang Hải, Si Phong Thượng Nhân, phi thân lên, cùng xuyên qua cửa truyền tống. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, cái này bên trong lực lượng có chút ngưng trọng và cổ quái. Giao. Không gian ánh sáng lóe lên, ba người xuyên qua cửa truyền tống sau đó, nhưng đã tới một phiến địa phương xa lạ. Chỗ này, vẫn là ở cổ Phật Thánh Địa nội bộ, có thể nhìn thấy bên ngoài kim quang nhô lên hư không, còn có thể mơ hồ thấy Thích Già Phật Tổ Pháp Tướng hư ảnh. Chỉ bất quá, ở chỗ này, nhưng không có một chút thần Phật khí tượng, chỉ có ma khí cùng hắc ám, khắp nơi đều là xám mai âm sương mù, yêu phong gầm thét, làm run sợ lòng người. Nơi này chính là vậy phiến thượng cổ Phật Ma chiến trường sao? Diệp Thần có chút tò mò nhìn bốn phía, đây là một phiến bát ngát đồng bằng trên có rất nhiều núi đá khối vụn, còn có một phiến một đoạn hao tổn vũ rực cánh, sa đọa ở bụi đất bên trong, trải qua năm tháng bể râu, những cái kia gãy mất cánh, lại còn lưu lại một chút thần thánh trói lọi. Diệp Thần có thể cảm nhận được, chỗ này, chính là ngày xưa Vô Tâm Tổ Sư, cùng Hỗn Độn Thiên Ma đại chiến sân. Nơi này đã từng phân bố núi cao, nhưng ở vậy trên trận cổ trong đại chiến, núi cao nổ tung nghiền, bị san thành bình địa, cho nên mảnh chiến trường này, hôm nay nhìn như mới như vậy bằng phẳng, giống như cánh đồng hoang vu bình dã. Đất bùn gian chôn gãy nhào cánh, là những cái kia Hỗn Độn Thiên Ma lưu lại. Những cái kia Hỗn Độn Thiên Ma, không có tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, huy hoàng thần thánh được giống như thần minh, tướng mạo tuấn Mỹ, cánh sau lưng giống như Diệp Thần tự do rực. Nhấp nhô huy hoàng phù văn. Bọn họ tự xưng là tinh không thần tộc, đến từ tinh không bờ bên kia thế giới, nếu như quang xem mặt ngoài, còn thật dễ dàng bị bọn họ làm cho mê hoặc. Bất kể là ma tộc vẫn là thần tộc, không nghi ngờ chút nào, những cái kia Hỗn Độn Thiên Ma, huyết mạch năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, bọn họ thi hài lưu lại cánh, đến ngày hôm nay lại còn ở hiện lên thần thánh ánh sáng. Ngắm nhìn bốn phía, ước chừng hơn 200 võ giả tu sĩ, đứng ở mảnh chiến trường này di tích trước, mọi người thấy trước mắt di tích thế giới,
còn có vậy chôn ở đất bùn giữa vết nứt cánh, đều là thổn thức khen ngợi. Lần này tìm Phật cốt Xá Lợi, không có ai thối lui ra, tất cả người biết rõ chiến trường nguy hiểm, nhưng vẫn là mạo hiểm tới. Bởi vì, vậy Phật cốt Xá Lợi cám dỗ, thực sự quá lớn, không có người nào muốn buông tha. Quy Trần, Vũ Hoàng Giã các người, cũng ở cách Diệp Thần chỗ không xa. Ngoài ra, còn có mấy cái cổ Phật Thánh Địa trưởng lão, đang duy trì trật tự. A-di-đà Phật, trước nhất cái đó Pháp Đanh Huyền Bi trưởng lão, đứng dậy, ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, từ từ nói. Các vị, chúng ta hôm nay ở di tích chiến trường vòng ngoài, mà tổ sư Phật cốt Xá Lợi, nhưng ở chiến trường vùng trung tâm. Bởi vì chiến trường hạch tâm, chân thực quá mức nguy hiểm, vì để tránh cho thương vong không cần thiết, các người trước hết thông qua ba đạo khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có tư cách bước vào chiến trường hạch tâm. Nếu như khảo nghiệm bất quá, vậy tuyệt không thể đi vào, miễn được đưa tánh mạng. Những quy củ này, đám người đã nghe Độ Tâm Pháp Sư đề cập tới, đều là gật đầu một cái. Có người hỏi, cái này ba đạo khảo nghiệm là cái gì? Huyền Bi Đại Sư nói, cái này ba đạo khảo nghiệm, phân biệt khảo nghiệm đạo tâm, Phật Pháp, còn có các ngươi chân chính sức chiến đấu. Thấy những cái kia chôn ở trong bùn đất cánh liền sao? Đó là hỗn độn thiên ma lưu lại, hàm chứa vô cùng là kinh khủng sát khí, đủ để mất đi người đạo tâm. Các ngươi nhặt lên những cái kia cánh, cầm ở trong tay, chỉ cần có thể kiên trì 10 tức thời gian không vứt bỏ, coi như các ngươi thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm. Nghe được cái này khảo nghiệm nội dung, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần mới lạ. Cái này cánh có lợi hại như vậy sao? Còn có thể loạn ta đạo tâm. Có người lẩm bẩm một tiếng, nhưng là không tin ta, bước lên trước mấy bước, đem chôn ở trong đất một cánh nhặt lên. Ngày xưa những cái kia hỗn độn thiên ma, đều bị vô tâm tổ sư giết hết, thân hồn toàn diệt, xương cốt cũng hóa thành cướp xám, chỉ có bọn họ cánh, nhưng là vĩnh hằng bảo tồn được, trải qua năm tháng bể dâu, như cũng nhấp nhô thần huy ánh sáng. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện, người nọ nhặt lên cánh sau đó, cầm ở trong tay, không tới một hơi thở thời gian, liền kêu thảm một tiếng, thật giống như lấy được rồi cái gì phỏng tay than lửa, lập tức đem cánh ném ra ngoài. Vậy cánh lần nữa rơi vào bụi đất bên trong. Trong hư không lại thật giống như có cái gì quy luật bị xúc động, tóe ra một tiếng rên rỉ, nhưng lại hình như là ảo giác. Cái này cánh, có cổ quái, bị xuống nguyền rủa sao? Người nọ nhe răng nứt ra mục, gương mặt vặn vẹo, hiện ra vô cùng thống khổ thần sắc. Chỉ gặp hắn đụng chạm cánh bàn tay, lúc này lại có thể mục nát chảy mủ, như chúng kịch độc nguyền rủa, sinh ra thi trùng con giòi, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng Giã các người. Còn có toàn trường những võ giả khác, thấy một màn này, đều là kinh hãi dị. Cái này hỗn độn thiên ma cánh, lại có thể như thế khủng bố sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Huyền Bi Đại Sư hướng người kia nói, người không thông qua khảo nghiệm, không chịu nổi hỗn độn thiên ma sát khí uy lực còn lại, người nếu là bước vào chiến trường khu vực nòng cốt, chỉ có một con đường chết, đi ra ngoài đi. Nói xong, Huyền Bi Đại Sư liền vung tay lên, biến dạng hư không. Đem người nọ đưa ra chiến trường. Đám người nuốt nước miếng một cái, cũng là cảm nhận được liền cái này khảo nghiệm gay gắt, trong chốc lát cũng không ai dám đi nhặt lên những cái kia cánh. Huyền Bi Đại Sư thấy mọi người đều là hoảng, liền hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người đạo tâm nhất là đàng hoàng, người nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, xin đại hiển thần thông, để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Diệp Thần nghe được Huyền Bi Đại Sư hỗ trợ, hơi lắc đầu một cái. Nhưng vẫn là bước ra bước chân, đi tới phía trước, khom người nhặt lên nửa phiến tàn phá cánh, nói ta lại thử một chút. Vù vù, ở đem cánh cầm ở trong tay ngay tức thì, Diệp Thần nhất thời liền cảm thấy, một cổ kinh khủng sát khí, điên cuồng xông vào hắn đầu óc bên trong. Cổ sát khí kia, so với thiên ma tinh hải dơ bẩn, lại là chút nào không kém, đủ để ăn mòn người đạo tâm, để cho người rơi vào ác mộng cùng điên cuồng. Sát khí đánh vào dưới. Diệp Thần tựa như nghe được hàng tỷ ma hồn đang gầm thét, hàng tỷ ác quỷ ở gào khóc, trước mắt lại hiện ra các loại ảo ảnh, vô số tay chân ở vặn vẹo, từng hạt tròn đỏ tươi con ngươi từ trong hư không hiện lên, thối giữa thịt nát cùng màu xám cho tàn cốt, từ dưới lòng bàn chân tư sinh ra. Như vậy cơn ác mộng cảnh tượng, để cho Diệp Thần theo bản năng liền muốn vứt bỏ cái này nửa phiến cánh, miễn phải gặp bị ăn mòn. Nhưng thật may, Diệp Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức mở võ tổ đạo tâm.
lại gọi ra luân hồi thánh hồn trời, ổn định tâm thần. Ở hắn cường hãn ý chí chấn thủ hạ, những sát khí kia đánh vào, cũng không có thể dao động hắn đạo tâm. Sát khí mang tới ác mộng ảo ảnh, vậy rất nhanh như thủy triều rút đi. Ở ác mộng rút đi sau đó, Diệp Thần đầu óc bên trong, lại hiện ra một màn thần thánh sáng bóng hình ảnh. Đó là một phiến khoáng đạt tinh không, trong tinh không, một cô gái cô độc đứng, hai tròng mắt khép hờ, hai tay khép lại, tựa hồ ở cầu nguyện chút gì. Thiếu nữ tư thái yên lặng, tướng mạo thanh thuần đẹp, vóc người nhỏ yếu, nhưng nên có đường cong cái gì cần có đều có. Kỳ dị nhất, là sau lưng nàng, sinh trưởng một đôi trắng tinh cánh, mỗi một phiến lông vũ phía trên, cũng nhấp nhô cổ xưa đẹp lạ thường phù văn. Đây là, tinh không thần tộc. Không, phải nói, là hỗn độn thiên ma. Diệp Thần cảm nhận được hình ảnh này, chân mày khẽ nhíu một cái. Hắn biết cô gái này, chắc là cái này nửa một đoạn hao tổn cánh chủ nhân, sớm vào năm đó thượng cổ Phật ma thời điểm đại chiến, liền đã chết. Cho tới bây giờ, cô gái này, vậy chỉ còn lại nửa phiến cánh lưu lại. Ngay hoảng hốt, Diệp Thần đầu óc hình ảnh, lại một trận biến ảo, lần nữa hiện ra ngày xưa Phật ma đại chiến tình cảnh. Vô số tinh không thần tộc, hoặc là kêu hỗn độn thiên ma, bọn họ tới sát cổ Phật thánh địa. Diệp Thần liếc mắt liền thấy, cái đó dáng vẻ nhỏ yếu thiếu nữ, tấn công động cánh, bay ở đội ngũ sau cùng mặt. Tất cả hỗn độn thiên ma, hoặc là ý chí chiến đấu sôi sục, hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là đoạn tuyệt cương nghị, rất nhiều đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính khí phách. Thế nhưng cái nhỏ yếu thiếu nữ, nàng ánh mắt bên trong, nhưng toát ra khủng hoảng, không giúp, chua xót vân. Vân rất nhiều tâm trạng, diễn cảm cùng người chung quanh rất không cùng. Đại chiến bộc phát, nàng cũng chỉ núp ở đội ngũ phía sau, tuyệt không ra tay giết người. Cổ Phật Thánh Địa Tăng Nhân, tới công kích nàng thời điểm, nàng liền lật đật né tránh, vậy không hoàn thủ, trong mắt thủy chung là bài trí thương hại thương cảm ý. Cho nên, làm tộc nhân của nàng, toàn bộ hóa thân xấu xí thiên ma thời điểm, nàng thủy chung là duy trì thần thánh sáng bóng, đẹp nhu nhược hình dáng, phảng phất là hắc ám trong bùn đất toát ra một đóa màu trắng mạn đà la, để cho người nhìn một cái, liền là nàng thương tiếc. Rốt cuộc, phổ tâm tổ sư kinh thiên bùng nổ, triệu hoán Phật tổ hạ xuống. Thật lớn Phật quang, quét sạch hết thảy, nghiền diệt hết thảy. Cái đó nhỏ yếu thiếu nữ, mặc dù gì cũng không có làm, nhưng vậy gặp ảnh hưởng đến, bị Phật quang tiêu diệt, thân hồn hóa thành cướp xám, chỉ có nửa phiến cánh rớt xuống, rơi vào đất bùn bên trong, thẳng đến ngày hôm nay, bị Diệp Thần nhặt lên. Diệp Thần mắt thấy một màn này mạc, nội tâm cũng là rất có kích động, mở mắt ra. Hắn mở mắt ra, liền phát hiện chung quanh tất cả người, Quy Trần, Vũ Hoàng Giã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Dạ Lan Vân. Vân, còn có Huyền Bi Đại Sư, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì, Diệp Thần cầm cánh thời gian, đã vượt qua 10 tức. Luân hồi chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi ngăn cản hỗn độn thiên ma sát khí, đã có một nén hương thời gian, vượt qua xa 10 tức. Xem ra cổ sát khí kia, là hoàn toàn không có cách nào tổn thương ngươi. Huyền Bi Đại Sư phát ra khen ngợi, bội phục không thôi. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, cúi đầu nhìn trong tay nửa phiến cánh. Đầu óc bên trong, tựa như lại hiện ra cô gái kia nhỏ yếu tư thái, còn có thần tình đáng thương kia. Lúc đầu hắn cầm cánh, đã sớm vượt qua 10 tức thời gian, đã thông qua cửa ải này đạo tâm khảo nghiệm. Thấy Diệp Thần như thế thuận lợi liền thông qua, chung quanh các võ giả, kinh bái phục hơn, cũng là lần nữa dấy lên lòng tin. Ta cũng đi thử một chút. Đến từ ngàn cỏ sơn trang, cái đó gọi Dạ Lan cô gái, lộ ra hưng phấn tung tăng thần sắc, liền muốn nhặt lên chôn ở trong đất một phiến cánh. Sư muội, đừng xung động, để cho ta tới trước. Trang Hải vội vàng ngừng Dạ Lan, đem vậy phiến cánh đoạt lại, cầm ở trong tay. Hắn một cầm lên cánh, trên mặt liền lộ ra cực lớn vẻ thống khổ, hiển nhiên vậy gặp sát khí mãnh liệt đánh vào. Ở nơi này cổ đáng sợ dưới sự xung kích, Trang Hải cũng là vô cùng đau khổ, một cái tay khác về động Phật Châu, trong miệng ngâm sướng ra các loại kinh văn. Trong tay hắn, tràn ra Phật quang, bao phủ ở cánh. Vậy hỗn độn thiên ma đoạn cánh mang tới sát khí đánh vào, tựa hồ vậy yếu bớt, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Trang Hải thành công chống nổi 10 tức thời gian, thông qua khảo nghiệm. Sư huynh, không tệ lắm. Dạ Lan cười lên. Cái này hỗn độn thiên ma sát khí, quả nhiên là khủng bố, nhưng chỉ cần Phật tim cầm đang,
liền sẽ không phải chịu xâm hại. Trang Hải mặt mũi ngay thẳng, nói. Vậy ta vậy đi thử một chút đi. Dạ Lan tự mình nhặt lên một cắt đứt cánh, lại như đùa bỡn đồ chơi vậy, tay trái cầm nặn một tí, lại buôn bán đến tay phải, lại muốn đem đoạn cánh lên lông vũ rút ra, đáng tiếc rút ra không hết. À, cái này cánh ngược lại là cổ quái, rõ ràng như thế sáng bóng thần thánh, bên trong ẩn chứa sát khí, nhưng như vậy nồng nặc, thật may bổn cô nương có cỏ thần phù hộ, nếu không, còn thật bị vật quỷ này thương tổn tới. Dạ Lan lẩm bẩm, chỉ gặp trong tay nàng hơi hiện lên cỏ cây chói lọi, tràn đầy vẻ xanh biếc cùng sức sống. Cái này cổ cỏ cây chói lọi, nhưng là bảo vệ trước nàng, không để cho nàng bị hỗn độn thiên ma sát khí xâm nhập. Đám người thấy một màn này, đều là kinh hãi. Cô bé này thật là lợi hại. Nàng là thảo thần thiên tôn truyền nhân sao? Đám người bên trong, cũng là vang lên một hồi xôn xao tiếng, không ít người thán phục Dạ Lan thủ đoạn, lại hoàn toàn không sợ hãi thiên ma đoạn cánh. Tốt lắm, ta thông qua khảo nghiệm. Ở 10 tức thời gian sau này, Dạ Lan liền đem trong tay đoạn cánh, vứt trên đất, nhìn về Huyền Bi Đại Sư. Cô nương lợi hại, mời đời bần tăng hướng thảo thần thiên tôn hỏi thăm sức khỏe, nghe nói nàng là thế gian cao nhất trí khôn, Phật tổ vậy nhiều lần đề cập tới nàng. Huyền Bi Đại Sư chắp hai tay, cung kính nói. Hi hi, yên tâm, không cần ta nói, thảo thần thiên tôn và các người Phật tổ, là bạn tốt tới. Dạ Lan vỗ tay một cái, vừa cười một tiếng, trở lại Diệp Thần bên người. Dạ Lan cô nương là thảo thần thiên tôn truyền nhân. Diệp Thần gặp nàng có cỏ thần che chở, liền hỏi. Dĩ nhiên. Dạ Lan cười nói. Trang Hải cuống quýt nói, luân hồi chi chủ, người không muốn nghe sư muội ta nói bậy, nàng tuy có thảo thần thiên tôn che chở, nhưng cũng không phải là cỏ thần truyền nhân, chỉ là một lắng nghe người, có thể cùng cỏ thần câu thông thôi. Nàng cuối cùng. Bất quá là tôn di cô nương bóng dáng, là thảo thần thiên tôn vì đuổi lúc nhàm chán lúc đó, đem nàng sáng tạo ra. Lời nói này nói được 10 phần thẳng trắng, lại 10 phần tổn thương người. Dạ Lan nụ cười nhất thời đọng lại, tức giận nói, sư huynh, ngươi loạn nói gì? Ta nói, ta không phải người bất kỳ bóng dáng. Diệp Thần vội nói, cô nương không muốn tức giận, ta biết ngươi là cái người đặc biệt, cũng không phải là ai đổ thay thế. Dạ Lan hừ một tiếng. Vẫn là tức giận, Trang Hải thì khẽ gật đầu một cái, cúi đầu về động Phật Châu, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, Vô Thiên trận doanh bên kia, vậy bắt đầu thử nghiệm. Quy Trần, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Vũ Văn Cơ ba người, cũng thuận lợi kiên trì 10 tức thời gian. Đặc biệt là Quy Trần, một bộ khí định thần nhàn hình dáng, chút nào cũng không bị thiên ma sát khí ảnh hưởng. Thậm chí, hắn lại có thể thật giống như còn cầm thiên ma sát khí hấp thu. Ở sau lưng huyễn hóa ra một đôi hắc ám thuần túy vũ dực, trong tay đoạn cánh ánh sáng thì mở đi mấy phần. Thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng rét một cái, trong đầu nghĩ, cái này Vô Thiên Ma đạo tu vi, thật là càng ngày càng tinh thâm. Vạn Khư trận doanh bên kia, Vũ Hoàng Dã và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tự nhiên cũng là thuận lợi thông qua. Mà Diệp Thần nơi này trận doanh, Xì Phong thượng nhân cuối cùng miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, sắc mặt đã là đặc biệt khó khăn xem. Trong mắt đục ngầu mà phủ đầy xám mai, rõ ràng gặp phải thiên ma sát khí nghiêm trọng đánh vào. Tiền bối, không có sao chứ? Diệp Thần lo lắng nhìn về Si Phong thượng nhân, cũng biết hắn đạo tâm không yên. Không có sao. Si Phong thượng nhân lắc đầu một cái, bất quá xem hắn thần sắc, đã là 10 phần miễn cưỡng. Cái này thiên quân phong thần bia, ngươi cầm trước, tiếp theo còn có hai ải đây. Diệp Thần sử dụng thiên quân phong thần bia. Tạm thời cho mượn Si Phong thượng nhân. Hắn biết kế tiếp hai ải, nhất định là một cửa so một cửa khó khăn. Si Phong thượng nhân như vậy trạng thái, muốn quá quan, tuyệt không phải chuyện dễ. Cho nên, Diệp Thần liền đem thiên quân phong thần bia tạm thời cho hắn mượn, hết sức tương trợ. Cái này, Si Phong thượng nhân nhất thời ngây ngẩn, hắn tự nhiên biết thiên quân phong thần bia giá trị, không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như thế, liền chân quý như vậy pháp bảo. Cũng bỏ được cho hắn mượn. Cầm đi. Diệp Thần vung tay lên, thiên quân phong thần bia liền hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào Si Phong trên bên trong cơ thể. Ải thứ nhất kết thúc, ước chừng một nửa người bị sàng lọc, chỉ để lại 100 người. Mọi người thấy như thế kinh khủng tỷ số đào thải, đều là kinh hãi. Xem ra muốn đi chiến trường khu nồng cốt, tìm Phật cốt xá lợi, không biết sẽ có gian nan dường nào.
Kế tiếp là ải thứ hai. Huyền Bi Đại Sư cũng không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố ải thứ hai nội dung. Ải thứ hai, là khảo nghiệm các người Phật Pháp tu vi. Lại nhặt lên trên đất thiên ma đoạn cánh, lấy các người Phật Pháp, chế trụ bên trong sát khí, duy trì 10 tức thời gian, coi như qua cửa. Nghe được khảo nghiệm nội dung, toàn trường xôn xao. Cái này một cửa khảo nghiệm, rõ ràng muốn so với ải thứ nhất khó khăn rất nhiều, lại muốn áp chế thiên ma sát khí. Mới vừa ngăn cản thiên ma sát khí đánh vào, không ít người đã là tâm lực quá mệt mỏi, hiện tại lại còn phải đi áp chế, cũng có phần cũng quá làm người khác khó chịu. Luân hồi chi chủ, vẫn là ngươi tới trước đi. Huyền Bi Đại Sư không muốn lãng phí thời gian, lại kêu Diệp Thần mở đầu. Diệp Thần gật đầu một cái, liền lại lần nữa nhặt lên vậy nửa phiến thiên ma đoạn cánh. Hắn con mắt khép hờ, thần thức thấm vào nhập đoạn cánh bên trong, quả nhiên liền từ nơi này đoạn cánh bên trong, thấy được một viên hắc ám hạt giống. Viên này hắc ám hạt giống, như ung thư vậy, sống nhờ ở cánh trong xương cốt mặt. Tất cả thiên ma sát khí, đều là từ nơi này viên hắc ám hạt giống bên trong, tản mát ra. Viên này hắc ám hạt giống, chính là tất cả nguồn gốc của sát khí. Ải thứ hai khảo nghiệm, chính là phải đem viên này hắc ám hạt giống hơi thở, chế trụ 10 tức thời gian, không để cho hắn bùng nổ. Thần đế thiên âm, cho ta lọc sạch. Diệp Thần cũng không có lựa chọn áp chế cái gì, mà là trực tiếp bắt tay lọc sạch. Hắn vận chuyển luân hồi huyết mạch, cùng hư không đồng tình, tóe ra một cổ xưa tiếng càng, như gió mát trăng sáng vậy tiếng đàn. Du dương tiếng đàn, từ Diệp Thần trong cơ thể dòng nước chảy ra, toàn trường tất cả võ giả nghe được, đều là kinh ngạc, lại cảm thấy một hồi tâm thần sảng khoái, mệt nhọc diệt hết. Ở Diệp Thần thần đế thiên âm lọc sạch hạ, vậy sống nhờ ở cánh trong xương cốt hắc ám hạt giống, cũng là gặp nghiêm trọng đánh vào, hắc ám khí tức tán loạn, hạt giống tại chỗ văng tung tóe nghiền, bị hoàn toàn nghiền diệt. Đa tạ ngươi, ca ca. Ta kêu, Tím Xuyên Phỉ, có thể nhớ ta tên chữ sao? Trong sâu thẳm, Diệp Thần đầu óc bên trong hiện ra một đạo nhỏ yếu bóng người. Là cái đó nhỏ yếu hỗn độn thiên ma thiếu nữ, nàng lại có thể triển lộ ra nét mặt tươi cười, nụ cười vượt qua năm tháng thời không, hiện lên đến Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần ngẩn ngơ, đầu óc hình ảnh chớp mắt rồi biến mất, tựa như chỉ là ảo giác. Hắn mở mắt ra, chỉ gặp trong tay thiên ma đoạn cánh, tóe ra so trước kia càng nhiều sáng chói thần thánh ánh sáng, thánh khiết phù văn lượn lờ, lộng lẫy nguy nga. Người kêu, Tím Xuyên Phỉ. Diệp Thần hồi tưởng mới vừa đầu óc bên trong hình ảnh, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Các người xem, luân hồi chi chủ lại có thể lọc sạch liền sát khí. Trời ạ, hắn không phải đơn thuần áp chế, mà là trực tiếp lọc sạch hết. Không hổ là luân hồi chi chủ. Chung quanh các võ giả, thấy ngày trước ma đoạn cánh thánh khiết khí tượng, đều là rung động không dứt. Khảo hạch nội dung, là áp chế thiên ma sát khí. Nhưng Diệp Thần, nhưng tiến một bước, trực tiếp sạch sẽ tiêu mất. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên vẫn là như thế lợi hại, bần tăng bội phục. Huyền Bi Đại Sư chắp tay khom người, cũng là tràn đầy vẻ kính nể. Này, Huyền Bi Đại Sư, người nói thế nào chút hỗn độn thiên ma, thật sự là tà ác sao? Bỗng nhiên, Dạ Lan đứng dậy, hướng Huyền Bi Đại Sư hỏi. Huyền Bi Đại Sư một hồi hồ nghi, nói cái này tự nhiên. Hồn độn thiên ma giết hại thành thánh, đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, trừ ta vô tâm tổ sư bên ngoài, nghe nói liền nguyên thiên đế, đều gặp qua bọn họ tập sát. Dạ Lan chỉ Diệp Thần trong tay đoạn cánh, nói, ngươi xem cái này cánh, như vậy thần thánh sáng bóng khí tượng, làm sao xem là ma đạo. Bọn họ sát khí có thể bị lọc sạch, nói không chừng là người tốt đâu. Huyền Bi Đại Sư hoảng hốt vội nói, cô nương, cái này cũng không thể làm trò đùa. Hỗn độn thiên ma, không chuyện ác nào không làm, người người được mà giết, bọn họ sáng bóng xinh đẹp bề ngoài, chỉ là mê muội lòng người biểu tượng thôi. Dạ Lan còn muốn nói nữa, Trang Hải ngừng nàng, nói tốt lắm, sư muội, không nên nói nữa. Dạ Lan bĩu môi, hừ một tiếng, nhưng hướng Diệp Thần hỏi, luân hồi chi chủ, người cảm thấy thế nào? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không biết. Huyền Bi Đại Sư nói, tóm lại. Hỗn độn thiên ma là nhất là hung ác, nhất là tàn bạo chủng tộc, tất cả mơ ước đi tinh không bờ bên kia người, cũng sẽ gặp phải bọn họ đuổi giết, các vị chớ không thể khinh thường, càng không thể bị bọn họ xinh đẹp bề ngoài làm cho mê hoặc. Đám người nghe vậy, đều là tâm thần ngưng trọng, gật đầu nói phải.
Mới vừa thiên ma sát khí đánh vào, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hỗn độn thiên ma khủng bố, đám người tự nhiên cũng là rõ ràng. Cái này ải thứ hai khảo nghiệm, lại đào thải một nửa người. Muốn áp chế thiên ma sát khí, xa so đơn thuần chống cự, muốn khó khăn rất nhiều. Áp chế thất bại, còn sẽ gặp cắn trả. Những cái kia người thất bại, người người trọng thương hộc máu, sát khí triền thân. Thật may cổ Phật Thánh Địa sớm có chuẩn bị, đem người thất bại tiếp đưa đi chữa trị. Vô Thiên Trận Doanh, Vạn Khư Trận Doanh, cũng thuận lợi thông qua khảo hạch. Diệp Thần bên này, Trang Hải Phật Tim đàng hoàng, Dạ Lan có Thảo Thần Thiên Tôn che chở, dĩ nhiên là tùy tiện thông qua. Còn như Si Phong Thượng Nhân, hắn có Diệp Thần Thiên Quân Phong Thần Bia nơi tay, mượn dùng trước Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng là thuận lợi áp chế thiên ma sát khí, thông qua khảo nghiệm. Luân hồi chi chủ, đa tạ, nếu như không phải là ngươi, ta nhất định liền thất bại. Si Phong Thượng Nhân cảm kích nói. Không có sao, tiền bối, không cần cảm ơn, mọi người đều là bạn bè. Diệp Thần cười nói. Si Phong trên người thần sắc hơi có chút vùng vẫy, cuối cùng khẽ cắn răng, kiên quyết nói, ta biết, người muốn hỏi thăm phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, cùng Thái Thượng Phật sẽ kết thúc, ta sẽ nói cho người binh khí này chân tướng. Diệp Thần như vậy tương trợ, rốt cuộc cũng là đánh động Si Phong Thượng Nhân, hắn nguyện ý cho biết liên quan tới phù sinh tuyệt mệnh chân tướng. À, ừ. Cùng Thái Thượng Phật sẽ sau khi kết thúc rồi hãy nói. Diệp Thần nội tâm đại động, cũng rất muốn biết vậy phù sinh tuyệt mệnh chân tướng rơi xuống, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cùng Thái Thượng Phật sẽ kết thúc bàn lại bàn về cũng không muộn. Hai ải sàng lọc, trước mắt còn dư lại người tham gia, cũng chỉ có hơn 50 người. Chúc mừng các vị, cũng thông qua trước mặt hai ải, là thật không dễ. Nhưng, muốn đi chiến trường khu nồng cốt, nhất định phải thông qua nữ ải thứ ba khảo nghiệm. Bởi vì vậy chiến trường khu vực nòng cốt, so các người tưởng tượng, còn muốn hung hiểm rất nhiều, nếu như không thể thông qua ta cổ Phật Thánh Địa khảo nghiệm, tùy tiện bước vào nói, chỉ có một con đường chết. Tiếp theo, là ải thứ ba. Huyền Bi Đại Sư vậy không việc gì khách sáo nói nhảm, trực tiếp tuyên bố ải thứ ba nội dung. Ải thứ ba khảo nghiệm, cần các người tiến vào một cái ảo cảnh. Cái này ảo cảnh, là căn cứ địa mạch tin tức cấu trúc đi ra ngoài, là chân thực ảo cảnh, đem tái diễn ngày xưa Phật Ma đại chiến cảnh tượng. Các ngươi đích thân tới thượng cổ Phật Ma đại chiến, ở ảo cảnh chiến trường bên trong, các ngươi cần đánh chết 10 đầu hỗn độn thiên ma. Ảo cảnh mở cửa duy trì một ngày thời gian, ở trong vòng một ngày, có thể đánh chết 10 đầu hỗn độn thiên ma, thì coi là qua cửa. Nếu là đánh chết số lượng không đủ, nếu bị hỗn độn thiên ma giết ngược, đó chính là thất bại. Ta phải nói cho các vị, đây là thật ảo cảnh, là địa mạch thiên cơ tái diễn hình ảnh, nếu như các ngươi chết ở bên trong, vậy liền thật đã chết rồi. Nghe xong Huyền Bi Đại Sư nói, những người ở chỗ này, đều là trong lòng rét một cái. Khiêu chiến chân thực ảo cảnh, trọng lâm chiến trường thượng cổ, đánh chết hỗn độn thiên ma, đây chính là ải thứ ba nội dung khảo hạch. Nếu là chết ở trong ảo cảnh mặt, đó chính là thật đã chết rồi. Kinh khủng như vậy kết quả. Tự nhiên để cho được không ít người trong lòng phát mao. Bất quá, đã đi đến bước này, tự nhiên không có người nào sẽ lùi bước. Có ai muốn thối lui ra không? Huyền Bi Đại Sư hỏi. Không người đáp lại. Rất tốt, ảo cảnh đem ở một nén hương thời gian sau hạ xuống, các ngươi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở ảo cảnh nơi nào đó, chúc các ngươi may mắn. Huyền Bi Đại Sư nói xong câu này nói, chính là mang thủ hạ tăng nhân rời đi. Mọi người đang tại chỗ chờ hậu, châu đầu ghé tai, cũng không biết vậy ảo cảnh kết quả có bao nhiêu hung hiểm. Diệp Thần cũng ở đây chờ đợi, nhìn xem trong tay nửa một đoạn cánh, muốn vứt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nhận được luân hồi mộ địa bên trong đi. Lại là tinh không thần tộc đoạn cánh sao? Luân hồi mộ địa bên trong, thật giống như truyền ra một đạo thanh âm thê lương, nhưng lại hình như là ảo giác. Ai? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Tinh thần trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, rõ ràng thấy có một khối mới mộ bia, dùng một tí, rõ ràng cho thấy tân đại năng sắp vấn thế. Chỉ bất quá, cái này lay động, chỉ là kéo dài một tí, liền ngừng lại đi, phảng phất từ tới không có phát sinh qua. Không biết là vị tiền bối nào muốn thức tỉnh, xin hiện thân gặp nhau. Diệp Thần cao giọng nói. Luân hồi mộ địa bên trong, nhưng lại yên lặng. Sau hồi lâu... Nhưng có một đạo mịt mờ thanh âm thần bí phát ra,
nói, lão phu muốn hiện thân thời điểm, tự nhiên sẽ hiện thân, ngươi không cần gấp gáp. Diệp thần nghe lời nói này, nhất thời đại hỉ, biết mới đại năng, thật ra thì đã thức tỉnh, chỉ là một mực mai phục ở mộ bia bên trong, không có phát hiện thân đi ra. Vậy thì không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Diệp thần tinh thần từ luân hồi mộ địa bên trong triều ly đi ra, nội tâm dĩ nhiên là vui sướng. Tuy nói vị kia tân đại năng, còn chưa phát hiện thân, nhưng dẫu sao đã thức tỉnh. Nói cách khác, hắn lại nhiều hơn một lá bài tẩy, nhiều một phần che chở. Một nén hương thời gian trôi qua, Diệp thần cảm thấy chung quanh thiên địa, kịch liệt chấn động đứng lên. Hắn hoàn cảnh chung quanh, cũng là cấp tốc biến hóa. Mới vừa vẫn là đổ nát hoang vu như phế tích vậy vùng quê, giờ phút này từng ngọn núi cao rút lên, núi cao bên trên, một ngày thủy ải quang chập chờn, năm màu tường vân bay không ngừng, bạch hạc tiếng minh chấn chín cao, linh chi tím sắc tú phân thiên diệp, điềm lành rực rỡ, bảo các phát thuốc, phượng chứ loan dọn ra, tím nghê phiêu động, trùng trùng kim quang vẩn quanh, phạm sướng trang nghiêm, quả thực là nhất phái nghiêm túc cường thịnh Phật môn thánh địa. Còn thật nhiều tăng nhân ở trên núi trong chùa miếu thuật lại kinh văn, một phiến hừng hực khí tượng. Nơi này là cổ Phật thánh địa trên thời xưa hình ảnh. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, cũng biết ảo cảnh đã hạ xuống, hắn đã xuất hiện ở cổ Phật thánh địa trên thời xưa sơn môn bên trong. Nhìn khắp bốn phía, Si Phong thượng nhân, Dạ Lan, Trang Hải đều không thấy. Vô Thiên trận doanh và Vạn Khư trận doanh người, còn có những võ giả khác, cũng không biết đi nơi nào. Quả nhiên Huyền Bi Đại Sư nói không sai, làm ảo cảnh hạ xuống sau đó, mỗi cái người là ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào đó địa phương, giữa hai bên không hề gặp nhau. Diệp thần thử nghiệm bắt Si Phong thượng nhân đám người hơi thở, có thể mơ hồ bắt được, nhưng không quá xác định vị trí. Bởi vì chỗ này, là một phiến ảo cảnh, thiên cơ hơi thở cùng ngoại giới rất không cùng, Diệp thần còn không thích ứng. Không biết những cái kia hỗn độn thiên ma ở nơi nào. Diệp thần ngược lại cũng không cấp, hắn tự tin mình thực lực, đủ để đánh chết hỗn độn thiên ma, thông qua khảo hạch. Chỉ bất quá, Diệp thần ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm nhận được Phật quang hơi thở, cũng không có gì hỗn độn thiên ma khí tượng. Đang hồ nghi lúc đó, Diệp thần lại nghe được, xa phương thiên không truyền tới tiếng nổ thật to, một phiến phiến trắng tinh thần thánh chói lọi, ở chân trời tràn ngập, chợt liền như thất luyện vậy, cuốn tới. Diệp thần xem hướng bầu trời. Liền thấy chi chít hỗn độn thiên ma, ùn ùn kéo đến gào thét tới. Hỗn độn thiên ma tới. Diệp thần con ngươi co rúm một cái. Lúc này, những cái kia hỗn độn thiên ma, còn không bùng nổ chiến đấu hơi thở, không có bộc lộ ra ma khí. Bọn họ mặt ngoài, là tinh không thần tộc mặt ngoài, cao cả, thần thánh, dung mạo tuấn mỹ, da trắng nón, cả người thánh quang lượn lờ, các loại thần hát như sấm, sau lưng một đôi trắng tinh cánh, phù văn lưu chuyển. Như tự do rực vậy huy hoàng. Trong sâu thẳm, Diệp thần bắt được đặc thù thiên cơ hơi thở. Ngày xưa phong thần thiên tôn, sáng tạo tự do rực, môn thần thông này lúc ban đầu linh cảm, rất có thể liền là tới từ những thứ này tinh không thần tộc. Đột nhiên đến tinh không thần tộc, để cho được toàn bộ cổ Phật thánh địa, tất cả tăng nhân các đệ tử, đều là như lâm đại địch. Ở thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên thế giới, không hề thiếu thế lực, đều nghe qua tinh không thần tộc truyền thuyết. Tinh không thần tộc, chính là hỗn độn thiên ma, bọn họ tồn tại mục đích, chính là chu diệt hết thảy mưu toan dòm ngó tinh không bờ bên kia người. Kêu vô tâm tổ sư cút ra đây. Tinh không thần tộc rất nhiều chiến sĩ, hạ xuống đến cổ Phật thánh địa bầu trời, một cái trong đó cao tầng thủ lãnh, ánh mắt như đuốc, đằng đằng sát khí, phát ra như lôi đình thanh âm. Hỗn độn thiên ma, các ngươi lại dám đạp nhập ta cổ Phật thánh địa. Ngã Phật từ bi. Nhưng đụng phải các ngươi những thứ này ma đầu, vậy nhất định phải diệt trừ. Cổ Phật thánh địa bên trong, một đạo kim sắc thần mang phóng lên cao, chỉ gặp một lão hòa thượng, người khoác kim hồng cà sa, cả người bảo thụ Phật tháp khí tượng hiển hóa, chính là trong truyền thuyết cổ Phật thánh địa nắm giữ, trời xanh không có tim gông xiềng kỳ nhân, vô tâm tổ sư. Vô tâm tổ sư, người dám mơ ước tinh không bờ bên kia, người đây là tự tìm cái chết. Tinh không bờ bên kia. Đó là một cơn ác mộng thế giới, không phải như ngươi tưởng tượng vô cùng vui. Cái thế giới kia, chỉ có dơ bẩn cùng tội nghiệt lắng đọng, là bẩn thỉu nhất, tà ác nhất địa phương, thiên ma tinh hải so sánh với, cũng tinh khiết được giống như hồ tiên. Ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết, đoạn tuyệt đến bờ bên kia ý niệm,
ta tinh không thần tộc, cái này cũng là vì ngươi tốt. Vậy tinh không thần tộc thủ lãnh, chữ chữ như sấm, nhiều tiếng như thần minh, nói. Ha ha ha, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, cũng biết hồ ngôn loạn ngữ. Vô số thiên đế chủ thần, suy diễn thiên cơ, đều nói tinh không bờ bên kia là cuối cùng thế giới cực lạc, đến ngươi nơi này, ngược lại là thành ác mộng. Coi như là ác mộng, lão hòa thượng ta cũng muốn đi xem một chút, không tới phiên các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo chỉ trỏ. Vô tâm tổ sư trong mắt như kim cương, tóe ra ý định giết người. Hừ, ngươi nếu là đi tinh không bờ bên kia, có thiên cơ dấu vết, lối đi thành lập, toàn bộ không không thời không người, cũng sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ sa đọa, bị nhất dơ bẩn, bẩn thỉu nhất đồ ô nhiễm, toàn bộ không không lúc nào không đem sẽ hủy trong chốc lát. Ta không thể để cho ngươi phá hủy cái thế giới này, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy thì chết đi. Vậy tinh không thần tộc thủ lãnh, cũng không nói nhảm, đột nhiên bạo phát ra chiến đấu khí tượng. Hắn thân thể, từ sáng bóng thần thánh hình dáng, lập tức đổi được đen nhánh, thật giống như ở mực bên trong ngâm qua ngàn năm. Ở đó bóng tối trong thân thể, sinh ra rắn độc, con giòi, thì con ba ba, con rít, mủ, độc nước ép vân. Vân đáng sợ bẩn thỉu đồ. Sau lưng hắn cánh, cũng là hóa thành hắc ám thuần túy màu sắc, như nửa đêm hạ xuống. Hắn tay, móng tay điên tăng, đổi được như đao kiếm vậy sắc bén ác liệt, từng cái kinh lạc như mãng long vậy nổi lên. Hắn ngang nhiên ra tay, như mộng nói mớ vậy, tập sát hướng vô tâm tổ sư. Ha ha ha, các ngươi những thứ này hỗn độn thiên ma, rốt cuộc bại lộ nguyên hình sao? Vô tâm tổ sư cười to, nhìn vậy tinh không thần tộc thủ lãnh đánh tới, chút nào không hoảng hốt, một trường đánh ra, Phật quang cuồn cuộn, cùng chống đỡ. Rất nhiều tinh không thần tộc chiến sĩ, vào giờ khắc này, cũng là hóa thân hỗn độn thiên ma, bộc lộ ra bẩn thỉu, tà ác, dơ bẩn, khủng bố, quỷ bí hình tượng, liều chết xung phong đến phía dưới cổ Phật Thánh Địa bên trong. Cổ Phật Thánh Địa các đệ tử, một phiến hỗn loạn, lật đật nghênh địch. Cái này một tràng Phật ma đại chiến, lúc này bùng nổ. Diệp Thần ở rất nhiều hỗn độn thiên ma bên trong, bỗng nhiên tới giữa, lại xa xa thấy được một đạo nhỏ yếu bóng người. Nàng còn không có bại lộ hỗn độn thiên ma bề ngoài, như cũ duy trì tinh không thần tộc sáng bóng hình dáng. Nàng chính là cái đó Tím Xuyên Phỉ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, muốn đi cùng Tím Xuyên Phỉ tiếp xúc, nhưng đại chiến bùng nổ, nàng bóng người, rất nhanh bị vô tận khói lửa chìm ngập, cũng không biết đi nơi nào. Tinh không thần tộc, hỗn độn thiên ma, cái nào mới là bọn họ chân tướng? Bọn họ rốt cuộc là thật là xấu xa. Diệp Thần muốn không rõ ràng. Có lẽ cái này thế gian, rất nhiều chuyện chỉ có lập trường, không có tốt xấu xa. Nhưng hiện tại, vô số hỗn độn thiên ma, tự dưng xâm nhập cổ Phật Thánh Địa, trắng trợn giết hại, cái này tự nhiên là tà ác cử chỉ. Diệp Thần cũng không nói nhảm, chạy như bay lên trên núi một ngôi chùa miếu. Cái này ngôi chùa miếu, đang gặp phải ba đầu hỗn độn thiên ma giết cướp, trong chùa miếu các tăng nhân, hoàn toàn không đỡ được. Hi hi này, những thứ này hòa thượng. Nghe nói là thích giả Phật tổ tín đồ, làm sao như thế yếu? Cũng không ngăn nổi ta một đao. Hi hi, xem ra cái gì đó thích giả Phật tổ, vậy kém hơn chúng ta chí cao vô thượng cực đạo ma tôn. Ba đầu hỗn độn thiên ma thần sắc dữ tợn, cả người hắc khí lượn lờ, giờ bẩn hơi thở dòng nước chảy, cầm trong tay một chuôi quỷ nha đao, lớn chém lớn giết, đem trong chùa miếu từng cái tăng nhân giết chết, trong thoáng chốc thi hải gối lên tạ, tình cảnh ảm đạm. Đủ rồi. Diệp Thần ánh mắt tức giận, vung tay lên, thánh quang hội tụ, thi triển ra quang thần thiên tôn trình độ cao nhất đạo pháp, thần thánh chi thư. Rào. Sáng chói thánh khiết thần thánh chi thư, nhất thời từ Diệp Thần trước người nổi lên, bắn tán loạn ra vô số nỗ tiễn vậy thánh quang, bắn chết hướng vậy ba đầu hỗn độn thiên ma. Theo Diệp Thần tu vi tăng lên, hắn khắp mọi mặt thần thông, uy năng cũng là lớn lớn tăng lên. Cái này thần thánh chi thư. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở thần thánh chi thư mạnh mẽ thần uy xuyên thấu hạ, vậy ba đầu hỗn độn thiên ma, kêu thảm một tiếng, tại chỗ liền bị Diệp Thần giết chết, thân hồn toàn diệt, chỉ có cánh bất diệt, gãy nhào rớt xuống đất. Trên cánh lượn quanh hắc khí tán loạn đi, lại hiển hóa ra sáng bóng khí tượng. Trong chùa miếu các tăng nhân được cứu, lật đật hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Đa tạ thi chủ cứu giúp, thí chủ là quang thần thiên tôn truyền nhân sao? Diệp Thần lắc đầu một cái,
không nói gì, trực tiếp chạy tới cái kế tiếp miếu. Thật ra thì hắn biết, nơi này là ảo cảnh, mới vừa hắn cứu các tăng nhân, ở chân thật quá khứ tới bên trong, thật ra thì đã bị hỗn độn thiên ma giết chết. Những cái kia hỗn độn thiên ma, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường đối mặt bọn họ, như con kiến hôi, hoàn toàn không có lực phản kháng. Coi như là vô lượng cảnh cấp bậc cao thủ, bề ngoài thực lực có thể cùng hỗn độn thiên ma đối kháng, nhưng trong thực tế vậy không đánh lại. Bởi vì những cái kia hỗn độn thiên ma, trên mình dơ bẩn sát khí quá mức khủng bố, có thể ung dung xâm nhập diệt người đạo tâm, để cho người mất đi lực phản kháng, cuối cùng mặc cho xẻ thịt. Dĩ nhiên, Diệp Thần thực lực cường đại hơn, giống vậy hỗn độn thiên ma, hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần ở mấy ngôi chùa miếu bên trong, đánh chết thiên ma, cứu tăng nhân, rất nhanh liền giết đủ rồi 10 đầu hỗn độn thiên ma, đã có tư cách thông qua khảo nghiệm. Bất quá, Diệp Thần cũng không có rời đi, cái này phiến ảo cảnh có thể tái diễn ngày xưa thiên cơ, hắn vậy rất muốn xem, Phật ma đỉnh cấp tỷ thí. Diệp Thần đi tới một cái tĩnh lặng núi hoang bên trong, lúc này, hắn đã dần dần quen thuộc cái này phiến ảo cảnh khí cơ thay đổi, liền thả ra ý chí, triệu hoán Si Phong Thượng Nhân, Dạ Lan, Trang Hải cùng người tới. Hắn tuy nhẹ tùng thông qua khảo hạch, rất nhanh liền đánh chết 10 ngày đầu ma, vậy Si Phong Thượng Nhân, Dạ Lan, Trang Hải bọn họ, cũng không thoải mái, cùng hỗn độn thiên ma đối kháng, thế cục đặc biệt giằng co. Diệp Thần dự định kêu gọi bọn họ tới đây, thuận tay giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ vậy có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Đang chờ đợi lúc đó, Diệp Thần nhưng thấy có một người cô gái, mặt đầy khủng hoảng, lảo đảo, trốn vào núi hoang bên trong, liền hướng hắn chạy tới. Lại là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tới, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sợi tóc xốc xếch, quần áo hơi có chút tê liệt dấu vết, hình dáng khá là chật vật. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thực lực không thấp, coi như đối mặt hỗn độn thiên ma, cũng sẽ không như vậy chật vật mới được. Diệp Thần, người quả nhiên ở chỗ này, mau mau cứu ta. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có chút luống cuống, chạy đến Diệp Thần bên người, liền lao vào trong ngực hắn. Diệp Thần theo bản năng ôm nàng chặt gửi hông, tâm thần hơi rung động, nói thế nào. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói, Vũ Hoàng dã điên rồi, hắn đánh chết hỗn độn thiên ma, bị ma khí cắn trả, đã mất lý trí, muốn xâm phạm ta. Diệp Thần nói, cái gì? Ngoài núi truyền tới một hồi to lớn khí lưu tiếng nổ, chỉ gặp một đạo thân ảnh, cấp tốc nổ bắn ra tới. Đó chính là Vũ Hoàng dã. Chỉ gặp Vũ Hoàng dã, khuôn mặt dữ tợn, vành mắt hết sức nứt ra, tóc bù xù, cả người ma khí vần quanh, đã là một bộ điên cuồng hình dáng. Hắn thấy Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tướng ôm chung một chỗ, trong mắt bung ra huyết quang, tê thanh khiếu đạo. Ngạo Tuyết tiểu thư, mau trở lại đến bên người ta, ngươi là phụ nữ của ta. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn sử dụng một thanh kiếm, đó là Thiên Khải Chí Tôn ngày xưa chế tạo Thiên Khải Ma Kiếm. Hắn huy động Thiên Khải Ma Kiếm, liền hướng Diệp Thần gai đi giết. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, liền cảm thấy Vũ Hoàng dã một kiếm này, hơi thở đặc biệt là tàn bạo, xa so trước kia mạnh mẽ, không biết hắn là đạt được Thiên Khải Chí Tôn che chở, vẫn là bởi vì bị ma khí cắn trả, rơi vào điên cuồng, mới đổi được như thế hung hãn. Nhưng, Diệp Thần cũng không phải đèn cạn dầu, mắt xem Vũ Hoàng dã khua kiếm giết tới, hắn thong thả, rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, giơ kiếm nghênh kích. Diệp Thần một kiếm này, hàm chứa thần thánh chi thư đạo pháp hơi thở, trên thân kiếm nổ lên vô cùng thần thánh phù văn, quang minh hơi thở ngất trời. Hai kiếm đánh nhau, Vũ Hoàng dã ngay tức thì liền bị Diệp Thần đẩy lui. Ở hai kiếm giao phong ngay tức thì, Diệp Thần nhưng đặc biệt bén nhạy, bắt được một chút khác thường. Nếu như nói Vũ Hoàng dã, thật bị ma khí cắn trả, mất lý trí nói, vậy kiếm pháp của hắn, hẳn là hỗn loạn điên cuồng. Nhưng mới vừa hai kiếm giao phong, Diệp Thần nhưng cảm giác, kiếm hắn thế, bề ngoài điên cuồng, nhưng trong thực tế rất có kết cấu mạch lạc, hơi thở gay gắt. Ngươi không điên, ngươi vẫn là thanh tỉnh. Diệp Thần ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng dã, một lời điểm phá. Cái gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sửng sốt một tí, nàng còn lấy là Vũ Hoàng dã là điên. Diệp Thần hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói, hắn không điên, chỉ là cố ý nổi điên, muốn nhân cơ hội xâm hại ngươi thân thể.
Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có thể còn không nhìn ra Vũ Hoàng giã trò lừa bịp, nhưng Diệp Thần tâm tư bén nhạy, một mắt liền khám phá. Từ vừa mới bắt đầu, Vũ Hoàng giã liền đối Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ý nghĩ kỳ quái, chỉ bất quá không có gan làm bậy. Lúc này hắn mượn cớ mình bị ma khí cắn trả, mất lý trí, chính là muốn mượn cái này cơ hội, cưỡng ép xâm phạm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Nếu như là ở lúc trước, Vũ Hoàng giã không phải Vũ Hoàng Ngạo Tuyết địch thủ. Nhưng hôm nay, hắn xưa không bằng nay, đạt được Thiên Khải Chí Tôn che chở, bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ, trên thực tế đột nhiên tăng mạnh. Bàn về sức chiến đấu, hắn đã thắng được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vậy thua thiệt được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cùng Diệp Thần tinh thần song tu qua, trong sâu thẳm, bắt được Diệp Thần một chút khí cơ, chạy tới cầu viện. Nếu không, bây giờ nàng, rất có thể đã bị Vũ Hoàng giã làm bẩn. Luân hồi chi chủ, người loạn nói gì? Vũ Hoàng giã bị Diệp Thần điểm phá tâm tư, nhất thời ánh mắt hốt hoảng, muốn che giấu. Nhưng câu này nói ra miệng, hắn giả vờ nổi điên, thực là xâm phạm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tâm tư, cũng đã bại lộ. Vũ Hoàng giã, ngươi lại có thể như thế hèn hạ vô sỉ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tỉnh ngộ lại, nhất thời tức giận, vô cùng tức giận nhìn Vũ Hoàng giã, không nghĩ tới cái này ngày xưa đi theo mình phía sau, rụt rè e sợ, như ngoác đuôi chó nhân vật tầm thường. Ngày hôm nay lại có thể đổi được lớn gan như vậy. Đợi một chút, người thực lực, làm sao sẽ thành được lớn mạnh như vậy? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đột nhiên phát hiện không đúng, nếu như Vũ Hoàng giã không có nổi điên, không có tẩu hỏa nhập ma, thực lực làm sao sẽ như vậy khủng bố, thậm chí liền nàng đều không phải là địch thủ. Bởi vì hắn đã thành Thiên Khải Chí Tôn con cờ. Hắn sau lưng, có bữa Khải Chí Tôn che chở, thực lực dĩ nhiên là mạnh mẽ. Diệp Thần bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hoàng giã, tựa hồ xuyên thủng hắn hết thảy. Thiên Khải Chí Tôn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ngây dại, nàng tự nhiên nghe qua Thiên Khải Chí Tôn uy danh, đây chính là nhân hoàng thánh đao đúc người, tử thần giáo đoàn giáo chủ, thiên đế chủ thần cấp nhân vật. Nếu có thể có bữa Khải Chí Tôn chúc phù hộ mà nói, coi như là một con kiến hôi, cũng có thể lột xác là thiên long. Vũ Hoàng giã nghe được Diệp Thần điểm phá hắn bí mật. Có vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ, rồi sau đó cúi đầu xuống, lộ ra một cái trong khổ sở mang lạnh nhạt nụ cười, nói, sư phụ, lúc đầu ngươi đều biết. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không cần kêu ta sư phụ, ta không ngươi tên đồ đệ này, ngươi là muốn tự sát, vẫn là ta tự mình động thủ. Hắn tâm lý đã có thanh lý môn hộ ý tưởng. Vũ Hoàng giã cảm nhận được Diệp Thần trong lời nói ý định giết người, nhưng là chút nào không hoảng hốt, ngược lại ha ha cười nhạt một tí. Nói, sư phụ, người nếu biết, ta có bữa Khải Chí Tôn che chở, vậy còn vọng tưởng giết ta. Ở nơi này phiến ảo cảnh, Thiên Khải Chí Tôn ý chí, có thể lớn nhất hạn độ hạ xuống. Ta như đạt được trợ lực của hắn, thậm chí có thể giết ngược ngươi. Bất quá, nể tình chúng ta thầy trò một chàng, ta cũng không muốn làm được quá mức. Ngươi cầm Ngạo Tuyết tiểu thư trả cho ta, ta liền để cho ngươi rời đi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt. Nói, nàng không phải hàng hóa, ta không có quyền quyết định nàng đi ở, nàng muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, nhưng chỉ sợ là không sẽ cùng ngươi ở cùng một chỗ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Vũ Hoàng giã, có vẻ tức giận, nói, Vũ Hoàng giã, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiện nhân, lại còn cùng tử thần giáo đoàn cấu kết, ta muốn bẩm báo nghĩa phụ, đem ngươi tru diệt. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sử dụng một cái tuyết kiếm, hướng Vũ Hoàng giã nhanh gai đi. Tử thần giáo đoàn tồn tại, có thể uy hiếp được thế giới hiện thật, bọn họ vẫn luôn muốn mưu đồ mồi lừa. Cho nên cho dù là Vạn Khư thần điện, đối tử thần giáo đoàn, cũng là vô cùng căm thù. Vũ Hoàng giã cùng Thiên Khải Chí Tôn cấu kết, đã xúc động Vạn Khư thần điện cấm lệnh, cái này rất nghiêm trọng. Vũ Hoàng giã thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trường kiếm đâm tới, chỉ là mỉm cười, không quan tâm chút nào, tiện tay huy động Thiên Khải ma kiếm, đinh một tiếng, nhẹ bỗng liền đỡ ra. Phốc xích. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhưng là cảm thấy một cổ lực lớn phản chấn tới đây, tại chỗ hộc máu. Giữa hai người thực lực sai biệt, lại có thể lớn đến tình cảnh này. Ngạo Tuyết tiểu thư, ta đúng là phản bội Vạn Khư, nhưng ta cũng là vì ngươi, ngươi vì sao từ đầu đến cuối không thể rõ ràng ta tâm ý. Vũ Hoàng giã trong tròng mắt lộ ra một chút thống khổ bất đắc dĩ thần sắc, cái này cổ thần sắc, lại rất sắp biến thành bệnh hoạn vậy lạnh lẽo. Hắn vẫy tay hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cổ bắt đi, phải đem nàng bắt cóc đến bên người.
Lúc này hắn hơi thở, đã lộ ra một chút không không phép tắc chập chờn, rõ ràng lấy được Thiên Khải Chí Tôn trợ lực, 10 phần cường hãn. Thiên Khải Chí Tôn, người cầm loại người này làm con cờ, thì có ích lợi gì? Hắn là phế nhân, thành con cờ của ngươi, cũng là phế cờ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, liền xuất hiện ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trước mặt, nhìn thẳng Vũ Hoàng Dã. Nhưng hắn những lời này, cũng không phải là cùng Vũ Hoàng Dã nói, mà là cùng sau lưng Thiên Khải Chí Tôn nói. Ta trên bàn cờ, không có phế cờ. Một đạo già nua uy nghiêm thanh âm, bỗng nhiên từ trong hư không bung ra, chính là Thiên Khải Chí Tôn thanh âm. Ung ung. Trong hư không, phong vân phun trào, hắc ám khí tức gào thét. Vô cùng vô tận ma khí, điên cuồng hội tụ đến Vũ Hoàng Dã trên mình. Vũ Hoàng Dã hơi thở, cũng ở đây cuồng như vậy bạo tăng. Thiên Khải Chí Tôn ý chí thần uy, đã hạ xuống đến hắn trên mình. Luân hồi chi chủ, Nhâm Phi Phàm hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn ý chí, không thể hạ xuống giúp ngươi. Trừ Nhâm Phi Phàm bên ngoài, các ngươi luân hồi trận doanh những người khác, ở ta trong mắt, cũng chẳng qua là gà vườn chó đất. Nghe nói người khí vận hừng hực, ai cũng giết không chết ngươi. Nhưng ngày hôm nay, bổn giáo chủ thì phải đánh cuộc một keo, xem ngươi có thể hay không ở ta đổ thần dưới đao, còn sống xuống. Thiên Khải Chí Tôn ý chí, chấn động thiên địa, tóe ra lảnh lót như sấm minh thần âm vậy vang lớn. Một cái sát khí xâm nghiêm, giống như tích đầy thiên hạ bá tánh máu tươi đổ sát đao, tan vỡ hư không, hạ xuống, rơi xuống Vũ Hoàng Dã trong tay. Này đao, tên là Đồ Thần. Diệp Thần từ thanh đao này phía trên, cảm nhận được liền giết lục luân hồi hơi thở mãnh liệt. Hiển nhiên, cái này cầm Đồ Thần đao, là Thiên Khải Chí Tôn vì chu diệt Diệp Thần, đặc biệt chế tạo binh khí. Phải dùng tới khắc chế Diệp Thần huyết mạch khí vận. Giống như phù sinh tuyệt mệnh, là khắc chế hoàng kim huyết mạch thần binh vậy. Cái này cầm Đồ Thần đao, cũng là đặc biệt khắc chế Diệp Thần. Bàn về mũi nhọn nói, cái này cầm Đồ Thần đao, thậm chí liền nhân hoàng thánh đao một nửa cũng kém hơn, cũng không coi là bao nhiêu chân quý, cho nên có thể ung dung đột phá thời không vách đá, chưa từng không lúc nào không hạ xuống. Tuy nói mũi nhọn không hề coi là long trời lở đất, nhưng nhìn cái này Đồ Thần đao thời điểm, Diệp Thần nhưng trong đáy lòng, toát ra một cổ lạnh lẽo. Xem ra cái này cầm Đồ Thần đao, đúng là có khắc chế hắn huyết mạch hiệu quả. Cái này Vũ Hoàng Dã, không phải phế cờ, mà là bổn giáo chủ thắng bại tay. Thiên Khải Chí Tôn ý chí, bung ra đến mức tận cùng, ban tặng cùng cho Vũ Hoàng Dã lực lượng, cũng là điên cuồng bạo tăng. Vũ Hoàng Dã thân thể, rắc rắc sát vang dội. Ngay tức thì đổi được vô cùng to lớn to con, bắp thịt nổ, gân xanh nổi lên, mỗi một chỗ ra, cũng toát ra cổ xưa hắc ám phủ văn. Trong tay hắn Đồ Thần đao, hắc ám ánh sáng lại là như động lại mực vậy, tỏa ra trên trời ánh mặt trời, bắn tán loạn ra khiếp người hàn mang. Luân hồi chi chủ, người chết chắc, Thiên Khải Chí Tôn không tiếc giá phải trả cũng phải giết ngươi, người có thể ngăn cản thiên đế chủ thần uy nghiêm. Vũ Hoàng Dã cảm thụ trong cơ thể không ngừng cuồng tiêu lực lượng, đại hỉ hưng phấn không thôi, trong lòng đã ảo tưởng giết chết Diệp Thần, rồi sau đó chiếm đoạt Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tình cảnh. Hắn cũng không nghĩ ra, Thiên Khải Chí Tôn lại có thể sẽ rơi xuống hung mãnh như vậy lực lượng, trước chuyện căn bản không cùng hắn nói qua. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là trước thời hạn nói, rất có thể liền kích động thiên cơ, bị Diệp Thần theo dõi đến. Thiên đế chủ thần thì như thế nào? Nơi này không phải không không lúc nào không, coi như là thiên đế chủ thần, ở chỗ này vừa có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Long đằng mệnh tinh, hồng mông đại tinh không, mở. Diệp Thần không sợ chút nào, trực tiếp mở long đằng mệnh tinh, lại toát ra hồng mông đại tinh không. Khoáng đạt tinh không sáng chói, từ Diệp Thần đỉnh đầu trống lên, tinh không hàng tỷ rồng thần hư ảnh gầm thét, nguy nga tới cực điểm. Vô số long đằng thần uy. Hội tụ đến Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm, huyết long vậy quanh quẩn ở trên trời trên thân kiếm mặt. Cho dù luân hồi huyết mạch uy năng, bị Đồ Thần đao áp chế chút, nhưng Diệp Thần bộc phát ra mệnh tinh thần uy, vẫn là long trời lở đất. Thiên Khải Chí Tôn, người đây là đang đánh cuộc. Người muốn đánh cuộc, ta Diệp Thần phụng bồi tới cùng. Diệp Thần huy động luân hồi thiên kiếm, bộc phát ra cực hạn luân hồi kiếm khí, chém thẳng hướng Vũ Hoàng Dã. Hắn biết. Thiên Khải Chí Tôn là đang đánh cuộc, rơi xuống hung mãnh như vậy lực lượng, hắn nếu bị thua, tự thân vậy sẽ phải chịu to lớn đánh vào. Nếu là hắn thắng, thật có thể giết chết Diệp Thần,
vậy đem sẽ thu hoạch kinh thiên động địa chỗ tốt. Ha ha, cái này một chàng đánh cuộc, bổn giáo chủ coi như giết không chết ngươi, cũng có thể đem ngươi tổn thương nặng. Thiên Khải Chí Tôn cười lạnh, đối tự thân ý chí thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Hắn biết Diệp Thần khí vận hừng hực, trận chiến này có thể đánh chết không chết. Nhưng, chỉ cần có thể tổn thương nặng Diệp Thần, cũng coi là hắn thắng. Nếu là Diệp Thần bị thương nặng, luân hồi trận doanh khí vận cũng phải lớn bị ảnh hưởng, tất nhiên liên lụy thân Đồ Uyển Nhi. Thân Đồ Uyển Nhi khí vận suy sụp nói, Thiên Khải Chí Tôn cũng chưa có một cái đối thủ cường đại, tranh đoạt tử thần quyền bính, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Cùng lần này Thái Thượng Phật sẽ, hắn lấy thêm đến Phật cốt xá lợi, là được thắng được ma tổ vô thiên, trở thành sau cùng bên thắng. Vũ Hoàng dã nhưng không nghĩ như thế nhiều, hắn chỉ muốn giết chết Diệp Thần, sau đó đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cướp đoạt lại. Vù vù, Vũ Hoàng dã huy động đồ thần đao, chém chết ra, ma khí mũi nhọn nổ tung, cùng Diệp Thần luân hồi thiên kiếm đụng nhau. Ở trên trời Khải Chí Tôn ý chí ra chỉ xuống, hắn đồ thần đao tóe ra ma khí, mang theo mãnh liệt hắc ám thần uy, sau lưng thậm chí còn có tử thần giáo đoàn tích lũy nhiều năm khí vận, thậm chí còn có đời trước tử thần chúc phúc. Đời trước tử thần, chính là ngày xưa thiên ma tinh hải khí linh, hải vương ma tôn. Thiên Khải Chí Tôn muốn tranh đoạt tử thần quyền bính, cũng không phải là vì mình, mà là vì hồi phục hải vương ma tôn, giúp hắn phá vỡ phong ấn. Hắn cùng hải vương ma tôn tới giữa, liên lạc vô cùng mật thiết. Cho nên, hắn nơi chế tạo đồ thần đao bên trong, lại là mang theo đời trước tử thần giết hại uy nghiêm. Tranh! Đao kiếm đánh nhau, vô cùng hắc ám khí tức. Ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần gào thét tới. Hắn luân hồi thiên kiếm, lại cũng là gặp phải ma khí tập kích, một hồi ảm đạm. Trừ Thiên Khải Chí Tôn ý chí bên ngoài, còn có đời trước tử thần chúc phúc. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bước chân đi về sau bay vút, cấp tốc lui về phía sau. Cái này một tí giao phong, hắn rõ ràng cảm nhận được, Vũ Hoàng dã trong tay đồ thần đao, lại còn có hải vương ma tôn hắc ám chúc phúc, cực kỳ cường hãn. Nói cách khác, Diệp Thần phải đối mặt, không hề chỉ là Thiên Khải Chí Tôn một cái thiên đế chủ thần, còn có một cái đời trước tử thần, Hải Vương Ma Tôn. Tuy nói ở phép tắc hạn chế hạ, thiên đế chủ uy năng của thần, khó mà chân chính ở thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên biểu dương, nhưng tràn ngập xuống hơi thở, vậy đủ quá cường hãn. Đồng thời đối mặt hai vị thiên đế cấp đại năng ý chí, liền Diệp Thần đều cảm thấy nghẹt thở. Tử thần nói, ác mộng thiên lưu chém. Vũ Hoàng dã một đao đánh lui Diệp Thần sau đó, lập tức thừa thắng truy kích, lần nữa vung đao cuồng bão tố ra. Cái này một đao hắc ám khí tức nổ tung, hỗn loạn hư không, giống như cấu trúc ra một giấc mộng nói mớ vậy hung ác hoàn cảnh, làm người ta nghẹt thở. Hào hùng hắc ám đao uy, như trời thác nước vải chút xuống vậy, lăn lăn bạo giết hướng Diệp Thần. Lớn mộ thần kiếm, phá cho ta. Chương 8950, Hỗn độn thiên ma. Nếu như ngươi ở sau khi xem xong không hài lòng, cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn ở ngươi. Nhâm Phi Phàm không nghĩ nhiều nữa, đưa ra một cái tay, nói, mời. Huyền Yêu gật đầu một cái, cùng ta tới. Nói xong chính là biến thành một đạo không thể danh trạng trạng thái hỗn độn, hướng một phương hướng đi. Nhâm Phi Phàm theo sát phía sau, rất nhanh chính là trở lại lúc tới vậy đạo rãnh trời kẽ hở bên trong. Chỉ gặp Huyền Yêu đưa tay ra. Một cái cổ xưa yêu cốt thánh bản chính là xuất hiện ở trong tay. Yêu cốt thánh bản bên trên, phù văn phun trào, ngay tức thì đem kẽ hở bên trong ổn định hết thảy đánh loạn. Hỗn loạn bên trong, lại trôi lơ lửng ra một đạo cự môn. Cửa lớn sau lưng, phảng phất là một cái thế giới khác. Nhâm Phi Phàm tầm mắt làm rơi vào cửa lớn sau lưng, giếng cổ không dao động diễn cảm có chút kích động, nói, người điên rồi, người lại muốn mang ta đi chỗ đó mảnh đất giới. Huyền Yêu nhưng là cười lên, ngươi Nhâm Phi Phàm không sợ trở thành tuẫn đạo giả, ta Huyền Yêu chẳng lẽ liền rụt rè e sợ. Nói xong, chính là trực tiếp bước vào cự môn, biến mất không gặp. Nhâm Phi Phàm nhìn vậy phiến cự môn, do dự ước chừng một nén nhang thời gian, cuối cùng vẫn là bước vào trong đó. Hình ảnh quay về, Diệp Thần tự nhiên không biết Nhâm Phi Phàm và Huyền Yêu đối thoại, hắn hôm nay đã tới cổ Phật Thánh Địa nội bộ. Cái này cổ Phật Thánh Địa nội bộ. Khắp nơi hoa sen tách thả ra, bảo nhang lượn lờ, ngọc thụ cao kình, khí tượng khoáng đạt thật lớn, lại đến chỗ tràn ngập tiếng phạm sướng, làm người ta tâm thần sảng khoái.
Ở nơi này Phật quang tràn ngập địa phương, Si Phong trên người thần sắc hơi chậm, tâm ma hành hạ tựa hồ vậy giảm bớt rất nhiều. Các vị mời ngồi. Độ tâm pháp sư phất phất tay, trên quảng trường hiển hiện ra từng cái bồ đoàn. Các phe trận doanh nhân vật, rối rít ngồi xuống. Diệp Thần, Si Phong thượng nhân, Trang Hải, Dạ Lan, là một cái trận doanh. Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, đại biểu vực sâu thần điện trận doanh. Vũ Hoàng Giã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, chính là Vạn Khư trận doanh. Bọn họ ba đại trận doanh người, ngồi ở cách độ tâm pháp sư gần đây địa phương. Những võ giả khác tu sĩ, đều là thức thời ngồi ở vòng ngoài. Toàn trường người cộng lại, ước chừng có hơn 200 người, đều là thành công hiểu Phật tổ chân kinh nhân vật, cũng không ai là đèn cạn dầu. Còn như Tiêu Ngân Hà và Nhiên Đăng tổ sư, đều ở đây thánh địa ra, yên lặng nhìn trên trời Phật tổ pháp tướng, chờ đợi Phật tổ mở mắt thời khắc. Thánh địa trên quảng trường, độ tâm pháp sư ngồi xếp bằng ở nhất trung tâm, ánh mắt ở Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng Giã cùng trên người, từng cái lướt qua, lại đảo mắt nhìn toàn trường, nói. Các vị đều là cùng Phật có duyên phận người, chắc hẳn đều nghe qua sư huynh ta Vô Tâm tổ sư danh hiệu. Đám người rối rít gật đầu. Độ tâm pháp sư nói tiếp, sư huynh ta Vô Tâm tổ sư, trời xanh không có tim, cũng không có tim gông xiềng, hắn từ nhỏ tu Phật, trải qua ngàn vạn thế kỷ nguyên, đời bị Phật tổ tạo hóa ân sâu, ngưng luyện ra một viên Phật cốt xá lợi, chính là Phật môn chí cao vô thượng thánh kim xá lợi, có tầng 12 màu xanh đài sen thở mạnh voi. Vốn là, sư huynh ta đã có chứng đạo không không tư cách, nhưng hắn bất hạnh rơi vào ma chướng, lại ảo tưởng phóng qua không không lúc nào không, đến tinh không bờ bên kia. Các ngươi cũng biết, hắn thất bại, thân xác thần hồn câu diệt, chỉ để lại một viên Phật cốt xá lợi. Đám người nghe được độ tâm pháp sư, nhắc tới Phật cốt xá lợi, đều là động tâm không dứt. Bọn họ tới tham gia Thái Thượng Phật sẽ, trừ Phật tổ tạo hóa ra, chính là vì viên này Phật cốt xá lợi. Thậm chí, Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi giá trị, so với đơn thuần Phật tổ tạo hóa, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bởi vì, ở đó viên xá lợi bên trong, hàm chứa trăm ngàn lần Phật tổ tạo hóa, còn có Vô Tâm tổ sư bản thân Phật pháp tu vi, năng lượng cực kỳ dư thừa. Nếu là ai có thể được, đủ để một bước lên trời. Nếu là ta bắt được Phật cốt xá lợi, ta không chỉ có thể bồi bổ liệt nhật mệnh tinh, còn có thể lấy này đối kháng ma tổ vô thiên. Diệp Thần nghĩ thầm, Phật cốt xá lợi Phật pháp năng lượng, cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn lấy được rồi, đủ để đối kháng ma tổ vô thiên ma đạo hơi thở. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần dòm ngó thấy tương lai. Nếu như hắn bắt được Phật cốt xá lợi nói, liền có thể ở trong vòng nửa năm, đang cùng thiên nữ quyết chiến trước, giết chết ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên tương lai, rất có thể trở thành Thâm Uyên chi chủ, trở thành mới tử thần. Nhưng, chỉ cần Diệp Thần bắt được Phật cốt xá lợi, liền có thể đem hắn tương lai chặt đứt. Có thể nói, cái này Phật cốt xá lợi, đối Diệp Thần mà nói, vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể bỏ qua. Quy Trần, Vũ Hoàng Giã hai người, ánh mắt cũng là toát ra nồng nặc khát vọng ý. Bọn họ vậy muốn lấy được Phật cốt xá lợi, lấy này đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn, cướp lấy tử thần quyền bính. Những võ giả khác các tu sĩ, ánh mắt cũng là vô cùng nóng rực, ai cũng không muốn bỏ qua lớn như vậy cơ duyên. Độ tâm pháp sư cảm nhận được đám người nóng rực ánh mắt, khẽ gật đầu, nói. Ta biết, các vị đều muốn sư huynh ta Phật cốt xá lợi. Sư huynh ta ở viên tịch trước, vậy đã từng nói, người ngoài nếu có duyên, vẫn có thể thừa kế hắn xá lợi. Chỉ là, vậy Phật cốt xá lợi, cũng không tại ta cổ Phật thánh địa trong tay, mà là đánh rơi đến liền một nơi thượng cổ Phật ma chiến trường bên trong. Thượng cổ Phật ma chiến trường. Nghe được độ tâm pháp sư, nhắc tới chỗ này, người ở chỗ này vật, bắt thiên cơ đầu mối, suy diễn nhân quả, mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó thấy thời đại thượng cổ khủng bố đấu tranh. Độ tâm pháp sư nói, ở cực kỳ lâu trước kia, có hỗn độn thiên ma, xâm nhập ta cổ Phật thánh địa, muốn giết chết sư huynh ta, cướp lấy hắn Phật cốt xá lợi. Những cái kia hỗn độn thiên ma, lúc bình thường, phối hợp thân không mang theo ma khí, cao cả vinh diệu như thần minh, bọn họ tự xưng là tinh không thần tộc, tự xưng đến từ tinh không bờ bên kia thế giới, nhưng những lời đó, dĩ nhiên là vô căn cứ, là mê muội người trò lừa bịp. Thiên Khải Chí Tôn, ta nói, người bước này, là phế cờ. Diệp Thần đánh bại Vũ Hoàng Giã, thu hồi trường kiếm, thần sắc hờ hững nói.
Vũ Hoàng Giã đạo tâm quá không ổn định, chấp niệm cũng quá nặng, tâm tư toàn bộ ràng buộc ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên người một người, sơ hở cũng quá lớn.